gì vậy? Cái gì? Ba. Thư là mật khẩu. Ba luôn cái hàng tao chắc lên hả? Mật khẩu. Không biết giờ này mấy bà có xem live được không ta? Cho chị xin thêm một chồng tặng. Trời ơi, mấy bà có tin là mới vừa thức dậy không? Chia sẻ giùm em nha mọi người ơi. Hello, Dương Bích Châu, hôm nay chỉ lên chợ một chút nha, cục vàng. Hello mọi người, chia sẻ giúp em nha. Mấy bà mới thấy em úp cái gì ở bay không? Mấy bà mới vô trang em, mấy bà có thấy em úp cái gì ở bay chưa? Đó, hôm nay sẽ lên mấy cái đó nha mấy bà. Rất là nhiều set luôn, cực phẩm rất nhiều. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha. Vô nha mấy bà ơi, hôm qua lên hơi khuya nên bữa nay mệt nha mấy bà. Mệt thiệt luôn á nha. Hôm nay em sẽ dòng đơn cho mọi người nha. Dòng đơn với lại đơn hôm qua nha. Ok, vô nha mấy bà ơi, chia sẻ lên giùm em nha. Rồi, mấy bà đang xem live cho em xin một lượt thả tim, một lượt chia sẻ nha mấy bà ơi, đẩy view lên giúp em nha. Hello mấy bà nha. Cảm ơn Trúc Phương, cảm ơn tình yêu nha. Cảm ơn mọi người. Dòng dưới đơn hôm qua được á anh Thư, được nha. Rồi, hello mấy bà, chia sẻ lên giùm em nha. Hôm nay em sẽ live một ngày mai sẽ ọp để nghỉ tết tay cho mấy bà. Đó là chia sẻ mạnh tay lên với em nha. Rồi, hello. Rồi ok, ghi vậy đúng rồi đó. Ê, đừng có ghi tên, đừng có ghi chữ Zalo, đừng ghi chữ Zalo ra. Giờ lò thôi con, ghi ra vậy là bị bé tóc được. Hello, mọi người có thấy thông báo không? Chuẩn bị ngủ nghe thông báo, giờ này ngủ gì vậy bà Kim Mộng? Giờ này phải vô săn hàng chứ làm gì mà ngủ nè, chia sẻ lên giùm em nha. Ok, Bảo Na thấy em nè, thấy nè. Rồi mấy bà ơi, bây giờ đang mấy bà đang xem live cho em xin một lượt chia sẻ nha mấy bà. Ok chưa, chỉ cần một lượt chia sẻ thôi, không nhiều cũng được nữa. Một lượt chia sẻ về trang cá nhân hoặc là hội nhóm công khai giùm em là ok nha. Rồi lên hàng tặng đầu like cái nha mấy bà, lên nhanh hôm nay rất nhiều hàng luôn nha. Bà nào á mà nhanh tay muốn xỉ á thì nhắn tin tách lô liền giùm em cái nha mấy bà, tách lô liền cái. Hàng hôm nay set toàn cực phẩm không thôi, soạn ra một cái dãy set tao nói nhức nách thật sự, bà ơi đỉnh lắm luôn á. Rồi Nguyễn Thí Ngọc nè, gửi hàng chưa hả? Chưa chứ ơi, chưa chứ Ngọc ơi. Rồi chốt liền giùm em mã quần trắng đầu ca đầu like, quần trắng 1k đầu like giúp em nha. Lên liền giùm em mã là quần trắng 1k, phải có logo người chia sẻ mới đọc chốt đơn nha mấy bà ơi. Rồi quần trắng 1k cộng đã chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu. Hello Tú Hằng, hello nè. Rồi phải có logo người chia sẻ mới đọc chốt đơn nha mấy bà ơi. Lên liền cho em mã là quần trắng 1k cộng đã chia sẻ nha. Nguyễn Hương ơi, tí xuống là chín mấy chiếc tin nhắn được nè. Rồi ok, thun đen giùm em 9k cộng đã chia sẻ nha. Bây giờ phải đẩy view lên, không đẩy view không lên hàng được nha mấy bà. Hôm nay rất là nhiều set đẹp nha mấy bà, phải đẩy view lên em mới bán giá sốc được nha, còn không là không có lên set cho mấy bà săn được đâu. Đó nữa là phải chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha. Rồi chốt liền em mã là thun trắng giùm em 9k cộng đã chia sẻ, thun đen giùm em 9k cộng đã chia sẻ nha. Rồi thun đen 9k cộng đã chia sẻ giùm em nha, phải chia sẻ mạnh tay lên nha. Hôm nay rất là nhiều hàng nha mấy bà ơi. Rồi lên liền nha em mã là quần đen giùm em 19k cộng đã chia sẻ. Quần này coi giãn, quần đen 19k cộng đã chia sẻ. Cái áo chị mặc 50.000 nó cục vàng, lấy báo chị áo chị mặc. Rồi con quần này cầm em mã là quần đen giùm em 25k còn 2, quần đen giùm em 25k còn 2, đọc đi em. Quần 1k cho Tống Như Ý, quần đen 9k cho Ngờ Nhi, quần đen 25 còn 2 nha mấy chị, quần đen 25 giùm em. Rồi comment mã là set dài em sale cho mọi người 30k, mình comment liền nha, 30k cộng đã chia sẻ giùm em, phải có logo người chia sẻ nha mấy bà. Rồi chốt liền giùm em mã là set dài giùm em 30k cộng đã chia sẻ giúp em, set dài 30 cộng đã chia sẻ. Áo chị mặc thun 3158 cục vàng ơi nha mấy bà ơi, phải chia sẻ mới được nha, không chia sẻ không bán giá này được nha. Rồi chốt mã là set ống gọng đen giùm em 39 cộng đã chia sẻ nha mấy chị, set ống gọng đen giùm em 39 cộng đã chia sẻ giùm em nha. Set này siêu đẹp, set này hơi bị đẹp. Rồi lên liền nha mã là set ống gọng đen giùm em 39 cộng đã chia sẻ, set ống gọng đen giùm em 39.
phải có luôn gì chia sẻ nha mấy bạn. Rồi lên liền em, con này là màu cốm giùm em, 19k cộng đã chia sẻ. Màu cốm giùm em nha, 19 cộng đã chia sẻ. Bây giờ bán đầu like là bán giá rẻ lắm rồi đó mấy bạn. Đó nên phải chia sẻ mạnh tay lên. Rồi chốt liền em mã là áo cốm 19 nha. Xét 30 cho Yến Liễu. Áo cốm 19 giùm em. Rồi con quần này comment mã là quần đen giùm em nha, 19k cộng đã chia sẻ nha. Phải có luôn người chia sẻ nha mấy chị heo. Rồi chốt liền giùm em con này là quần, trời ơi nhìn nè. Quần thái đó mấy bà. Quần giùm em 19 cộng đã chia sẻ. Ok, chị mặc cho Diệp Thư. Rồi mình chốt liền giùm em con này là chân váy 19 cộng đã chia sẻ giùm em. Chân váy 19 cộng đã chia sẻ nha mấy chị yêu. Chân váy 19 cộng đã chia sẻ. Xét đen 39 cái bảo nè. Đẹp quá. Áo kiểu đen giùm em 19 cộng đã chia sẻ nha. Giờ bán 19.000 thôi nha mấy bà, phải tương tác giùm em nha. Rồi khách mới vào xem live thấy em cho em xin một phát. Thích bay cái ok chưa mấy chị yêu? Thích bay em cái nha mấy chị. Thích bay cái điều mình muốn làm gì làm thôi mấy chị ơi ha. Rồi mình vô xem like của em á thì mình phải thả tim bài like của em nè, chia sẻ bài này giùm em nha, 5 lần trên cá nhân và 5 lần hội nhóm nha mấy chị yêu. Tương tác nhiệt tình lên giúp em nha, tại vì em bán giá quá rẻ luôn á mấy bà, nên mấy bà phải tương tác đẩy view cao lên thì em mới có động lực lên thật là nhiều hàng cho mấy chị, giá cực rẻ luôn á ha. Cốm 19 cho Nguyễn. Rồi mình chốt liền em con này là thun đen 19, kiểu đen chứ 19. Chân váy 19 cho Nguyễn Hương. Đẹp quá. 20k comment liền cho em đã. Áo Quảng Châu 20. Áo Quảng Châu 20 giùm em nha mấy chị yêu. Áo Quảng Châu 20 nha. Rồi comment liền mã là chân váy giùm em nha, 19k. Chân váy trắng giùm em 19 cộng đã chia sẻ. Phải có logo người chia sẻ nha mấy chị ơi. Hôm nay em biết mấy bà sẽ là nghỉ Tết đúng không? Hôm nay là mấy bà sẽ nghỉ Tết Tây đúng không? Đó, hôm nay em sẽ like một ngày cuối cùng nha mấy chị yêu. Rồi, chốt liền em con là chân váy trắng 19 cộng đã chia sẻ nha. Áo kiểu đen 19 cho em luôn tạ. Like ngoài tốn tiền quá hả? Hết Tết rồi cục vàng ơi, săn được gì săn đi em. Hàng này quá rẻ luôn á. Tiếp 30 nghìn nha mấy chị yêu. Rồi chốt liền giùm em con là chân váy em sẽ cho mọi người 30 nha. Chân váy xẻ giùm em sale 30 luôn. Cái này là lên một số hàng lẻ đầu like em sẽ lên tiếp, em sẽ lên set cho mấy chị đó. Rồi chốt liền giùm em mã là chân váy giùm em nha. Chân váy trắng 19 cho thu lại. Chân váy đen giùm em. Rồi set này sale 60 comment mã giùm em là set gấu dâu 60. Set gấu dâu giùm em 60. Túi mi nàn hết rồi cục vàng ơi. Rồi chốt mã set gấu dâu giùm em 60, quần legging giùm em nha. Quần legging giùm em. Set gấu dâu 60 giùm em, vải đúng xịn luôn mấy chị. Set gấu dâu 60. Áo hồng sau lưng 50, lấy báo chị áo hồng sau lưng. Gấu dâu 60 cho Yến lên. Rồi chốt mã giùm em là set sọc giùm em nha, 50. Set sọc 50 giúp em, quần legging. Set sọc 50 giùm em nha, quần legging rất là xịn. Set sọc 50. Rồi. Set sọc 50 giùm Ngọc em. 50 cho Ngọc Ngân. Ok Ngọc Ngân có đơn. Nhan hồng 50 cho Ngọc Ngân. Yeah. Áo phía sau là 50 hết nha mọi người ơi. Lấy màu nào thì báo em nhìn cái nha mấy bà, đẹp lắm luôn á. Hàng phải gọi là siêu đẹp luôn mấy bà ơi, vải đúng xịn. Đúng xịn luôn, phải nói là thun nhà, thun 3158 nhà em á, bán đã thật mấy bà. Bán đã tay luôn á. Mà giờ em toàn sale lỗ thôi mấy bà, nhanh tay lên đơn nha. Áo chị mặc hết rồi. Rồi, mọi người chốt liền em mã là set vịt vàng. Cái set này mấy bà ơi, hồi nãy mới up hình á, trời ơi nổi mốt quá trời luôn á. Hàng này 130. Em sale liền cho mọi người 60k mình lên liền giùm em mã là set vịt vàng 60, con bộ duy nhất luôn mấy chị. Set vịt vàng giùm em nha, 60. Ôi, dễ thương giả mang luôn á. 60.000 giùm em là có đơn, vịt vàng 60 nha mấy chị yêu. Hàng vịt vàng 60 cho Huỳnh Thư. Hàng 130 luôn nè, em xả nhanh luôn mấy chị. Hàng 130 mà em xả cho mấy chị luôn ha. Trời ơi, cái set này, cái áo này á, cái áo này của nó là một cái đầm body, một cái đầm body nha mấy chị. Và một cái áo khoác giùm em, set này 130. Em sale cho mọi người set này 50, comment liền cho em mã là set, comment liền cho em mã là set body 50k 130 sale 50 lên liền nha. 130 lận đó mấy chị, 130 lận đó sale 50. Cái này trong cái áo gấu dâu hồng nè con, áo gấu dâu hồng á, cái set gấu dâu hồng á bè. Rồi lên liền giùm em set này, trời ơi xuất sắc vậy. Ôi ơi, chữ của nó là dập phòng luôn á mấy bà. Rồi chốt liền giùm em set này 49k, comment mã là set đen giùm em 49.000 nha. Set đen giúp em 49k. Hàng là siêu đẹp luôn á. Rồi chốt mã giùm em là set đen 49 nha. Set đen 49 giùm em. Ok Thúy Kiều, tí xuống like mới chết được em. Đây mọi người ơi, siêu phẩm cặp bến thật sự luôn mấy bà. Rồi comment liền cho em mã set vịt xanh nha mấy chị.
60.000 giùm em 130 nha, không hề điêu luôn. Vải đúng đẹp, đúng xịn luôn. Mới đăng nhá hàng tí xíu mà nổi bắt quá trời. Trời ơi, cái phơm mà phơm Quảng Châu nữa, mặt bao đảo luôn mấy bà. Rồi lên liền với mã là set vịt xanh giùm em 60k nha mấy chị. Set cho em 49 cho Dương Võ. Set vịt xanh 60 cho Yến lên. Đẹp quá, ôi trời ơi. Siêu phẩm. Quá trời xuất sắc vậy. Đó là sao? Là chữ nổi đúng không? À đúng rồi, chữ nổi hết nha mấy bà. Đẹp quá mấy bà. Rồi chốt mã set này giùm em 60 giùm em. Trời ơi, cái set này mặc lên siêu siêu đỉnh luôn á. Có bên trong có chân váy, bên trong có quần lót cho mấy chị luôn. Chân váy nhúng rồi mới ghê, mặc lên nó sẽ ôm rất là đẹp. 55kg quay lại giùm em nha. Set xanh giùm em 60k trời ơi. Vải nè mấy bà. Set này 130. Đúng đẹp à. Thật sự vải đúng xịn luôn á. Quá trời hàng đẹp luôn. Set 60 cho Ngọc Yến. Rồi cái set này comment mã giùm em là set trắng nha, 60 một áo tà rớp và một quần ống rộng. Mấy set này mặc lung xinh nha mấy bà. Mặc lung xinh giùm em nha, một cái quần ống rộng vậy nha. Và một cái áo crop top giùm em, set trắng giùm em 60k. Hàng vải siêu đẹp 50kg, 55kg quay lại giùm em nha mấy chị. Rất đẹp luôn. Rồi set trắng giùm em 60.000. Set trắng 60k giùm em, nhìn nè mấy bà, nhìn cái phơm quần nè. Ưng chưa? Phơm quần ống rộng luôn mới ghê, rất là đẹp. Chốt mã set trắng giùm em 60.000. Chứ dục cái set nào qua là bỏ vô bọc liền cái set đó để không nó bị lộn. Set trắng 60 cho chút vàng. Rồi comment liền cho em mã là set đỏ ba, set đỏ giùm em 49.000 nha. Áo hồng ngoài sau còn hàng không kìa. Áo hồng ngoài sau. Áo hồng nào vậy em? Áo hồng này chỉ còn nha, áo hồng ngoài sau chỉ còn. Còn lấy bao đó với chị. Rồi chốt mã set đỏ giùm em 49 nha. Set này thì hơi bị sang nha mấy chị. Set này thì hơi bị sang giùm em mà tớp mặc màu đỏ ta nói trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Set đỏ giùm em 49k. Trời ơi, cái set này mặc hơi bị sang luôn mấy bà. Hơi bị sang luôn á. Rồi chốt mã set đỏ giùm em 49.000 nha. À, có lên đồ ngủ không? Có chứ. Đồ ngủ tối em lên rồi à. Đẹp quá à. Xích đỏ giùm em 49k. Vải đúng xịn luôn á. Vải cực kỳ xịn luôn mấy chị. Trời ơi. À cái siêu phẩm này đúng không mấy bà? Em có màu trắng với lại màu đen nha. Ê, mua cái set này tết mặc đi đánh bài được. Màu đen vậy nè mấy bà. Hàng túi zip luôn. Em bán trên live cho mọi người 80.000 nha. 130 sale 80 luôn. Hàng không đẹp. Đỏ 49 cho Thúy ơi. Không đẹp không bao giờ bán nha mấy chị. Phơm rất đẹp luôn. Lúc nãy em mặc thử rồi mấy chị ơi, ưng giả mang ưng luôn. Cực kỳ đẹp, cái vải của nó đúng đã luôn mấy chị. Đây, vải của nó là vải thun găng xịn nha. 80k mình lên liền cho em mã là set bài trắng hoặc là set bài đen giùm em nha. Trời ơi, tết mặc đi mấy bà. Đó, đi đánh bài là ok giùm em nha. Xinh, dễ thương nữa. Mình lên liền giùm em mã là set bài trắng hoặc là set bài đen nha mấy chị. Em mới nhận được hàng đẹp lắm mấy chị. Cảm ơn cục vàng, cảm ơn em nha. Rồi áo hồng cho Như Ngọc nè. Rồi ok. Ok mọi người nha. Tí mang giùm chế mấy cái móc lên nha mấy đứa. Không áo hơn 318 á. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Quá trời ơi, hàng hôm nay là hàng Quảng Châu không mà mấy chị em sẽ sale hết. 100 mấy, 200 mấy em sẽ sale hết. Đồng giá rẻ ghê à, 3 mấy, 4 mấy ngàn thôi, rẻ lắm. Nha, mình lên lên nhiệt tình lên giùm em nha mấy chị. Săn được đó là rất là lời đó. Rồi cái set ống rộng này em sẽ cho mọi người 50. Comment liền cho em mã là set set ống rộng xanh 50 giùm em, một quần ống rộng và một cái áo crop top rất là xịn luôn. Rồi ống rộng và crop top giùm em nha, phơm cực kỳ đỉnh luôn á. Em không có lên đồ bộ đâu chị Thúy Ngọc ơi. Set 50 cho Kim Thoa. Đẹp quá, xuất sắc luôn á. Set 50 cho Kim Thoa. Cái bộ phía sau hơi bị xinh nha mấy chị. Lên thì báo em cái bộ phía sau nó rất là đẹp luôn á. Rồi đưa tiếp hàng qua đây cho chế ai. Rồi mọi người comment mã là bộ vest giùm em, vest đỏ 60.000. Ôi ơi, bộ vest đỏ nè, 60k giùm em. Hơi bị xinh nha mấy chị. Rồi chốt mã vest đỏ giùm em 60k đi mấy mọi người ơi. Đẹp quá, đẹp luôn á. Set đỏ giùm em nha. 60k cái này là bộ vest nha mấy bạn ơi. Rất là xịn. Vải của nó đúng xịn luôn á. Màu đỏ giùm em 60, cái này mặc tết đẹp. Cái này mặc tết siêu xinh luôn. Đỏ giùm em 60. Đây nhìn cái quần thôi đã thấy à, hàng xịn ngay rồi đó mấy bà, rất là đẹp. Rồi mình lên liền giùm em mã là set đỏ nha, 60k. Set đỏ giùm em 60. Ủa mấy con này còn không? Ui ui gấu dâu. Comment mã là gấu dâu giùm em nha, 60.000. Gấu dâu giùm em nha, 60k. Đây hoodie gấu dâu giùm em luôn, rất là xịn. Rồi chốt mã giùm em là gấu dâu 60. Cái đầm đó 120 á Ngọc Yến ơi, lấy đó chị em. Rồi chốt mã giùm em là gấu dâu xanh nha mấy bà, 60.000. Hàng là hàng tàu giùm em nha, không phải là hàng thường nha mấy chị. Hàng là hàng nỉ tàu giùm em, rất là xịn. Gấu dâu kèm giá vô Bùi Nhã Trân rồi. Kèm giá vô em. Rồi chốt mã nâu giùm em nha mấy chị ơi, 60k, 65 nhầm nha. Áo chủ trao giùm em, hàng này hàng xịn giùm em. Trời ơi, cái màu nâu nè. Không phải mà điêu á, chứ là đẹp thật sự luôn á. Gọi là rất đẹp mới ghê. Nâu giùm em nha, 65. Nâu giùm em nha mấy chị ơi, 65 cái chủ của nó nè.
Ôi ôi đã lắm luôn á. Nâu đi mấy chị, lên liền đi mấy chị ơi. 65 thôi, ghẻ quá. Nâu 65 giùm em nha. Rồi, nâu Huỳnh Nguyễn kèm giá vô giùm chị em ơi. Huỳnh Nguyễn kèm giá vô nha em. Rồi, áo ngoài sao đồng giá là 50 hết nha mấy chị. Nâu 65 cho Huỳnh Nguyễn. Áo ngoài sao đồng giá là 50 vô. Cái áo màu xanh dứa này nè, xuất sắc 10 điểm. Trời ơi, rất đẹp luôn. Nhanh nha, lên đơn nhanh nha mấy bà. Không có nhiều đâu, mẫu có 1 cái thôi. Bộ đằng sau 80 nha Nguyễn Nguyên ơi. Rồi, thun Quảng Châu sale 29. Comment mã là thun đen giùm em 29, thun Quảng Châu giùm em đen 29 nha mấy chị. Đen 29 giùm em, cái này em sẽ bóc mộng ngẫu nhiên, nó sẽ là hình mèo hoặc là hình cô gái. Rồi chốt liền giùm em thun Quảng Châu 29k. Thun Quảng Châu giùm em đang bán 100 máy sale 29 nghìn luôn. Thun Quảng Châu giùm em mấy chị, thun này thun 3D. Comment mã là thun đen hoặc là thun trắng giùm em sẽ bóc ngẫu nhiên giùm em nha mấy chị. Thun đen hoặc thun trắng nha mấy bạn. 29k này là thun Quảng Châu. Đen 29 cho Ngọc Ân Trương. Rồi mình lên liền giùm em là thun Quảng Châu nha mấy bạn. Rồi thun 29 giùm em hàng Quảng Châu. Thun đen 29 cho Bảo Na. Hàng Quảng Châu mặc mới đẹp mấy bạn. Hàng Quảng Châu rất là xịn. Rồi thun đen hoặc thun trắng giùm em 29. Thun đen 29 cho Nhung Phẩm. Rồi ok, nè đen trắng giùm em nha. Chốt mã đen và trắng giùm em 29k. Đen và trắng giúp em 29. Rồi bộ ngủ cao cấp giùm em sale nha. Áo màu nu sao lên màu xanh 49.000 á thường ơi. Rồi cái này là Latin nha mấy bà, em sale cho mấy bà 60k, cầm em mã là bộ Latin giùm em hoặc là bộ xanh giùm em 60. Trời ơi chất vải mướt rượt luôn mấy bà. Latin cao cấp giùm em nha, 60.000. Đây foam dơi rất là đẹp. Cái foam này siêu xinh luôn mấy bà, mặc lên dễ thương cực kỳ. Rồi chốt liền giùm em nha là bộ ngủ 60. Thun trắng 29 cho Ngọc Duyên. Ok Ngọc Duyên có đơn nè. Bộ ngủ giùm em nha 60 nha mấy chị yêu. Bộ ngủ 60 giùm em. Latin 60 cho Dung Ngọc. Trời ơi, cầm mấy mã là tay dài giùm em 35k nha mấy chị. Tay dài giùm em, trời ơi hình gấu nè. Ủa hình cô gái nè. In siêu nét luôn á, hàng là hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Comment liền cho em là thun trắng. Thun trắng 35 giùm em nha mấy chị, tay dài luôn á. Thun trắng 35 giùm em. Có đúng rồi, Như Ngọc có rồi em. Thun trắng 35 nha. Hàng đẹp không luôn. Xuất sắc quá. Rất là mê. Nha mấy bà ơi, hôm nay phải ở lại like nhất định nha, không thể nào mà rời bỏ cái like này được ha. Cái này trời ơi, bộ ngủ mà thun 35 cho Hình Thư. Bộ lá bài luôn mới ghê trời ơi. Con này tớp mặt là chân ái luôn, em xem cho mọi người 70 nha. Cái này là Latin cao cấp giùm em, tay dài. Trời ơi, bộ thiết kế luôn. Cái form này cả 65kg mặt vẫn vừa ha mấy bà. Bộ ngủ giùm em nha, 70. Bộ ngủ Latin giùm em 70. Bài 70 cho Bùi Nhã Trăng. Hả? Thun 35 là cái cô gái tay dài á. Rồi cái set này, cái set này, cái set này Quảng Châu 130k hả? Em sale cho mọi người 60 luôn. Một cái váy có mút ngực, một cái váy có mút ngực kèm một cái áo khoác giùm em nha, 60. Comment liền cho em mã là set vàng 60, săn được con này là may mắn nha mấy bà. Hàng siêu đẹp luôn, cái bộ ngủ bài. Bộ ngủ bài em hết nha mấy chị yêu ơi. Rồi mình chốt liền giùm em cái con này là set vàng giùm em nha. Sale 60.000. Set 60 cho Diễm Quỳnh. Ok. Rồi hàng này là hàng Quảng Châu không mà mấy bà, không có hàng thường đâu. Ôi ơi, con váy này nó xinh quá luôn á. Hàng này là hàng sớ Quảng Châu 180.000 à. Rồi em sale cho mấy bà 70 nha. Comment liền cho em mã là váy hồng 70 nha. Váy hồng 70 giùm em. Trời ơi, váy dài qua gối luôn á. Nó siêu đỉnh nha mấy bà, cái chất của nó nè. Cái chất nè mấy bà ơi, nhìn xem cái chất giùm em cái đã. Quá trời xịn luôn, 180.000. Sale cho mấy bà 60k. Comment liền cho em mà đó là váy 60 giùm em, vải đẹp. Váy 60 giùm em nha, vải đẹp. Vải siêu đẹp luôn, thấy em nha Minh Ngọc ơi, thấy em Bảo Châu. Lên chị lên hàng sale em ơi, trúng cái gì chị lên đó cho. Rồi, cái set này 140k em sale cho mọi người. Em sale cho mọi người 60.000 nha, ok chưa? 60.000, chân váy tặng luôn mấy bà, có rất là nhiều tặng giùm em nha, bên trong nó sẽ có quần lót nha. Rất là xịn. Đây. Rồi chốt mã giùm em set trắng nha, 60k, vải đúng đẹp luôn á. Set trắng giùm em 60.000. Vải cực kỳ xịn nha mấy bà ơi, set trắng giùm em 60k. Hàng đúng đẹp luôn, cái này tách riêng mặt vẫn ok. Một áo và một chân váy giùm em 60.000. Hàng Quảng Châu nha mấy bà. Một áo và một chân váy 60 giùm em. Rồi một chân cầm áo và một chân váy 60 nha. Hàng đẹp không luôn mấy bà ơi, nhanh tay lên đơn. Trần Anh Thư khách mới lên giùm em số điện thoại cho Trần Anh Thư ơi. Rồi Trần Anh Thư không có số điện thoại để cho Nguyễn Thúy Ngọc. Rồi chốt mã set xám giùm em nha mấy bà. Set xám giùm em xem mọi người, mẫu này 49k. Rồi chốt mã set xám giùm em, chữ này ba len giùm em in phòng luôn, rất là xịn. Rồi set xám giùm em 49.000 nha, vải quá trời đẹp luôn á. Set xám 49.000 giúp em nha, vải siêu đẹp luôn á. Cái vải nè, nó co giãn cực kỳ cho em luôn. Rồi chốt mã set xám giùm em 49k, cái này sale nhanh lắm mấy bạn. Xám 49 nha. Bảo Trăng hả? Chờ chút đi em ơi. Cái này hồi nãy mới up rồi nè mấy bà.
Cái nào ơi, cái này hồi nãy mới úp rồi nè, mấy bà hỏi lia lịa luôn á. Anh Thư ơi, em đổi qua màu này dùm chế đi anh Thư. Comment mã nu 60 dùm chế đi, cái màu trắng này chết hết rồi. Nu 60 đi em. Áo nu 49 là tê hường, ok em. Áo nu phía sau 49 chứ để trên là tê hường, in ngay đi. Rồi mọi người chốt liền cho em mã set nu nha mấy chị. Set nu dùm em 60. Hàng gọi là không đẹp không bán nha mấy bà. Không đẹp không bán nha, ok chưa. Cái này mặc được hờ, 2 món nha mấy bà. Cái này mấy bà tách riêng được dùm em nha. Mua cực kỳ lợi luôn, 2 món 60k. Cái nu này nè, đúng rồi. Rồi chốt liền nha, mã là set nu nha. Trời ơi, cái chân váy nó rất là xịn luôn á. Cái chân váy cực kỳ đẹp luôn, mít thêm cái cà rốt top nữa, 60.000 set đồ. Rồi lên liền nha em, mã là set nu 60. Đúng rồi Ngọc Yến à, đúng rồi em. Rồi set nu giúp em nha mấy chị ơi, 60k. Mệt quá, set nu 60. Hôm qua live khuya mệt thiệt đó mấy bạn, mệt dữ luôn á. Rồi set nu 60. Rồi cái bộ này, quần của nó là quần quần dài giùm em, quần giống rộng nha. Bộ này là bộ xốp của Quảng Châu giùm em. 130 em sale cho mọi người đồng giá 49 nha. Comment liền cho em mã set cargo 49k. Set cargo giùm em nha, 49.000 mấy bà mặc lên nó sẽ vậy nha. Đẹp quá, 50-58kg quay lại giùm em. Rất là xịn luôn. 130 sale còn 49 có túi luôn, hai bên có túi. Comment liền cho em mã là set bộ cargo giùm em 49.000. Set bộ cargo 49 giùm em nha mấy chị. Set cargo 49 cho Kim Hoa. Rồi, con khoác này em sale cho mọi người 65 nha. Cái khoác này sale 65 nhìn nè. Cái chất giùm em nha. Không đẹp không bán luôn, đúng chuẩn không đẹp không bán. Mình lên liền giùm em con này là khoác trắng giùm em 65k quá trời đỉnh rồi. Khoác trắng giúp em nha mấy chị, 65 giùm em nè, mũ hai lớp cực kỳ xịn sò nha mấy chị yêu. Rồi mình chốt liền giùm em con này là khoác trắng 65. Hàng quá VIP rồi mấy bà, thật sự nó rất VIP luôn á. Rồi mấy bà chỉ cần cho em xin một lượt chia sẻ giùm em là ok nha mấy bà ơi. Giá nào em cũng bán cho mọi người luôn nha. Chia sẻ giùm em là ok nha. Khoác trắng 65 nè, góp chốt đi em. Trắng 65 cho Nguyễn Oanh. Chỉ cần chia sẻ thôi, giá nào em cũng bán được nha mấy bà ha. Chỉ cần chia sẻ giùm em nha. Rồi cái này là set set bộ ngủ nè, sale cho mấy bà 29k bộ này nha. Comment mã là vàng 29 giùm em nha. Vàng 29 giùm em đây, set bộ ngủ giùm em. Vàng 29, cái này là hàng von 2 lớp nha mấy bà, rất là đẹp. Vàng giùm em 29k. Chốt mã vàng giúp em 29.000, cái này là bộ ngủ giùm em. Vàng 29 giùm em nha. Một bộ thôi. Con bộ thôi à. Vàng 29 cho Ngọc Nhi. Rồi bộ đen giùm em nha, con này là đen giùm em luôn, 29 giùm em nha mấy chị yêu. Đen giùm em 29, màu đen này siêu đẹp. Màu đen hoa nhí siêu đẹp giùm em luôn. Chốt mã đen giúp em 29k. Đen 29 giùm em. Có một bộ thôi. Ờ ok, có lên váy luôn á mấy bà. Rồi đen giùm em 29 nha. Rồi bộ này là tím môn giùm em luôn 29. Đen 29 cho Nhi Huỳnh. Bộ này là tím môn giùm em nha, 29k. Đẹp quá luôn á mấy bà, về tăng. Mấy bà thích tới đâu thì mấy bà thâu lên tới đó giùm em. Bộ mũ ngủ này siêu mát luôn. Rồi chốt mã giùm em là tím môn nha, 29k. Bộ ngủ này siêu mát luôn mấy chị. Rồi tím môn giùm em 29.000. Màu tím môn này siêu ngọt. Màu tím môn này siêu ngọt nha mấy bà. Rồi tím môn 29 giùm em. Tím môn 29 nha. Rồi có lên váy body chờ chút nha mấy bà ơi. Rồi màu nu giùm em 29k. Trời ơi màu nu nè, sang vậy đó trời ơi, đẹp quá. Rồi nu giùm em 29. Chốt mã nu 29 giúp em nha mấy chị yêu. Nu 29 giùm em nha mấy bà ơi. Thun còn nha, chút chứ lên đó như Nhật Khánh ơi. Rồi chốt màu nu giùm em 29k. Thun tí lên nha mấy bà. Nu 29 cho Nhi Huỳnh. Nu 29 cho Nhi Huỳnh. Rồi comment mã là xanh giùm em 29 là hết nha mấy chị. Xanh 29 là em hết hàng. Mấy bộ này mặc ngủ rất là đẹp nha mấy bà. Xanh giùm em 29k. Mặc siêu mát nha mấy bà ơi. Xanh giúp em 29 giùm em nha. Hình như hồi nãy quên một cái kia chưa khóc ra. Xanh 29 giờ hơn tôi nè. Xanh 29 nha mấy bà ơi. Rồi xanh 29 cho Gia Hằng. Set này 135k em sale cho mọi người 59.000. Không chốt set này là phí nè, set nó đẹp vậy nè. Hồng nu, comment mã là hồng nu giùm em nha, 59.000. Trời ơi cái quần của nó là hàng tao bao luôn mới ghê. Hàng tao bao luôn á mấy bà, đẹp giả mang cực kỳ tiểu thư luôn. Set hồng giùm em nha, 59. Hàng tao bao giùm em nha mấy bà ơi, hàng rất là xịn luôn á mấy bà. Rồi chốt liền giùm em mã là set hồng nu nha mấy bà ơi, 59k. Hàng tao bao giùm em nha mấy bà, hàng rất là đẹp luôn, vải đúng xịn. Rồi set hồng nu giùm em nha, 59k. Hàng đúng đẹp lắm. Hồng nu giùm em nha. Hồng nu cho Nguyễn Hương nè. Rồi ok mọi người lên liền giùm em, cái con này là hàng VIP giùm em nha. Gọi là hàng VIP giùm em, mã lên mã là VIP giùm em 49k đi. Cái con này mấy bà mặc chung với lại quần gì cũng đẹp mấy bà ơi. Quần lưng cao hoặc là quần jean ôm giúp em nha, là bao xinh. Rồi mình chốt liền cho em mã là siêu. Rồi chốt mã siêu VIP giùm em 49 nha. Mới bị mất cách nói à. VIP 49 cho Dung Ngọc.
mã VIP nha, VIP cho Dung Ngọc. Rồi set body giùm em nha mấy chị, set body 49 giùm em, hàng thun lụa cao cấp giùm em. Hàng thun lụa cao cấp giùm em, một váy body đen. Rồi một váy body đen giùm em nha. Kèm cho mình thêm cái áo khoác nữa nha mọi người. Siêu đẹp luôn. Rồi 49k, comment mã là set body 49 giùm em. Set váy tầng, set váy tầng màu nu ok cho đanh đá nhất nhà nè. Ok em. Cái tên hơi đanh đá nha em ơi, đổi tên giùm chế đi. Cái tên gì hơi đanh đá đó. Rồi, rồi mình chốt liền giùm em mã là set body 49 nha. Set 49 cho nó ok cảm thi. Ok em. Set 49 chỉ hết rồi. Rồi mọi người đổi qua giùm em mã là set bell, em xe cho mọi người set này 45k. Trời ơi xẻ luôn mấy. Set này đẹp quá. Set 45 được hai món luôn, một áo và một quần legging. Trời ơi cái quần này tất nhiên mặc vẫn đẹp nha mấy chị yêu. Hôm nay là tôi xuống cái kho này là tôi xả kho xả khủng luôn mấy bà. Đó nên phải là tương tác nhiệt tình lên, set bell 45. Trăm mấy bán 45 kèm giá vô nha mấy cục vàng ơi. Khách mới lên kèm số điện thoại nha. Set bell 45 cho nhiêu hồn. Kèm giá kèm số điện thoại vô nha khách mới ơi. Rồi chốt liền em con này. Cả set luôn nha, một áo loang, một áo loang và một cái quần giùm em sale set này 30.000. Comment mã là set 30 giùm em. Một cái áo và một cái quần giùm em nha mấy chị ơi, một áo loang và một cái quần giùm em set này 30. Mặc thể thao được đó mấy bà, set 30 giùm em. Mặc cực kỳ thể thao giùm em đi, set 30.000. Rồi, set 30 cho Dung Võ. Ôi, hàng 180.000 shop Quảng Châu giùm em nha mấy chị. Sale cho mấy chị 50. Comment liền cho em con này là màu riêu 50. Trời ơi đẹp quá. Màu riêu 50 nha mấy bà ơi. Chốt màu riêu 50 giùm em đi, body riêu 50. Em mới lấy hàng rồi xinh quá luôn. Trời Nhật Thanh ơi. Cảm ơn em yêu khen không biết bao nhiêu lần này đó. Cảm ơn cục vàng nha. Thôi mọi người lên liền cho em con body riêu đó. Quá trời xịn luôn mấy bà. Riêu 50 cho thúy gì. Rồi chốt mã giùm em là chởi vai nha mấy chị. Chởi vai giùm em sale mấy bà 45. Còn mấy mã chởi vai giùm em, cái này là hàng Quảng Châu giùm em nha. 130 sale 45 luôn, đồng giá 45. Chốt liền giùm em con này, 130 sale 45, mặc được hai kiểu chởi vai được còn cổ thiền được giùm em nha. Rất là xịn. 45k. Hàng Quảng Châu vải đúng đẹp luôn á. Rồi chốt liền giùm em đi. Mã đó là chởi vai 45. Rồi, bộ này 130.000, trời ơi, theo mọi người 60 nha. Hàng này là hàng tiểu thư giùm em nha mấy chị. Rồi comment liền cho em mã là set nu tiểu thư 60k. Hàng vải đúng đẹp mấy chị ơi. Hàng vải tiểu thư đúng đẹp. Set nu tiểu thư giùm em nha mấy chị, 60.000. Hàng 130 sale 60, mặc lên mới biết nó xinh cỡ nào. Mấy bà da trắng thì mặc cái này bao đỉnh luôn, bao nhức nách luôn. Set 60 cho Lê Thị Tiếp luôn. Ok em, trời ơi mấy chị yêu mà set trắng nè. Da trắng mặc cái đó đỉnh nha. Hôm nay rất là nhiều hàng mấy bà ơi, mà em mệt quá luôn, biêm lên nổi hả? Được không? Rồi set này 130.000, em sale cho mọi người 60. Lên liền giùm em mã là Mickey đen giùm em 60k đi. Hàng phải nói là siêu VIP luôn, 10 điểm mấy chị. Rồi chốt mã giùm em set Mickey 60. Hàng vải nữa mấy chị ơi, đúng đẹp luôn á, xịn quá trời xịn rồi. Mickey đen giúp em nha, lên liền phát mấy bà, hàng này hàng xịn 130, nó không phải hàng thường đâu. Hàng xịn 130 sale 60.000, lên liền cho em mã là Mickey đen 60k. Mickey đen 60 giùm em nha. Rồi, một con áo dài mặc tết nè mấy chị. Rồi set Mickey cho Nhung Khởn. Rồi con này mặc tết giùm em nha mấy chị ơi, con này mặc tết chụp hình rất là thấy cưng luôn. Rồi 49k giùm em. Váy hồng giùm em 49, trời ơi con này mặc tết chụp hình bao thấy cưng nha mấy bà. Hay đẹp dữ lắm, thấy cưng dữ lắm luôn mấy bà. Rồi chốt liền giùm em áo dài 49. Áo dài 49 giùm em nha mấy chị. Váy 49 cho Kim Hoa. Rồi, mã này là gì nữa đây? Rồi chốt mã set giả, set vest gì đó. Set vest đi mấy bà, hoặc là set hồng giùm em đi. Rồi 49 nha. Set hồng giúp em nha mấy chị, 49k giùm em nha, hàng đẹp. Set hồng 49 giùm em nha, hàng rất là xịn luôn. Set hồng giùm em 49 đây. Mấy bà mà tầm cỡ hai mấy tuổi thì mặc được set này, chứ mười mấy tuổi thì mặc nó hơi cứng tí ha. Rồi chốt liền giùm em mấy mã là set thiết kế thôi, hàng shop thôi mấy bà ơi, hàng rất là xịn luôn. 49k giùm em. Mã là set thiết kế giùm em nha, 49. Chốt mã set thiết kế 49 giùm em. Set thiết kế 49 nha. Rồi, quá xuất sắc luôn. Ôi, Mickey hồng 60.000 giùm em nha. Mấy bộ này hồi nãy mới đăng nhá thôi. Mấy bà chốt ghê quá, chốt khủng khiếp quá. Rồi chốt mã giùm em là set hồng giùm em 60. Phan Tây Văn chốt gì mà đi để số điện thoại vậy ta. Rồi chốt mã set hồng giùm em nha mấy chị, 60k. Thật sự rất là đỉnh luôn á. Mickey hồng giùm em, cái này là hàng Quảng Châu nha mấy bà, hàng rất là đẹp luôn á. Hàng là bộ ngủ Quảng Châu giùm em nha, cực kỳ xịn luôn. Cái form quần là ưng ngay mấy bà ơi, hồng Mickey giùm em. Mickey hồng cho NT cảm thi.
Ok, hàng đẹp quá. Rồi, cái bộ này em sẽ cho mọi người 49k. Một cái áo hông không rộng, một cái quần legging dài 49k, comment mã là set trắng 49 giùm em nha. Chốt mã set trắng 49 giúp em nha mấy chị ơi. Set trắng 49, set hồng em hết rồi. Trời, set trắng giùm em đi, có 49k, đẹp quá luôn á. Cái set này mặc lên form rất là đẹp. Nó sẽ ôm cái quần, nó sẽ ôm người rất là xinh. Nguyễn Phúc Mai khách mới lên kèm số điện thoại giùm em các chị ơi. Nguyễn Phúc Mai khách mới lên kèm số điện thoại cái mới để đơn cho chị được nha. Áo chị mặc hết là Minh Ngọc ơi. Áo chị mặc hết là để chết hai mẫu khác nha. Hàng đẹp không à. Rồi, mọi người chốt cho em mã là set dâu đi 60.000. Set pyjama gấu dâu giùm em, hàng Quảng Châu 130 sale mọi người 60 là mọi người. Mọi người chốt lại hẳn được tới 70k lần đó mấy bà. Rồi lên liền giùm em nha, có một bộ duy nhất thôi. Rồi set gấu dâu giùm em nha, Quảng Châu luôn. 60.000. Trời ơi, cái bộ này á đợt trước like mấy bà chốt khủng khiếp quá. Cái này là bị sót thôi. Chốt 60 cho Dung Thoại. Dâu 60. Rồi bộ này beo giùm em. Mã này là beo giùm em 49. Bộ beo nha, 49 giùm em. Mã là bộ beo giùm em nha, 49 như cái bộ nãy mà nó là màu beo em sale 49. Comment mã là beo giùm em nha, 49. Mấy cái bộ này là bộ Quảng Châu không mấy bà, hàng rất là đẹp. Rồi chốt mã là bộ beo giùm em nha, 49k. Trời ơi, màu beo mặc lên siêu trắng da luôn á. Đẹp quá. Chốt mã bộ beo giùm em 49k. Màu beo giùm em nha, 49. Kèm giá cho Thúy Ngọc ơi, không có giá gì để cho người sao em ơi. Beo 49 cho Nguyễn Thúy Ngọc. Rồi, bộ này cái sơ mi không em bán 120 rồi mấy chị. Em tặng cho mình thêm cái quần nữa, ok chưa? Em bán cái áo 60k tặng cái quần nha mấy chị ơi. Rồi mình chốt liền giùm em mã là set gấu hồng giùm em nha mấy chị. Set gấu giùm em, set áo gấu hồng giùm em nha. 60.000 nè, cái form sơ mi nè. Form sơ mi nhà em đỉnh vậy nói là form rộng lắm, dưới 65kg vẫn ok giùm em nha, rất là đẹp. Tặng thêm một cái quần legging nữa. Rồi ok chưa, chốt set này giùm em 60.000, hàng Quảng Châu giùm em. Ừ, cái chất đúng đẹp luôn á, set gấu hồng chiến linh nè. Hàng quá đẹp. Rồi xanh giùm em luôn nha, hết hồng còn xanh, mấy chị đâu có xanh giùm em. Em bán cái áo 60.000 em tặng cho mọi người thêm cái quần legging nữa. Cực kỳ lời luôn, trời ơi màu xanh nè. Đẹp xuất sắc luôn mấy bà ơi. Đẹp dữ lắm, mình chốt liền em coi là xanh nha, 60k. Xanh giúp em nha mấy bà ơi, 60 nè, hình in của nó nè. Nét nè mấy bà ơi, nét siêu nét luôn. Rồi mình chốt liền cho em mã là set gấu xanh giùm em nha, 60k. Tặng thêm cái quần legging nữa, đó đỉnh chưa? Đỉnh chưa mấy bà? Đẹp lắm, chốt mã set gấu xanh giùm em 60 nha. Hàng vải đúng đẹp luôn á. Không đẹp không bán thật sự, hàng rất xịn, vải đúng xịn luôn. Set xanh giùm em 60k. Rồi, sale, cái này là hàng sale. Xem nhanh. Rồi con áo này 19k, comment mã là nỉ trắng giùm em 19k một con à. Nỉ trắng giúp em 19.000 nha mấy bà. Nỉ trắng giùm em 19k. Nhanh nha. Con cái thôi. Thấy em nha Vi em ơi, thấy em. Rồi quần trắng giùm em 29.000. Quần trắng giúp em co giãn 29k. Quần trắng 29 cho Dương Ngọc. Quần trắng 29 giùm em nha mấy chị. Quần trắng 29 giùm em. Rồi, bộ này bộ ngủ, comment mã bộ ngủ giùm em 30k. Bộ ngủ 30 giúp em nha mấy chị yêu. Bộ ngủ 30 giùm em nha. Bộ ngủ 30.000. Mã bộ ngủ giùm em 30. Bộ ngủ 30 giùm em. Rồi, váy hoa giùm em 30. Váy hoa 30 giúp em nha mấy chị ơi. Váy hoa rất là đẹp. Cái váy hoa nhí cực kỳ vintage nha mấy bà, cực kỳ xinh giùm em. Đây ở phía sau có nhúng giùm em, ở phía trước là vậy nha mấy bà. Mặc lên nó sẽ lên form rất là chuẩn. Rồi chốt mã là váy hoa giùm em. À, 40k, váy hoa 40k giùm em nha mấy chị. Váy hoa 40 giùm em. 30, váy hoa 30 à. Em báo nhầm, váy hoa có 30 à. Chốt mã là váy hoa 30. Rồi chốt mã váy hoa 30 em còn. Cứ lấy báo em. Váy hoa 30 giùm em đi. Cái này là sale, cái này tới trăm mấy lận, không bao giờ có giá 30 đâu. Rồi chốt mã là váy hoa 30 giùm em nha. Hoa nhí nó rất là cưng. Váy hoa 30 cho đanh đá nhất nhà hả? Rồi chốt mã váy hoa 30 đi mấy bà ơi. Đẹp lắm. Đó, rất là xinh. Váy hoa 30 giùm em, khỏi chọn màu nha mấy bà ơi. Màu nào cũng đẹp trơn hết. Váy hoa 30 giùm em, màu đen này nè, vintage cực kỳ luôn. Rồi chốt mã váy hoa 30k chấm mấy sale 30.000 hết. Rồi váy hoa 30. Váy hoa 30 thấy em nha, Huyền Bích Huyền ơi. Rồi set này trời ơi, set VIP nữa. Comment mã cho em là set VIP được mấy bà, set VIP giùm em sale bắt đầu 49k nè, cáo màu nâu nè, chắc coi giãn cực kỳ luôn. Set VIP giùm em nha, 49.000. Lên mã là set VIP nha mấy bà ơi, phải gọi là set VIP mới bán nha mấy bà. Set VIP giùm em 49k. Set VIP 49 giùm em. Set VIP 49k, nó quá rẻ luôn á. Váy hoa cho Như Huỳnh ok, set VIP cho Nguyễn Phúc Mai ok em. Rồi set VIP còn có màu nâu với lại màu đỏ nha mấy bà. Còn mấy mã là set đỏ giùm em nha. Đó, xuất sắc 49k.
vải thun lụa mấy bạn ơi, nó rất là xịn luôn á, mặc lên form cực kỳ đẹp giùm em, nó rất là tôn dáng. Mấy bạn thử mặc một lần vải lụa đi mấy bạn ơi, mấy bạn mới biết nó tôn dáng cỡ nào nha, cực kỳ đẹp luôn nè. Form quần rất là xịn luôn, xếp đỏ Nhi Huỳnh kèm giá vô em ơi, Nhi Huỳnh kèm giá giùm chị cái em, Nhi Huỳnh kèm giá vô nè, để thôi chứ không chừa được á, Nhi Huỳnh kèm giá vô cái nha. Ok rồi, trời ơi, nó xếp ngủ cái dây tăng đưa gì mà thâu hơi xa nha mấy bạn. Xếp đỏ 49 thôi Nhi Huỳnh. Cái xếp nói chung là bộ xếp ngủ giùm em đi, tặng kèm cái áo khoác nữa gì nè, không tặng kèm cái quần, một áo và một quần 39.000 nha. Comment mã là xếp xếp ngủ giùm em 39k cái dây tăng đưa. Xếp ngủ Quảng Châu giùm em. Ờ xếp ngủ cái này có mút ngực luôn ấy, là siêu đỉnh luôn. Rồi chốt mã xếp ngủ giùm em 39, một cái áo, một cái váy giùm em và một cái quần lót bên trong nha mấy chị. Rồi chốt mã xếp ngủ giùm em đi 39.000. Xếp ngủ 39 cho hơn thôi. Ghẻ quá, xỉu, ghẻ xỉu luôn. Hết xếp 39 nữa rồi. Áo crop top lên đằng sau 115 mấy chị. Rồi mọi người comment cho em mã là xếp cao cấp giùm em, xe dùng người 50 nha. Chốt mã giùm em là xếp cao cấp nha mấy bạn, phải gọi là xếp cao cấp em mới bán nha, 50.000. Hàng đúng xịn luôn á, hàng phải gọi là đúng xịn luôn, nhìn xem cái phân quần nè. Rồi mọi người chốt liền cho em mã là set cao cấp nha, sale 50.000. Con này mấy bà da trắng mặc trời ơi hơi bị nhức nách nha. Set cao cấp giùm em nha, 50k. Đây, ở phía sau của nó sẽ có dây chun cho em nha, rất là xịn. Rồi chốt mã set cao cấp giùm em 50. Nguyễn Phúc Mai hồi nãy chứ không nhớ nữa, có đọc tên là có, em còn không có đọc tên là không có nha. À set biết hồi nãy để cho em á. Ủa không ta, không nhớ. Set cao cấp cho anh Thư Tạ là không nhớ nha. Nhớ nó hồi nãy chứ có đọc tên mà có, còn không có đọc không mà. Ờ cái này sao còn nhiều nha, cái này còn nhiều. Rồi em sale cho mọi người, cái này 130.000. Sale cho mọi người luôn 49k. 130 sale 49 luôn nha, trời chơi lớn vậy trời. Trời ơi. Tay dài nó mới ghê, màu tím môn nó mới ghê. Trời ơi, quần này siêu đẹp luôn mấy chị. Rồi mình lên liền cho em mã là set set cao cấp giùm em nha mấy chị, 49k. Ok. Rồi chốt mã set cao cấp giùm em 49.000 đi, hàng quá đẹp. Trời ơi màu tím môn nữa nè mọi người. Trời ơi mặc lên siêu dễ thương giùm em nha. Mấy bà biết cái hot form rộng mà mít với lại quần legging á, cực kỳ dễ thương luôn. Form này từ 40 đến 60kg qua lại giùm em nha. Trời ơi dễ thương quá. Comment mã là set cao cấp giùm em 49k. Rồi Bảo Na có nè, Nguyễn Phúc Mai có nè, Lê Thị Tiết Phương có nè, Nhi Huỳnh 2 set ok có. Rồi mọi người cứ lên đơn cho em là set cao cấp giùm em 49.000 nha mấy chị yêu. Hàng không đẹp trả hàng giùm em nha mấy chị. Hàng phải gọi là bao đẹp em mới bán nha. Hàng thường em không bán, ok chưa mấy chị? Rồi lên liền giùm em mã set cao cấp giùm em. Em đảm bảo là giá của em là rẻ toàn quốc nha mấy chị. Rồi ok, 2 set cho Tuyết Phương. Hàng bên nhà em là rẻ nhất toàn quốc nha mấy chị ơi, không ai bán 49.000 luôn nha. Hồng Đào có set cao cấp nè, ok Hồng Đào lên số điện thoại giùm chị. Nhung Trần chị ơi khách kèm giá giùm em, Nhung Trần kèm giá giùm em 49k nha chị. Còn một set cuối nha mấy bạn, lên liền đi. Set này không đẹp không bán nha, quần co giãn giùm em, quần ôm co giãn nha mấy bạn. Kèm thêm cái áo phom rộng nữa nào, siêu dễ thương. Set này gọi là siêu dễ thương luôn, 49k thôi, quá rẻ. Thật sự bây giờ mấy bà không chốt là tối không có cơ hội chốt luôn, quá đẹp. Cái quần là quần ôm em, quần ôm, quần legging ôm thôi, không có gì hết trơn á. Đây, không chốt là tối không có cơ hội chốt luôn, hàng rất đẹp. Rồi Tiêu Yến Linh luôn, hết. Hết nha mấy chị ơi, em hết nha. Giờ không chốt là tối không kịp đâu mấy bà ơi, không làm lợi đâu. Tối khách về đi học, về đi làm, về rất đông. Sỉ em vô nó chốt rất nhiều. Rồi mấy bà không chốt kịp đâu, hết set ló rồi Ngọc Dạo ơi. Rồi một cái quần ôm giùm em nha mấy chị, một cái quần ôm kèm một cái áo thun lụa VIP giùm em trắng. Rồi mọi người comment mã là set VIP giùm em, sale cho mọi người 49k luôn, hàng 130 sale 49. Lên đúng mã giùm em là set VIP mới có đơn nha mấy chị. Set VIP 49k mới có đơn nha, hàng quá đẹp luôn á. Giờ không biết nói sao nữa, tên trăm mấy mà sale có 49k mà không chốt em biết không biết sao luôn á. Hàng phải nói là siêu VIP luôn á. Nè set VIP chuyển lên luôn, hết. Con set thôi mấy chị yêu ơi, hàng quá đẹp. Cho chế thêm mấy chồng set đi mấy đứa ơi. Rồi comment mã là set ngủ Quảng Châu giùm em, hoặc set ngủ cao cấp đi mấy chị. Đây một cái váy ngủ có dây tăng đưa về thâu lên giùm em nha mấy chị. Thâu lên nó có mút ngực luôn. Rồi một cái váy tặng kèm cho em thêm cái quần nữa, một cái quần lót bên trong nữa. Rồi em sale cái set này cho mọi người 39k. Comment mã là set ngủ đen giùm em 39. Cái set này mặc lên hơi bị nhức nách nha mấy chị. Thật sự mặc lên tự nhiên cái nách mình nó hơi nhức á, không hiểu sao ha. Tại vì nó đẹp mấy chị, rất đẹp luôn. 39k giùm em. Có lên thùng em, chú ý có lên thùng. Ờ hàng đẹp không mấy bà ơi, giờ tôi không biết bán giá sao luôn á, giờ mấy bà chia sẻ đi. Vui thì tôi bán giá cực kỳ rẻ cho mấy bà luôn á. Xếp đen 39 cho Mỹ Duyên. Ôi em mở một phát mấy bà dơ liền nhiều em nha, 60.000. Hàng 130 sale 60.000 là lỗ 70 nha. Em mở gan phát mà chốt ngay giùm em đi, gấu dâu luôn mấy ghê. Trời ơi có ai mà mê gấu dâu như em không mấy bà. Chốt mã set gấu dâu giùm em 60.000, gấu dâu thiêu luôn á.
Trời ơi đẹp quá luôn, quá đáng luôn mấy bà. Nhìn xem cái chất quần nè, nhìn xem cảnh chất quần giùm em nè. Rồi xách gấu dâu cho, xách gấu dâu cho Bảo Na. Rồi Bảo Na nè, hết luôn rồi, chưa mở nữa, hàng quá đẹp luôn, chưa cần mở luôn á. Hàng nó đẹp mấy bà phải chút ngay. Rồi set này giùm em nha, 50k, cầm em mã là set LV50 giùm em. Hàng vải thun thái zip giùm em nha, 130 em sale cho mọi người 50, cầm em mã là LV giùm em 50, set LV giùm em nha, 50.000. Ôi ôi cái quần này nhức nách thật sự, nhìn nè. Nhìn xem giùm em cái form, cái chất vải áo đi mấy chị, rồi hãy chút đơn nha. Hàng không đẹp không bán luôn. Rồi set LV cho Nhi Huỳnh. Rồi xanh lá, em còn mã xanh lá, comment mã là LV xanh lá nha, 50.000 giùm em. Hàng này 130 đó mấy chị, 50.000 là lỗ tới 80 lần đó mấy chị yêu ơi. Trời ơi thun thái díp luôn mấy ghê. Rồi LV xanh giùm em 50.000, LV xanh lá 50 giùm em. Không có ba lô gấu dâu em ơi, quần có túi hai bên giùm em nha. Ở mấy cái set này mặc lên thoải mái dễ thương lắm mấy chị, 50 giùm em nha, hàng đẹp lắm. Hàng phải nói là siêu đẹp mới bán luôn á, thật sự. LV xanh lá cho nhiêu hồn, mấy trăm ngàn bán có rẻ vậy luôn á trời, thật sự luôn á. Em bán mà em hết hồn cái giá luôn á, em đưa ra cái giá mà em hết hồn luôn, em muốn tự xỉu ngang. Rồi chốt mã là set cargo giùm em 45, set cargo hồng, trời ơi còn gì thấy cân bằng nữa. Rồi chốt mã set cargo hồng giùm em nha, 45 nha mấy chị ơi. Cái áo này mặc lên phải mặc lên mới được, rồi cái áo này phải mặc lên được mới được mấy bạn ơi, cái này phải cọc lại nữa. Rồi chép chốt mã set cargo giùm em đi 45. Rồi set cargo 45 giùm em nha, mặc vậy nha mấy chị, set cargo 45, set bài sao 80 em. Rồi chốt mã set cargo giùm em 45 nha mấy chị ơi, set cargo 45 giùm em nha, xinh. Cái set này siêu xinh luôn á. Rồi chốt mã set cargo 45 giùm em, cái này phải cộp lại. Cargo 45 cho Nguyễn Thúy Ngọc. Rồi body thái giùm em nha chị, set body thái em sẽ cho mọi người 49. Trời ơi túi zip hàng 130. Rồi 49k lên liền nha, một cái áo khoác giùm em, một cái áo khoác, một cái váy body nâu. Rồi 49k set body giùm em 49k, có màu trắng lại màu đen em. Đây Nhi ơi, có màu trắng và màu đen, cái màu sau là màu trắng có màu đen là vậy nha em. Hàng này là hàng 130 chứ sale 80, lấy thì báo chế 130 sale 80 là lỗ 50 lần đó em. Rồi chốt liền giùm em mã là set body nu nha mấy chị ơi. Vậy cái vải của nó đúng đẹp luôn, cái này là thun lụa giùm em nha. Hàng này hàng VIP body 49 cho Cẩm Tú, body 49 nha mấy chị. Rồi chia sẻ một phát nào mấy bà, chia sẻ giúp em một phát nào. Rồi cao cấp lên mã giùm em là cao cấp nha, sale 49k, ok chưa. Mã cao cấp em mới bán nha mấy bà ơi, lên đúng mã giùm em là cao cấp em mới bán nha. Trời ơi cái màu cốm nè mấy bà ơi, nó xinh xỉu luôn á. Em hết set body mấy chị ơi. Rồi mọi người lên liền giùm em mã là cao cấp. Rồi chốt mã set cao cấp giùm em nha, thun của nó nè, VIP lắm luôn á, 49k. Lên liền giùm em mã là set cao cấp 49 nha, set cao cấp giùm em, set cao cấp nhiêu hình. Rồi set này em còn màu là màu, màu này là màu nâu, màu này là màu nâu và màu này là màu vàng, màu nâu và màu vàng giùm em nha. Mình lên kèm cho em mã là set cao cấp nâu và vàng giùm em 49k. Nâu và vàng giúp em 49.000 nha mấy bà. Trời ơi hết màu cốm rồi, cục vàng ơi đổi qua màu khác giùm chế. Bảo nào ơi nhanh lên em, cục vàng ơi đổi qua nhanh lên, hết đó. Nâu nè mấy bà ơi. Nâu cho Nguyễn Phúc Mai nè, hết nè. Em còn vàng thôi mấy chị, em còn vàng thôi à. Trời ơi cái màu vàng bò này siêu trắng da luôn mấy chị ơi. Cái màu vàng bò này nó siêu trắng da luôn, em còn vàng thôi. Em còn vàng thôi, nhanh tay nổi đơn liền giùm em. Lấy em hai bộ lá bài nha, chế Nhiêu Huỳnh ok em. 80 Nhiêu Huỳnh nè, tết mặc đi đánh bài là đỉnh nha mấy chị yêu. Đỉnh nha, đẹp lắm, nó có 80.000 thôi. Rồi vàng cho Bảo nha. Hết vàng. Rồi set này sale 39k nha. Rồi một cái quần đùi giùm em, một cái quần đùi và một cái áo này giùm em nha. Áo này mình cọp lại giùm em nha mấy chị. Rồi cầm em mã là set hồng 39 giùm em, một cái quần đùi và một cái áo vơ tầng vậy nha mấy chị, rất là đẹp 39k. Cầm em mã là set 39 giùm em, set này 101, em sale 39. 101 sale 39, cầm em liền cho em mã là set 39. Set 39 giùm em nha. Set 39 có đơn nha. Rồi. Rồi set 8 giùm em nha, 39k cái này. Mấy bà mặc một cái baga bên trong giùm em nha. Cái này mặc một ổ không nhầm. Cái này mấy bà hở lưng giùm em nha, ở phía trước nó sẽ vậy nha mấy bà. Ở phía trước nó sẽ trơn giùm em nha, phía sau là hở lưng. Rồi set 8 giùm em 39k. Rồi kèm một cái quần đùi. Set 8 giùm em 39, cái set này mặc hơi bị thấy cưng nha mấy bạn. Hơi bị thấy cưng luôn á. Rồi áo ngoài sau mấy bạn sẽ hở lưng giùm em nha, cực kỳ đẹp. Cái set này á mà mặc vào dáng ngực thôi là xinh đỉnh luôn á, đẹp quá. Ở phía sau nó sẽ hở lưng nè, thấy cưng lắm. 39k, cầm em mã là set 8 giùm em 39.000.
set xám 39 nha. Rồi set xám 39 giùm em. Rồi chốt mã set cargo đen giùm em 45. Cargo đen giùm em 45. Đây cái form áo nè, đẹp chưa? Hàng 130 mà sale 45 ngàn lên nâng nhanh nha mấy bà, đừng chần chờ. Cargo đen giùm em 45, đừng chần chờ, hàng đẹp không à. Cargo đen giùm em nha, 45k. Quá đẹp luôn á mấy chị ơi. Cargo đen giúp em 45k, quá xịn. Cargo đen 45. Mã là cargo đen 45. Rồi cargo đen 45. Rồi mọi người ơi, vào xem bài, chấm bài tương tác lên. Cargo đen 45 cho chút nha. Rồi ok, chốt mã giùm em là set cam. Set cam 45 nha mấy chị ơi. Set cam 45, trời ơi vải đúng xịn luôn á. Áo ba len luôn mấy chị. Áo ba len luôn á. Rồi ok Thí Ngọc, ok em. Đi ngủ là hụt lắm, giờ siêu phẩm nhiều mà đi ngủ thì tiếc rồi. Rồi chốt liền giùm em, trời thung thái luôn mấy chị. Thung thái luôn mấy chị, set cam 45 giùm em. Set cam 45 chiến liệu. Set xám nhiều chế 39 nhiêu Huỳnh. Lấy báo chế set xám 39. Set xám 39k em. Rồi mọi người chốt liền em, mã là set set kẻ nha. Set kẻ em xem mọi người 39k, một cái áo và một cái quần legging, một áo và một quần legging giùm em 39k. Rồi. Set 39 cho Nhi Huỳnh. Set kẻ giùm em nha 39k, set kẻ 39 giùm em nha, một áo và một quần legging. Rồi chốt mã set kẻ 39. Giờ này mới 12 giờ mà buồn ngủ quá trời. Rồi chốt mã set kẻ 39 giùm em nha. Set kẻ 39 cho Nguyễn Phúc Mai. Cho chế một chồng áo nó cần hết. Cho chế một chồng set nữa chứ hết. Trời ơi, hàng chiêu đỉnh này, chiêu đỉnh luôn mấy chị. 39 nha, comment liền cho em mã là set vàng 39 giùm em. Em mới nha. Rồi, Thanh Văn ơi nhắn tin cho chế đi, lộn đi chế báo lại cho. Rồi chốt liền giùm em con này là set vàng nha, 39k set ngủ giùm em. Thun của nó là thun gì mà mứt rượt đó mấy chị. Rồi cái hình ninh của nó là hình ninh 5D luôn, siêu nét luôn. Bộ ngủ giùm em vàng 39, hồng 39 giùm em. Còn hai vàng một hồng, sale 39k. Chốt mã giùm em là bộ ngủ. Còn hai vàng một hồng, sale 39 ngàn nha mấy chị yêu. Tôi đấu với bà đêm qua tôi... Trời ơi, hôm qua tôi mệt lắm luôn mấy bà, like tiếp khuya, sáng nay like tiếp. Hồng 39 cho Nguyễn Hương nè. Rồi em còn vàng. Vàng 39 cho Trang Tuyết Thầm. Còn một vàng 39 ngàn luôn mấy chị, lên đơn liền giùm em. Vàng 39 còn một. Vàng 39 em còn một lên liền nha mấy chị. Vàng 39 hàng đẹp lắm, không chốt là tiếc. Có thì còn rồi có em. Cái này 180 em sẽ cho mọi người. Sao cho mọi người 60 đi, comment mã giùm em là body shop 60. Ê mấy con body này nếu mà khách không lấy thì để treo shop nha. Hàng này tới 180 lận mấy bà. Hàng rất là xịn luôn á. Rồi comment mã là màu cốm giùm em 60.000. Màu cốm giùm em nha 60. Cái này là hàng body zip giùm em rất là xịn luôn. Đây, hàng của nó là chất xốp Quảng Châu cực kỳ đỉnh. Hàng này tới 180.000 lận, không thể nào rẻ hơn. Body shop hơn cho Cẩm Tú. Rồi bây giờ em mở cái phát. Em mở cái này ra mấy bà phải lên liền giùm em một phát nha. Hàng phải gọi là siêu VIP luôn đó mấy bà. Rồi, cái set này nha. Xe cho mọi người 49k lên liền giùm em nha. 49.000 nha mấy bà ơi, đẹp nè. Comment mã giùm em là LV49 đi. Nhức nách thật sự, LV xanh 49 giùm em nha mấy chị. Trời ơi, bán 49.000 nên nó lỗ muốn xỉu 120.000. 120.000 sale 49 luôn nha mấy chị ơi. Thun của nó là thun thái giùm em, LV49 giùm em nha. Thun là thun thái nha mấy chị ơi, thun thái giùm em Quảng Châu rất là xịn luôn. Hàng rất là xịn luôn, vải của nó như vải Quảng Châu vậy mấy chị ơi. Rất là đỉnh luôn á. Nè, hàng rất là đẹp nha mấy chị. Rồi lên liền giùm em mã là LV xanh 49k 120 sale 49 giùm em. Form 40 58 ký quay đầu vừa cho em nha. LV giùm em 49k, xuất sắc chưa? Mã LV giùm em 49 nha. LV 49 cho anh Thư, khách mới lên kèm số điện thoại anh Thư ơi. Không có yếm em ơi. Không yếm đâu, 49k trời ơi, màu này quá đẹp. Hả? Màu này xuất sắc quá. LV giùm em 49k nha mọi người. LV giùm em 49k. Trời ơi cái xích ngố này mặc rất là cưng mấy bà ơi. LV giùm em 49k. Mã LV 49 giùm em nha. LV 49 giùm em. Rồi gấu dâu, chuẩn bị lên gấu dâu luôn nha. LV 49 giùm em. LV 49 cho Ngọc Anh Trương. Rồi chốt mã gấu dâu giùm em 60.000 nha mấy chị. Trời ơi hình gấu dâu của nó nè mấy bà. Hình gấu dâu của nó là mai luôn á bà, cực kỳ đỉnh chưa? Phải gì vậy? Chốt mã gấu dâu giùm em nha 60. Quần của nó là quần loe nha mấy chị ơi, rất là xịn luôn. Rồi chốt mã gấu dâu giùm em nha 60, quần loe xịn luôn. Gấu dâu 60 cho anh Thư. Rồi cái chữ smile luôn nè mấy bà, cái set cao cấp giùm em. Em còn một đen và một. Em còn một đen một xanh nha mấy chị ơi, sale 60.000. 130 sale 60. Gấu dâu còn 1 2 3. Gấu dâu em còn 3 luôn nha mấy bà. Chốt đi đem 60 kèm giá vô. Gấu dâu còn 3. Gấu dâu cho Ngọc Yến. Gấu dâu cho chế lại. Gấu dâu cho Mỹ Duyên.
Ôi, rồi lên liền giùm em con này một phát nha. Mặt cười đen và mặt cười xanh giùm em đi. Hàng này mới ấp mẫu rồi, mới nhá hàng đó mấy bạn. 130, sale 60.000 là lỗ 70 luôn. Đó, góp xịn giùm em. Rồi chốt liền giùm em mã là mặt cười đen và mặt cười xanh nha mấy chị ơi. Quần ống rộng nha mấy bạn ơi, dễ thương quá luôn á. Rồi chốt liền cho em mã là mặt cười đen hoặc mặt cười xanh nha. 60.000 bộ thôi, quá trời đẹp. Cái set này đang bán 130.000 nha, không điều. Sale 60.000 luôn, quá đẹp. Rồi ôi, sơn phơm xuất sắc luôn. Đen giùm em và xanh nha mấy bạn, 60k giùm em, mặc lên siêu xinh. Rồi chốt liền giùm em mã đen và xanh giùm em nha, 60k. Này, mặt cười đen và mặt cười xanh giùm em nha, 60. Mặt cười đen 60 cho anh Thư. Rồi còn một cái xanh. Còn một xanh nha mấy bạn, lên liền giùm em con xanh này, quá trời xinh nè. Màu xanh của ban này hơi bị trắng da luôn. Mặc lên là hơi bị trắng da luôn nha mấy bạn. Rồi chốt liền giùm em mã xanh nha, 60. Quá trời đẹp, hàng 130 lận đó mấy bạn ơi. Xanh giúp em nha, 130 sale 60 là lỗ rồi. Bao nhiêu ta? 130 sale 60 là lỗ 70 lận mấy bạn. Rồi chốt liền em con này là mặt cười xanh nha, hàng rất đẹp. Xanh 60 cho anh Nhi Huỳnh. Ok. Rồi bỏ LV còn nha. Rồi lên pyjama nha mấy chị, pyjama cao cấp giùm em nha. Latin giùm em sale. Mẫu có 1 cái à, em lên mẫu nào mọi người comment mẫu đó liền nha. Đồng giá 60.000, em lên mẫu nào mọi người comment liền phát nha. 60k thôi nha mấy bạn, hàng này hàng tiện giùm em luôn. Hàng này bán shop tới 100 mấy lận. Rồi, em lên mã nào comment liền giùm em nha. Latin cao cấp nha mấy chị. Mấy hàng này em để shop em bán cũng lời dữ luôn mấy bạn, thật sự. Mà sale nhanh đó cho mọi người để chống kho. Rồi chốt liền em mã là hồng giùm em nha mấy chị. Lá bạc. Cái này là lá bài phong ta, đúng rồi, lá bài, trời ơi. Cái bộ này đúng là siêu phẩm luôn á, Tết mặt đỉnh nha. Rồi hồng giùm em nha, 60.000. Hồng giúp em nha, 60. Phơm từ 40-65kg vẫn ok giùm em luôn, phơm rất to. 40-65kg giùm em nha mấy chị. Có túi giùm em hai bên luôn. Cái này là Latin cao cấp nha mấy chị ơi, hàng rất đẹp. Rồi hồng 60 nè, có một hồng, ấy hai, à, một hồng. Một hồng, hai hồng, hai hồng. Hồng 60 cho anh Thư. Hai hồng nè. Rồi màu này là màu đỏ, đỏ được hai. Đỏ được hai, rồi lên đỏ nha. Màu đỏ thì tết mặt giùm em khác nha mấy chị. Đỏ giùm em 60 nha mấy chị ơi. Trời ơi, cái chất vải của nó đúng đã luôn á, mướt rượt à. Đỏ giùm em 60. Cái này á là bộ ngủ cao cấp nha mấy chị ơi. Cánh dơi giùm em nha mấy chị. Đây, phơm dơi giùm em, mặt hơi bị sang. Đỏ giùm em 60k hai cái. Đỏ 60 giùm em đỏ mấy chị. Đỏ 60 cho Lê Thị tiếp luôn. Đỏ 60 còn một, đỏ 60. Đỏ 60 cho anh Thư. Rồi, cái này còn đen. Rồi đen. Một đen, hai đen. Hai đen giùm em luôn. Đen giùm em 60.000. Cái này mấy bà ra shop mua không dưới 150 đâu ha, không dưới 150 đâu ha. Rồi mình chốt liền giùm em mã bộ đen nha. Rồi lên liền giùm em mã bộ đen 60. Màu đen này quá chứ xinh luôn, không lẽ để bộ mặt đó trời. Vải đúng đẹp luôn á. Màu đen giùm em 60, em nhập rất là đắt nha mấy chị. Đen 60 được 2 thôi. Đen 60 cho Nguyễn Thúy Ngọc. Đen 60 được 2 thôi. Rồi, cái này em còn xanh biển được 2. Xanh biển 2 nha mấy chị. Xanh biển giùm em 2. Đen 60 cho Thanh Thanh Lê. Xanh biển giùm em được 2. Trời ơi, vải đúng đã nha mấy bà. Xanh biển giùm em được 2 nha mấy chị. Xanh biển, đổi qua xanh biển giùm em cái nha mấy chị ơi. Xanh biển về. 50 vừa sao anh cục vàng ơi, 50 là vừa. Đẹp nha. Đó, xịn chưa? Xanh biển 50 được 2. 60. Xanh biển 60 cho Nhi Huỳnh. Xanh biển 60 cho Thanh Tiền. Rồi, màu trắng em được 3 là hết nha mấy chị. Màu trắng em được 3 là hết. Mọi người xem cái chất vải giùm em là nó mứt ruột à. Ơi, màu trắng này hơi bị sang á. Màu trắng này hơi bị sang, mấy bà lên form mặc lên người mới thấy nó đẹp. Trắng giùm em nha. Trắng giúp em một phát 60k, còn 3 nhanh tay nha. Bà nào mà hụt thì chốt liền giùm em cái nha mấy bà. 38kg có thể là hơi rộng chút em, nhưng mà vẫn đẹp nha. Trắng Bảo nha. Cho Bảo nè. Rồi Phương Ngân gì nè. Cẩm Tú. Cẩm Tú nè, hết nè. Hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi, hết rồi. Rồi hàng đẹp không mấy bà, không tranh thủ săn là không có đâu. Em không còn like nhiều hôm nữa đâu. Like tầm cả tuần nữa là chắc phải ọp rồi, không like. Trời ơi, bộ sách nỉ luôn á. 60 giùm em, set 140.000. Hàng xịn vậy nè. Rồi sale mấy bà 60 nha. Trời ơi, cái hình trái tim này của nó là mai vô luôn á mấy bà, đỉnh vậy. Nổi cái hình này không mà hết 50.000 rồi mấy bà. Rồi mình chốt liền giùm em mã là set nỉ giùm em nha, 60k. Trời ơi, cái quần nè. Hơi bị chắc ha mấy bà, hơi bị đẹp giùm em đi. Trời ơi, phơm nè. Rất là xịn luôn á. Rồi mình chốt mã giùm em là set nỉ 60.000 nha mấy bà ơi. Set nỉ 60 cho anh Thư. Đẹp quá. Set nỉ giùm em 60, lên liền. Nhanh đi mấy bà ơi, không thể nào, không thể nào không chốt set này nha. Mặt siêu đẹp giùm em nha. Rất là dày luôn á. Đây, cái chất nỉ giùm em nha, quần là chất gân nha mấy bà ơi. Nó phối cực kỳ đỉnh luôn á, hình trái tim giùm em siêu hot luôn. Rồi mình chốt mã giùm em là set nỉ 60k.
Sếp nỉ giùm em nha, 60. Trời ơi, sếp nỉ 60 quá rẻ luôn mấy chị. Cái quần nè, form quần rất là xuất sắc luôn mấy bà. Chốt mã sếp nỉ giùm em nha, 60 form 40 55 kg quay lại giùm em. 40 55 kg mặt đẹp, sếp nỉ giùm em 60k. Sếp nỉ 60 giùm em nha. Sếp nỉ 60 cho Tiên Ngô khách mới lên thì em có điện thoại nha. Tiên Ngô khách mới lên giùm em số điện thoại chị ơi. Có số điện thoại cái mới lên đơn được nha chị, phải có cái số điện thoại cái. Sếp nỉ 2 set cho Nhi Huỳnh. Đây, ok Nhi Huỳnh, Tiên Ngô lấy chưa? Tiên Ngô khách mới lên giùm em cái số điện thoại chị ơi. Rồi em sale cái váy pomidon này 39k. Mình cho mấy mã là váy giùm em, váy xanh hoặc là váy hồng giùm em 39 nha mấy chị. Váy xanh hoặc là hồng giúp em 39k. Váy xanh hoặc hồng giùm em nha. Trời ơi, hàng gọi là hàng shop thôi mấy bà, không thể nào có hàng thường vô đây luôn á. Hàng shop thôi á nè. Thấy cưng quá. Xanh hoặc là hồng giùm em 39 đi, hoặc là khỏi kèm màu cũng được, nó màu nóng đẹp chứ. Xanh hoặc hồng giùm em nha, 39 nha mấy chị. Xanh hồng 39 cho Bảo nè. Xanh hoặc hồng giùm em 39k, đẹp. Xanh hoặc hồng giùm em nha, 39.000 à. Xanh hoặc hồng giùm em đặt đi con. Bảo nha, có hồng 39. Bảo nè. Váy hồng 39 cho Kim Thoa. Rồi ok. Hồng 39 cho Đanh Đá giúp nhà. Ok em. Còn hồng. Ba rồi còn hồng. Hồng 39 cho Thị Tốt. Rồi. Xanh 39 cho Huỳnh Nguyễn. Ok còn. Rồi. Xanh 39 cho Đanh Đá giúp nhà. Ok. Kim Thoa có váy 39 rồi em. Rồi Kim Thoa cái váy đó để màu nào cũng được. Ồ, hộp xanh hoặc hồng liền giùm em nha, sale đó mấy bà, tới 100 mấy lần logo thiêu luôn á. Thấy cưng lắm, mặc thấy cưng liền à. Lên mít thêm cái túi là thấy cưng rồi mấy bà. 39k giùm em cái nha mấy chị. 39k bây giờ mình muốn làm gì mình làm ha. Lên liền em, chờ xếp ngủ giờ xem nhiêu. Xếp ngủ cao cấp giùm em luôn, mango giờ xem nhiêu giờ 40 nha. Xếp ngủ cao cấp luôn á. Ôi thích ngủ thôi, 39 đi, 39 thôi. Rồi chốt mã giùm em là nu 39 nha mấy bà, nu giùm em nha, màu nâu, nâu chứ 39k. Nâu 39 form này 50 kg qua lại thôi mấy bà, bự to quá không vừa. Nâu giúp em nha, 39.000. Màu nâu giùm em 39, màu nâu 39 giùm em là có đơn. Nâu màu tím giùm em nha, nâu và tím. Ừ, nâu và tím. Rồi có thun chút lên thun mọi người. Nâu giùm em tím nha, cái con này là tím giùm em, tím. Hồng nha, hồng là giống như bò sữa vậy á, hồng giùm em 39 luôn. Hồng 39 cho Kim Thoa. Rồi hồng 39 cho Kim Thoa nè. Rồi hồng còn một. Rồi màu đỏ giùm em 39, đỏ giùm em 39 comment liền phát với bà. Đỏ giùm em 39. Con này đỏ nữa bà ơi, đẹp quá. Màu đỏ giùm em 39 nha, mặt ngủ rất là đẹp. Đỏ giùm em 39. Hồng còn một, nâu còn một, xanh một luôn. Chốt đỏ em nha mấy bà ơi, 39k. Hồng nó ơi trời. Ơi, không lẽ cái lấy cái này để cái tết cái lại chùa nữa. Ủa phải không? Phải em phải là sếp bà không? Trời, cái sếp này đẹp quá luôn mấy bà. Để đi chùa được lắm bà. Tết mình đi chùa đầu năm đó, trời ơi. Hơi bị đẹp luôn á nè. 60k cầm em mã là hồng giùm em. Trời ơi, gấm luôn á. Chất gấm giùm em nha, 60.000. Trời ơi, cái màu hồng này ta nói siêu đẹp. Hồng giùm em 60k đi chùa mặc giùm em nha mấy chị, hơi bị đẹp. Rồi có 60.000 thôi. À, mấy mẫu đồ lam này rất là đắt tiền. Hồng 60 cho anh Thư. Rồi hồng 60 cho anh Thư. Còn cái gì mình tí mới gặp nữa mấy bà, hàng rất là nhiều. Hết hồng rồi, em còn hình như còn màu xanh mình tí mới gặp. Cái bộ nào cái set nào chứ mở ra bỏ vô bọc liền nha. Đừng có để lộn để mắc cái quần áo đó. Trời ơi, set này set cao cấp luôn. Comment mã giùm em là set cao cấp đi, cái này là cầu cổ giùm em nha. Cái mã này là set cao cấp sale 60.000, màu nâu, bà nào trắng da mặc đẹp giùm em. Bà nào trắng da nha, phải trắng da nha, chứ da ngâm không mặc nha mấy bà. Trắng da giùm em hả chốt nha mấy bà, trắng da giùm em hả chốt. Rồi chốt liền giùm em mã là set nâu tay nha mấy chị. Trời ơi, cái set này mặc lên hơi bị đẹp luôn á. Set cao cấp giùm em 60.000, màu nâu tay nữa mấy bà ơi. Nhìn thấy cái form thôi là biết mặc lên là đẹp ha. Thật sự rất đẹp luôn, bà nào da trắng mặc giùm em đi. Da ngâm đừng chốt nha, thật sự rất là đẹp. Rồi chốt liền giùm em con này. Chốt mã giùm em là nâu tay giùm em nha mấy chị ơi. Màu nâu tay này quá là xinh nè, 60.000. Siêu trắng da luôn. Nâu tay 60. Nâu tay 60, còn màu lam em. Sao em không có cái tên gì hết trơn vậy mà cái hạn gì mà mới comment em bộ đồ lam còn. Sao chị không thấy cái tên của em, không có tên. Thật mà, nhìn thấy không có tên. Rồi con này gì? Trời ơi, quấy đâu vậy bà. Rồi comment mã giùm em là áo. Áo kiểu nha. Áo kiểu giùm em nha mấy chị, em sale 39k. Ship của em 30.000 em. Rồi comment liền cho em con này. Chốt mã giùm em con này là áo kiểu 39k. Cái máy của chị nó bị quay rồi, mấy đứa đừng có đụng vô. Chốt liền em con này là áo kiểu 39 nha. Áo kiểu giùm em 39.
mấy cái này á, mấy bạn mà thích kiểu sang sang mà mít thêm cái quần hoặc là cái chân váy giùm em nha. Mít thêm cái quần hoặc cái chân váy giùm em. Bà Trinh ngồi nó là sao quăng đồ beo nè, rồi bà Trinh ta dựa đi ra. Trinh nó làm không có coi nè, vô cũng nó cùng em nè. Rồi Lê Thị Tiếp Phương váy bộ lam màu xanh luôn á. Áo len mọc 15 em Thị Dung ơi, áo len mọc 15 em. Lên Lê Thị Tiếp Phương mình cho lấy cái bộ đó luôn. Rồi em hết bộ lam nha mấy chị ơi. Trời ơi, hàng này hàng VIP nữa. 130 nè, giờ sale nhiêu giờ trời. 130 giờ sale nhiêu. Rồi sale cho mọi người 60 luôn. Quá trời xịn rồi. Rồi chốt mã giùm em là set cao cấp nha, 60 giùm em nha mấy chị. Hàng đẹp quá luôn, bây giờ không biết bán sao luôn mấy bà. Rồi set cao cấp giùm em đi 60 nha. Tặng cái giá này quá cho sốc luôn rồi. Set cao cấp giùm em nha, 60. Set này mặc không dễ thương, không lấy tiền nha mấy chị. Siêu đẹp giùm em nha. 130 sale 60.000, nhanh tay lên đơn giùm em là set cao cấp 60.000 nha mấy chị ơi. Hàng gốc rất là xịn, vải cực kỳ đẹp luôn. Rồi mình chốt liền cho em mã là set cao cấp giùm em nha, 60k. Set cao cấp cho Nhi Huỳnh. Em bao toàn quốc, toàn thị trường, không giá nào mà rẻ hơn em. Không có một cái shop nào mà bán rẻ hơn em, cho dù mọi người có sỉ nha. Thật sự cái set này sỉ cũng là 130, 140. Không bao giờ có giá rẻ hơn nha, mấy bà. Hàng này là hàng cao cấp, không phải là hàng thường dùm em nha. Nguyễn Phúc Mai có nè. Rồi, set cao cấp cho Yến Ngọc Yến khách mới kèm tia giá dùm em nha. Ngọc Yến khách mới kèm giá nha. Nhiêu Huỳnh thêm set nè, ok. Rồi, chốt mã set cao cấp dùm em 60.000. Về nếu mà mấy bà có bán shop á, mấy bà bán giùm tôi 120 set nha. Đừng bán 60.000 giùm cái nha mấy bà. Hàng đẹp vậy mà bán 60.000. Trời ơi, lưng lưng liền giùm em mã là set cao cấp 60 nha mấy bà ơi. Phải nói là đưa cận chắc cho mấy bà xem cái hình in của nó nét cỡ nào á. Rất là xịn. Rồi chốt set rồi dục rồi đó. Set cao cấp 60 giùm em nha mấy chị ơi. Set cao cấp giùm em 60k. Rồi em một len 115 á, Thùy Dung á, Thùy Dương á, Thùy Dung á gì á. Rồi chốt mã set cao cấp đi, trời ơi cái set này không phải là giờ mặc lên cho mấy bà xem á. Cái form của nó rất là đẹp. Rồi set cao cấp cho Lê Thị Tiết Phương nè. Hàng là rẻ nhất toàn quốc luôn rồi đó. Một len ok Thị Dung có rồi em. Rồi mọi người chốt liền cho em mã là set cao cấp nha em ơi. Còn 4 set. Chốt thì bảo em set cao cấp cái này 130. Em set cho mọi người 60 mình lên lưng liền giùm em nha. Set cao cấp 60. Chốt mã set cao cấp 60 giùm em nha mấy chị ơi. Form của nó nè 40-58 chứ quay lại giùm em. Siêu đẹp giùm em nha mấy chị. Siêu đẹp luôn á, phải gọi là siêu đẹp mới bán. Rồi set cao cấp giùm em 60. Set cao cấp 60. Cái này mới về hay là hẹn trên kho em tối nay? Rồi 50 giùm em nha, set gấu 50. Hàng Quảng Châu luôn mới ghê, hàng đúng đẹp luôn á. Có trắng và đen giùm em nha. Cầm em mã là set đen hoặc set trắng giùm em 50. Rồi, hồi nãy có để cho Ngọc Yến cho. Rồi set trắng hoặc set đen giùm em nha, 50.000. Trời ơi vải nè. Vải chắc riết giùm em luôn á, đúng diện luôn. Rồi, còn son nha mấy bà ơi, son chắc cuối live ha, cuối live mới lên nổi. Rồi chốt liền em con này là set đen hoặc là set trắng giùm em nha, 50k. Rồi đen 50 cho Bảo Na nè. Rồi còn hai trắng một đen mấy chị ơi. Hai trắng một đen, mấy set này mặc siêu đẹp. Mặc là đẹp, cứ mặc lên là đẹp nha, không cần gì nhiều. Trắng đen 50 cho Nhi Huỳnh là hết đen, còn một trắng à. Còn một trắng thôi mấy chị yêu ơi, 50.000 giùm em. Không đẹp không bao giờ bán luôn, nhìn nè. Nó nét vậy nè mấy bà ơi. Sao mà em bán rẻ quá luôn, bán rẻ riết rồi em không biết sao luôn á bà. Bán giá gì mà quá rẻ luôn á. Rồi chốt liền giùm em con này là set trắng giùm em nha, 50, còn set cuối thôi mấy bà. Set trắng giùm em 50 nha mấy chị ơi. Muốn khoác thì tí lên khoác cho mấy bà ơi, chờ chút đi, hàng rất nhiều. Rồi chốt mã set giùm em 50. Lúc thì mấy bà muốn lên khoác, lúc mấy bà muốn lên thun, trời tôi không biết lên gì luôn á. Dạ em lên ngẫu nhiên nha. Rồi. Ok lấy chiếc một chồng khoác ha, mấy chồng khoác giục xuống đi chứ, mấy chồng nỉ á. Trời ơi. Form áo em mặc rất là đỉnh luôn á. Đỉnh cao. Đỉnh cao của thun 3158 nhà em là siêu VIP nha mấy chị yêu. Rồi mình đã mua áo thun mặt Tết chưa? Hôm nay em mới về được mấy cây màu cực kỳ đỉnh cho mấy chị luôn nha. Mỗi mẫu chỉ có một, nhanh tay lên đơn nha. Thật sự là em gom một cái lô này nó rất là rẻ luôn mấy chị. Em nhập 48k, em bán cho mọi người đồng giá 50, ok chưa? Là em chỉ tính 2k là tiền nhân viên và tiền phí thôi, không hề lời nha mấy chị. Ok, em chỉ bán tương tác thôi, mấy chị phải tương tác em mới bán nha. Đây, nhìn xem giùm em cái chữ nó là dập phòng mình nổi luôn. Rồi chốt liền giùm em con này là cam sữa 50k giùm em, là mình có đơn nha mấy chị yêu. Ôi ôi, ơi, cái màu này chế lấy ra. Nếu mà không ai chốt là để riêng như chế nha. Cái màu này không ai lấy em lấy nha mấy chị, trời nó dễ thương.
dễ thương xỉu luôn á. Cam sữa giùm em 50. Quá dễ thương. Cam sữa 50, mọi người không chốt em để em. Set 50 cho Bích Trâm, Dương Bích Trâm là cái set nãy chứ mới vừa lên được xong màu trắng á. Set trắng nhìn xanh á. Rồi chốt. Trời ơi. Cái này mấy bà mà không chốt là tôi mặc nha. Hàng nó đúng đẹp luôn á. Con này mặc với quần ngà loe đen á hơi bị đẹp. Mặc không. Ừ đúng rồi, set không, set ngố, set ngố. Rồi chốt mã cam sữa 50. Cam sữa 50 cho Nhi Huỳnh. Rồi trắng nè, giống như cái mẫu đó nhưng mà nó màu trắng nha mấy chị. Trắng giùm em 50 luôn. Trắng 50 giúp em nha mấy chị ơi. Nhận hàng mấy bà chỉ cần cho tôi xin một cái phép bách nha. Hàng thun đẹp mấy bà cứ khen là đẹp nha. Và xấu mấy bà cứ thẳng nói là xấu giùm em nha, để em rút kinh nghiệm nha mấy bà. Trắng 50 cho chàng Tuyết Cầm. Ok chưa, nếu mà xấu mấy bà cứ báo cho em là xấu, để em rút kinh nghiệm là em sẽ không bán nữa nha mấy chị nha. Còn đẹp thì em sẽ lấy về bán tiếp cho mọi người để mọi người mua với giá rất quá rẻ. Màu lính giùm em 50. Màu lính giúp em nha, 50 nha mấy chị. À, giữa hôm nay là không make up luôn mấy bà, gấp cỡ đó đó mấy bà ơi. Khách nó vào shop á mọi người nên em không có kịp lên luôn, mới lên trễ đó mấy bà. Rồi lính 50 cho Huỳnh Nguyễn nè nha. Hôm nay là mặt mộc luôn á mấy bà, ghê không, mặt mộc nhưng mà không dám tắt ác nha. Rồi mình chốt liền giùm em mã là màu đen nha mấy chị. Cái chữ của nó là màu xám chì luôn mấy bà, mới ghê. Rồi mình lên liền giùm em con này là màu đen 50 nha mấy chị ơi. Màu đen 50 giùm em nha mấy chị, màu đen 50 giùm em. Không còn nhiều đâu mấy tình yêu ơi, giang tay lên. Một cái siêu phẩm bu mạ rất là đẹp mấy chị. Nâu giùm em nha, màu nâu tây, hơi bị tây luôn á mấy bà. Rồi chốt liền giùm em con này nâu 50. Hôm qua em lấy hàng rồi hơi bị xịn, cảm ơn Nhật Khánh, cảm ơn tình yêu. Rồi chốt liền giùm em con này là nâu nha, 50 nha mấy chị. Nâu 50 nha, Kim Bé thái độ cưng ta vậy. Nâu 50. Nâu 50 cho Ngọc Đeo. Ngọc Đeo ơi, khách mới lên giùm em cái số điện thoại cho chị Ngọc Đeo ơi. Rồi mình lên liền cho em con màu này là xám lạ giùm em nha mấy chị yêu. Chốt giùm em con này là màu xám lạ nha. Quá trời ơi, cái màu này đẹp thiệt đó mấy chị. Ơi màu này đẹp quá, mặt siêu ngầu luôn á. Mít thêm cái quần baggy nữa là đỉnh chớp mấy chị yêu. Rồi màu xám lạ giùm em 50. Quá trời đẹp. À, cái màu xám lạ. Ngọc Đeo ơi, khách mới lên kèm số điện thoại giùm em cái Ngọc Đeo ơi, không có số điện thoại không để đơn được nha. Rồi, ôi ơi. Cầm em màu xanh biển giùm em nha mấy chị, 50. Thay vì á, mấy bà mua mấy cái ốc hung mà 39-49 ngàn á, 39-49 ngàn là hàng cô tông thường giùm em nha mấy chị. Còn cái này là cô tông khô, hàng cao cấp giùm em nha, không phải là cô tông thường nha mấy chị ơi. Hàng của nó là hàng cao cấp giùm em, nó có lẫn cả mặt nhung và cô tông khô giùm em nha. Em vẫn bán 50 cho mấy chị luôn nha. Và mình lên liền giùm em con này là xanh biển 50. Xanh biển 50 nha mọi người ơi. Đẹp quá. Trời ơi, màu trắng nè. Rồi Ngọc Đeo có đơn rồi em. Rồi điện thoại hết pin luôn, buồn ghê. Sạc nhanh đi, cục vàng nó rất là nhiều hàng đó. Rồi mọi người nhìn xem nè. Nhìn xem giùm em đi, đẹp quá. Trắng cho Minh Ngọc luôn, không cần lên luôn á. Trắng cho Minh Ngọc. Xanh than giùm em phát nha mấy chị yêu. Xanh than giùm em phát nha mấy chị ơi. Hàng quá trời đẹp và đẹp xuất sắc luôn á. Trắng cho Minh Ngọc rồi, ok. Trời ơi, hàng nè. Cái con này á, mấy bà mà mua về cho bạn trai mặc ok luôn nha. Không mặc thì cho bạn trai mặc giùm em cái nha. Rồi Kim Thi chốt đi em. Cho Minh Trường mặc. Rồi chốt liền nha, con này là xanh than nha mấy chị ơi, 50. Xanh than 50 giùm em, có khoét em chút mới lên nha, chuẩn bị lên đó. Rồi chốt liền nha, con này là màu lính nha. Ồ màu lính nè, cái màu này là cái màu em ưng lắm luôn á. Em đã lấy rồi mấy bà, rất là đẹp. Màu lính giúp em nha mấy chị yêu, 50. Trời ơi cái chữ của nó siêu đẹp luôn á. Chữ nó chữ dập phòng. Quá trời hot luôn rồi, bên em là bán chữ dập phòng siêu hot luôn. Màu lính giùm em nha, màu xanh dương giùm em. Màu lính và xanh dương nha. Màu lính và xanh dương giùm em. Lên cái nỉ, hàng nỉ tàu này mới được mấy bà ơi, nó dày quá trời dày, dày cũng khiếp. Trời ơi cái con trao này có một con luôn á bà. Trao này có một con luôn á bà, nhanh tay nha. Trao nâu tay luôn mới ghê. Cầm em mã là nâu tay giùm em nha. Nâu tay giùm em mấy chị ơi. Quá trời xuất sắc. 65 giúp em nha. 65 giùm em, hàng siêu đẹp giùm em nha. Pyjama bên đó còn không? Cần pyjama bên đó còn không? Pyjama cái chồng pyjama mới về còn. Rồi chút rồi chuẩn bị lên pyjama dưới này nè, pyjama dưới chân chứ. Rồi nâu tay 60 cho anh Thư, đúng rồi. Pyjama cho anh Thư. Nâu tay 60 cho anh Thư. Rồi hết. Con này giùm em là màu xám nha mấy bà, có hộp sữa hơi bị thấy cưng. Xám giùm em luôn mấy chị. Xám giúp em nha, 65. Trời ơi màu xám này chắc của nó dày như hàng tàu quá à ơi.
Mấy bà ơi, nó dày khủng khiếp, dày như hàng tao bao thật sự. Rồi chốt màu xám giùm em nha mấy chị. Xám này hơi bị trắng da giùm em luôn. Rồi xám cho Nguyễn Phúc Mai, ok bé yêu. Rồi xanh đen giùm em nha mấy chị yêu. Xanh đen giùm em, chữ trắng nữa, trời ơi. Em tự tin bán ốc phong với lại nỉ nhà em lắm mấy chị. Đó, hàng nó cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn á. Thật sự em là em bao giá toàn quốc luôn. Ở đâu mà rẻ hơn, mấy bà cứ chấm cho em một phát đi. Thật sự em vô em tặng cho mấy bà luôn. Đó, không ai mà bán cái chất liệu như nhà em mà rẻ như em đâu mấy bà ơi, em uy tín luôn á. Rồi chốt liền em mã là xanh than nha mấy chị ơi. Xanh than giùm em 65. Chốt mã xanh than giúp em nha, 65 nha, cực kỳ đẹp luôn. Xanh than giùm em 65. Form này dưới 65kg giùm em vẫn ok, bông trang giùm em. Hôm qua mới chốt hai cái này, chị lên màu đẹp tiếc ghê. Chốt thêm nữa đi hí con, chốt nữa đi em. Rồi, có chui cục vàng. Đây, chữ trao luôn. Mấy bà biết cái độ hot của cái áo chữ trao chưa? Nó hot khủng khiếp luôn. Trắng giùm em nha, 65. Con này giùm em là trắng 65. Lên liền nha mấy bà ơi, để tiếc. Hết là tiếc lắm, đẹp dữ luôn á. Nè, cái chất trắng của nó 65 cho anh Thư. Trời ơi, cái chất của nó quá dày luôn, không biết nói sao. Trắng hết rồi mấy bà ơi, có một con thôi. Trời ơi, cái gì mà khủng vậy trời, khủng khiếp vậy. Xanh giùm em nha mấy chị, 65. Ôi ôi, màu này hơi bị trắng da luôn á. Xanh giúp em nha, 65 thôi, quá trời đẹp. Xanh 65 giúp em nha, đẹp quá. Xanh giùm em 65. Mũ nó dày nè, không cần phải kiểm tra hàng luôn, dày. Xanh 65 cho Ngọc Thư. Rồi ok, giờ em lên cái ghi pyjama này cái đã. Rồi cái này còn ít à, 2, 4, 6, 7 7 con. À, hàng 120.000. Em sale cho mọi người đồng giá là 49k. Mình nhắn mình nhanh tay nha. Em vừa lên cái mẫu mình phải comment ngay nha. Hàng này rất là đẹp, phải gọi là hàng siêu đẹp luôn. Nó in 5D đó mấy bà ơi, cực kỳ đỉnh luôn. Em sale 49k, mình lên liền cho em mẫu pyjama 49 nha. Pyjama 49 nha mấy bà ơi, chốt không kịp luôn á trời. Nhanh tay lên đơn liền đi cục vàng ơi. Đây cái phom quần nè, không thể nào deal được. Cái phom quần của nó nè, không thể nào deal được luôn. 49k làm luôn phát nha mấy bà. Set pyjama giùm em 49k. Trời ơi, cái này mặc lên nó hơi bị dễ thương á, hơi bị trắng da luôn mấy bà. Nó nhiều màu, mặc lên nó rất là trắng da. Rồi pyjama cho Kim Khoa nè, 49 nè. Pyjama cho anh Thư, 49 thôi mấy bà ơi, rẻ xỉu luôn á. Ồ, chốt liền ngay mã là pyjama 49k nha. Đẹp quá, đẹp luôn á nè, 49.000 à. Set 49 cho đây thì tiếp. Ok có nè, Dương Bích Trâm có nè. Dương Bích Trâm. Ok có luôn, quá đẹp. Hình của nó là in lụa 5D giùm em nha mấy chị. 5D giùm em nha, cực kỳ nét. Giặt máy giặt thoải mái không bong chóc giùm em nha mấy chị ơi. Cái này mặc rất là mát luôn á nè. Cái chất của nó nhẹ tên nè, mặc mát giả man luôn á. Lụa xước giờ không còn ở đây đâu em, lụa xước không đủ bán đâu. Chụp hình cái là hết vèo vèo luôn á. Rồi chốt liền giùm em con này là pyjama 49k. Mấy cái màu này mặc lên hơi bị trắng da nha mấy chị. Trắng da giả mang giùm em nha, cực kỳ đỉnh. Rồi chốt mã là pyjama giùm em 49k. Cái màu này, cái này là lụa 5D giùm em nha. Siêu mát luôn, mặc lên nhẹ tên người mấy bà nha. Lên liền giùm em mã là lụa 5D giúp em nha. Trời ơi, màu lính có một cái à. Màu lính này em có một cái thôi mấy chị yêu. Đẹp quá. Màu lính giùm em nha. Rồi thấy em thì lên lấy em. Màu lính giùm em 50.000 nha mấy chị ơi. Màu lính giùm em 50, nhập 48 bán 50, không biết loại nhiêu nữa, 2.000. Mà tiền nhân viên, tiền phí, tiền đóng gói cũng hết nha mấy chị. Đó, không biết loại nhiêu luôn, bán cho vui thì phải. Rồi chốt liền em coi này là màu ghiêu 50.000. Ủa màu lính đi. Lính 50 cho Ngọc Thư. Màu lính 50 cho Ngọc Thư. Ok. Rồi đưa tiếp hàng qua chứ. Quá trời, viết vào cho chiếc nước nơi. Năn nỉ. Ả à luôn, ả à, cho mưa nước. Rồi, comment mã giùm em là nâu tay nha mấy chị ơi. Nâu tay giùm em nha, 65. Đó, thật sự tuy em nhỏ vậy nhưng mà em luôn nhập những cái hàng á, những cái hàng siêu rẻ về cho mấy chị nha. Xưởng em nó nhỏ thật nhưng mà em nhập mấy cái hàng siêu rẻ về cho mấy bà nha. Giá của nó là rẻ hơn cả xưởng luôn á mấy bà nha. Nên thật sự mấy bà á, không Twitter quá chị yêu hả, chờ chứ chút. Nếu mấy bà mua hàng nhà em thì cứ yên tâm đi. Đó, bên em đảm bảo cho mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái giùm em nha. Sao mà đẹp quá vậy. Màu xanh giúp em phát mấy chị yêu. Màu xanh giùm em phát nha. Quá xịn luôn á nè.
nó nét vậy nè mấy chị, cái này đâu phải sweet đâu cưng, nó đi luôn. Sweet, sweet, sweet. Xanh giùm em 65 chắc nó dày nè. Bán đã tay luôn mấy chị. Rồi xanh giùm em nha, 65, bán rất là đã luôn á. Xanh giùm em 65k nha. Hàng quá đẹp. À, hàng quá đẹp. Xanh 65 đúng rồi, đúng rồi. Cho chứ xin thêm chồng mấy chồng áo phung nữa rồi. Ôi. Đẹp quá. Rồi mã shop giùm em nha. Mã shop giùm em, lên mã cargo shop giùm em nha mấy chị. Cargo shop giùm em sale mấy bà 45. Cargo shop giùm em 45k. Chốt mã cargo shop giùm em nha, 45.000. Cargo shop 45 giùm em nha, rất là đẹp. Chốt mã cargo shop 45 giùm em nha. Cargo shop 45 giùm em. Không có len đâu em ơi, không có len đâu. Rồi, bây giờ em chỉ lên một chồng khoác thun này nữa là đó, em sẽ lên mẫu khác nha mấy bà. Bây giờ là thun toàn trăm mấy không à, giờ em sale cho mấy bà 50.000 là đồng giá hết nha. Hàng là hàng đẹp giùm em, chữ nổi lên phòng giùm em nha. Hàng là siêu vip giùm em nha. Bây giờ em đưa mẫu nào mọi người ưng chốt ngay nha mấy bà, để hết tiếc lắm. Hàng rất là đẹp nha. Mình chốt liền giùm em con này là trắng chữ đen nha mấy bà ơi. Nó là như cái áo em đang mặc nha. Trắng 50 cho anh Thư. Rồi ok hết luôn. Rồi, như cái áo em đang mặc chữ nè. Nó rất là đẹp nha. Xịn lắm mấy bà. Lên liền nha. Diễm Thiên là hết trắng này em, chờ chứ lên mẫu khác cho, mẫu khác nhiều. Rồi chốt liền nha, con này màu riêu 50. Trời ơi màu riêu này. Hơi bị trắng da luôn, hơi bị xinh. Cái này cho người yêu mặc ok luôn, nam mặc ok giùm em. Ghiêu giùm em nha, 50. Vừa để lên khá là bật tông da liền mấy bà ơi. Không hiểu sao thằng thánh vậy luôn á. Rồi màu ghiêu giùm em nha, 50. Anh Thư ơi kèm giá với em chị nha em. Ghiêu 50. Ghiêu 50 chứ thị tốt. Trời ơi nè. Cái chất của nó như mặt nhung giùm em đi mấy chị ơi. Như mặt nhung luôn á. Mình lên liền em con này là xanh than giùm em nha, 50. Cái con này hơi bị đỉnh nha, hơi bị chắc giùm em nha mấy chị. Xanh than giúp em nha, 50.000. Mã là xanh than giùm em nha, 50. Hàng quá đẹp luôn á. Nó quá ưng luôn. Xanh than giùm em 50. Cái này còn đôi luôn nè. Ê bà nào chốt đôi mặc đôi với người yêu đâu, lên comment liền giùm em cái. Cái này mặc đôi với người yêu giùm em nha, 50.000 con. Hơi bị đẹp giùm em luôn, một đôi áo đi mấy chị. Comment liền cho em một đôi áo nha. Ưu tiên cặp cho bà nào. Cặp 50 cho anh Thư. Ờ một cặp 50 cho anh Thư luôn nè. Rồi đỉnh chưa. À, Diễm Hiên ơi lấy cái này không em, lấy cái này báo chị. Diễm Hiên ơi, Diễm Hiên lấy cái trắng này không, lấy báo chị cái. Hết cặp rồi mấy bà, hết cặp rồi. Rồi bà nào trắng lấy báo em cái ơi, trắng giùm em 50 nha mấy chị em. Trắng chữ hồng luôn mới ghê, mới đẹp. Trắng chữ hồng luôn mới đẹp nha mấy bà. Rồi chốt mã trắng giùm em. Ok Diễm hơn. Ok Diễm hơn. Cái này nó không cùng, nó không cùng cặp nhưng mà nó là màu giống nhau thôi mấy chị em. Thì nó có cặp được. Đâu? Cho nó đó, hai trắng một đen hay vậy? Cái màu trắng đó, cái màu trắng với mấy chồng đó. Ừ, hai trắng một đen. Ừ. Ý cái này còn cặp nha mấy bà, còn cặp trắng chồng cái nha. Rồi màu cốm giùm em 50. Mã này là màu cốm 50 giùm em, chốt màu cốm nha mấy bà. Màu cốm hay màu bơ gì cũng được nha mấy bà ơi. Cái màu này gọi là best seller, bán nhiều lắm mấy bà ơi. Thấy cưng lắm, cái màu này cứ lên da, mix chung cái quần đen hoặc cái quần trắng đều xinh nha mấy bà. Đen hay trắng gì cũng được, đều xin giùm em. Màu bơ giùm em nha, 50k. Màu bơ 50 còn cặp trắng nè. Bà nào chốt cặp trắng báo em. Cái này ấy, em còn hai trắng một đen. Mấy bà có thể mặc đôi với người yêu là mấy bà mặc trắng và người yêu mặc đen giùm em nha. Hoặc là hai trắng giùm em luôn, 50. Bơ 50 cho Diệp Thư. Ok Diệp Thư. Rồi, một cặp trắng hoặc là một trắng một đen giùm em. Cặp 50 luôn cho anh Thư, ok, cặp 50 này cho anh Thư luôn. Rồi hết, hết cặp rồi, còn có cái đen à, mấy bà lấy đen thì báo em lấy đen nha. Em hết một cặp cho anh Thư rồi. Một cặp cho anh Thư rồi. Chờ cặp, à một cặp cho anh Thư nè. Rồi em còn đen. Anh Thư gửi số tài khoản. Anh Thư ơi, cái số tài khoản ở ngoài chị có ghi mấy, anh Thư cọc giùm chị 100.000 rồi lựa tiếp nha em ơi. Khách sỉ trên 500k em lựa tiếp giùm chị nha. Em cộng 100.000 nha, rồi vô lựa tiếp giùm chị nha anh Thư. Nhanh nha cục vàng ơi, hàng nhiều đẹp đó, cọc giùm chị một cái nha. Rồi con này giùm em là đen nha, 50 luôn. Cái chữ của nó đẹp quá. Chữ của nó siêu đẹp luôn. Ok, ok anh Thư nè. Rồi, chứ lên chậm chậm cọc cái đi rồi chứ lên chứ vô tiếp cho em. Cọc đen 50 cho hình chốt. Anh Thư cọc nhanh cái đi em. Trời ơi, cái màu hồng này trời quá trời đỉnh. Gọi là đỉnh chớp luôn đó chị em, đỉnh chớp nha. Đỉnh chớp đó, cái bà là biết nó đẹp cỡ nào ấy ha. Cái màu hồng này hồi tối em bán rất là đắt luôn. Tại vì hồi tối em mang cái cài gấu dâu màu hồng ha. Bán cực kỳ đắt, mấy cáo hồng luôn mấy chị. Đó, thấy cưng lắm. Hồng giúp em 50, hồng chữ đen nữa mấy bà. Mít cái quần trắng nữa bao xinh. Ok chưa? Mít cái quần trắng nữa vô là xinh ngất luôn mấy bà ơi. Rồi chốt liền em con này là hồng 50. Hồng 50 nha mấy chị yêu.
Duyên, Duyên Ngọc Duyên hả? Khách lẻ thì em đặt, em cứ nhắn tin chị, số điện thoại địa chỉ là ok à. Ờ đúng rồi anh Thư, đúng rồi em. Ôi ơi, cái chữ gì mà nó thần thánh vậy mấy bà, kiểu như chữ bảy màu vậy ha, nó kiểu tạo hiệu ứng sao ấy bà ơi, rất là đẹp. Chốt liền em con này là màu tím môn giùm em nha, 60.000 chất, hàng tàu giùm em, không phải hàng thường, tím môn 60, không có quần thun em. Đây form của nó nha mấy bà, form của nó cực kỳ to luôn, dưới 65kg vừa. Chốt màu tím môn giùm em 60k, cái này là hoodie nha mấy bà ơi, hoodie giùm em tím 60 cho Lê Thị Ngọc Dào. Ok, trời ơi, cái con màu xám này không lẽ bán giờ bán sao mấy bà, hàng nó xịn vậy nè. 65 giùm em nha, nhận hàng mấy bà mới biết, nhận hàng mấy bà mới biết là hàng đỉnh cỡ nào nha mấy bà ơi, không phải là hàng thường giùm em luôn. Nhận hàng mấy bà mới biết đỉnh cỡ nào, giờ em nói mấy bà cũng không tin nữa. Chốt mã xám 65 giùm em đi mấy bà ơi. Nhận hàng cái con này mấy bà kiểm tra hàng giùm em chắc xấu. Em chào mọi người trả hàng ngay lúc kiểm tra hàng ok không? Đó, chắc xấu trả hàng giùm em nha. Cái này là hàng nỉ tàu 130 giùm em nha, không phải hàng thường thôi. Nỉ tàu 130. Em xe cho mọi người 65k mình lên liền giùm em con này là màu xám 65 đi phơm nè. Đẹp xuất sắc luôn, màu xám giùm em 65 nha mấy bà ơi. À, ngân hàng Agribank em, Agribank anh Thư ơi, Agribank cục vàng ơi. Nè, xám giùm em 65 nha mấy chị ơi, hàng quá xịn luôn á. Xám giúp em nha, 65k, vải đúng đẹp luôn mấy chị. Xám liền đi đẹp lắm, chắc phải lạnh giả mang luôn, mắt lạnh nè. Rất là xịn. Rồi xám nha, 65. Thun giùm em, thun đen giùm em nha 50. Thun đen giúp em nha 50. Rồi thun đen giúp em 50. Thun đen giúp em 50 nha. Cái gì? Tự nhiên nó đánh tôi. Rồi chút mã này giùm em là thun đen 50.000. Thun đen nha, chữ vàng nha mấy chị ơi, rất là xịn. Thun đen giùm em chữ vàng 50. Thun đen chữ vàng 50 giùm em. Có màu khác em cho chết mấy chồng thun nữa hiểu. Rồi cái này có trắng với lại xanh nè. Rồi tức có một chồng thun nhiều màu để chậm lên. Giống nhau. Ê, có một cặp nữa nha mấy bà. Có một cặp nữa nè, bà nào mà canh may áo cặp đó thì chốt giùm em đi. À, được tới hai cặp luôn cái gì nè, phải không? Cái này là cặp luôn phải không? Rồi có một cặp áo luôn. Ôi trời, xuất sắc vậy. Ôi, cặp nâu giùm em nha, 50k. Một cặp nâu giùm em, một áo 50.000. Nâu 50, một cặp xám giùm em 50. Mấy con này mặc đôi với người yêu thì bao đỉnh luôn. Mua một cặp này không dưới 300.000 giùm em nha. Chốt trên like có được 50.000 cái áo là một cặp có 100.000 thôi mấy bà ơi. Đỉnh quá, mặc đôi với người yêu giùm em nha. Bà nào có người yêu thì chốt giùm em phát nha mấy chị. Hoặc mặc đôi với bạn thân vẫn ok giùm em nha. Bạn thân mặc vẫn đỉnh nha. Có hai cặp nha, màu nâu và màu xám giùm em. Bà nào mà tìm áo cặp thì chốt liền đi, để tí hết là không tiếc. Đẹp lắm đó mấy bà. Nâu và xám giùm em nha, giỏi găng phát là hết hàng ngay đó mấy bà, đẹp lắm. Hàng siêu đẹp giùm em nha. Mình chốt thì báo em nha, em chừa cho mấy bà đó, bà nào lấy thì báo em liền. Chừa đó mấy bà ơi, hàng là đẹp lắm. Trời ơi, xách vui chị mới chịu. Xách vui chị mới chịu. Một cặp xám cho Huyền Trang. Huyền Trang, Huyền Trang hôm qua có chút đơn rồi. Huyền Trang ơi, nhắn giùm chế số điện thoại địa chỉ nha em ơi. Rồi cái mấy mã là xách trắng hoặc là xách đen giùm em nha mấy chị. Xách trắng hoặc là xách đen giùm em, xe xách này 45. Quần của nó là quần Gucci và một cái áo thun giùm em, form 40-58kg quay lại giùm em nha. Rồi set xanh giùm em nha, hoặc là set đen. Ủa set trắng hoặc set đen chứ nhầm, set trắng hoặc set đen giùm em 45. Set đen 45 cho Nguyễn Phúc Mai. Rồi, còn set trắng 45 cho Kim Thoa. Còn đen. Ê, cái này mà quần ngắn, còn set đen nè, còn set trắng. Còn set đen. Còn một đen. Set đen 45 cho Bảo nè. Rồi còn hai trắng. Còn một trắng nè. Còn một trắng nè. Một trắng một đen. Còn một trắng ba đen hết rồi, còn một trắng đọc đen, trắng chưa đọc á. Rồi Kim Thoa. Trắng cho Kim Thoa. Rồi cứ ống rộng chút đi em, ống rộng về chút đi. Xích trắng, xích trắng. Xích trắng hết rồi. Kệ xích trắng nó còn nè, còn một xích đen phải không? Còn đen không? Đen còn không? Đen không biết không? Người ta là chốt là hai xích trắng. Thêm một xích trắng nữa. Không xích trắng à, nó thì để xích trắng. Cái đó chút ai xích đen nhờ phải không? Có. Vậy Kim Thoa không có xích trắng rồi đó. Kim Thoa em không có xích trắng nha, em không có thích xích trắng nha. Xích đen em còn một nha, mấy bà lên liền mấy mã là xích đen nha, em còn một. Kim Thoa hết rồi, Kim Thoa đổi qua giùm chế màu đen đi em, màu đen rất đẹp mà. Chốt màu đen giùm chế đi, màu đen đẹp nè em. Chốt màu đen đi em ơi, màu đen rất đẹp. Không có giá rẻ gì đâu mấy bà. Hàng này hàng VIP mà. Rồi ok. Kim Thoa, Kim Thoa đổi qua đen giùm chế nha. Rồi đen Kim Thoa nè, đen đẹp á. Rồi màu nu giúp em nha mấy chị. Màu nu giùm em nha. Trời ơi, màu nâu nè. Màu nâu hơi bị đẹp luôn, có set nè.
có set, dự có set. Rồi set nu giùm em nha mấy chị. Đúng mã giùm em là set nu mới có đơn nha. Set nu giùm em nha. Trời ơi có 45.000 ấy bà. Nhận hàng mới biết là hàng đẹp cỡ nào, tôi đâu có nói điêu làm gì. 45k nu với trắng luôn, nu trắng nè, nu trắng cho Bảo Na luôn đi. Rồi ok Bảo Na nu trắng luôn có 45.000 quá rẻ, về bán đỉnh luôn cục vàng ơi. Sao chuyển không được vậy anh Thư là sao? Anh Thư là chuyển không được phải không vậy một chút. Thôi giờ em lựa đi rồi một chút xuống like để chứ gửi cho em cái số tài khoản ngân hàng khác em gửi ha. Chờ lựa đi. Nha nhưng mà chắc chắn cọc với chị chứ mới để nha. 7502058239523952. Ủa 23750720508239523 thiếu 95 rồi bà Kỳ Anh Thư. Ghi số nhầm giùm tôi, thiếu 2 số 95. Rồi, chốt mặt. Trời ơi. Cái gì mà trắng động vậy mấy bà? Reel giùm em nha mấy chị, reel giùm em 50k. Không đẹp không bán nha, uy tín nha. Không đẹp không bán giùm em. Rồi, bây giờ mấy bà cho tôi xin một lượt chia sẻ giùm em cái được không? Một lượt chia sẻ đẩy view lên giùm em cái đi. Bây giờ em lên set 3949.000 rất nhiều nè. View 50 cho Mỹ Duyên. Giờ mấy bà chia sẻ giùm em cái với. Ít view quá, không thể nào mà lên hàng rẻ được chứ mấy bà. Phải hàng rẻ phải nhiều người vào mới bán giá rẻ được. Rồi em còn một cặp nha, em còn một cặp nâu, bà nào lên nâu lấy bao nâu giùm em. Mặc đôi với người yêu không đỉnh, không lấy tiền mấy chị luôn. Trời ơi, phải mà chi chồng em mặc vừa mấy áo này là em cũng lấy rồi đó mấy bà. Đó, chồng em nó gặp mặt gấp đôi cái áo này luôn á bà. Chốt liền em con này là nâu nha mấy chị ơi, 50 giùm em, mặc đôi với người yêu bao xinh giùm em nha mấy chị. Đây, mặc đôi với người yêu đi mấy bà ơi, đẹp lắm. Tìm mấy con áo cặp vậy rất là hiếm. Nếu mà có thì cũng giá tầm 150 thôi mấy bà ơi. Mấy bà chốt một đôi áo giùm em là cũng cỡ 300.000 nha. Giờ chốt trên like giùm em có 50 thôi. Tiền ship 30.000 toàn quốc á Mỹ Linh ơi. Đẹp quá mấy bà. Rồi mình chốt liền cho em con này là màu nâu nha. Chữ nó là chữ dập phòng nha mấy bà. Màu nâu tay này hơi bị trắng da nha mấy chị. Rồi chốt liền được nha. Lê Thị Mai Lan rồi được em. Chốt một nâu vẫn giá 50 nha mấy bà. Nâu 50 giùm em, comment mã nâu 50 giùm em là đẹp nha. Nâu 50 là được mấy chị ơi. Nâu 50. Nó có giống không? Ủa giống hả? Ủa trời ơi. Ngáo luôn á. Đọc viết còn ngáo luôn mấy bà. Xám giùm em nha 50, cái này còn cặp. Xám giùm em nha 50, cái này còn cặp. Lấy thì báo em một cặp. Xám 50 giùm em nha. Cái này mặc đôi với người yêu cũng xinh. Rồi mình muốn chốt một cái thì mình lấy một cái, còn không mình lấy một cặp nha mấy chị ơi. Xám 50 lấy em một cho Lê Thị Mai Lan 50 này. Nâu 50 cho Lê Thị Mai Lan, nâu 50 cho Phương My. Rồi hai bạn này dễ thương quá. Lê Thị Mai Lan chưa có số điện thoại. Lê Thị Mai Lan lên giùm chị cái số điện thoại nha Lê Thị Mai Lan ơi. Rồi mình chốt liền em con này là một cặp xám 50k hoặc là một áo xám 50 giùm em nha mấy chị ơi. Một cặp xám hoặc là một áo xám giùm em 50. Ê, đưa cái áo cặp lại chứ. Được rồi, đưa hai áo để đây nè, tí chứ là áo cặp. Ôi. Cho em xin một chấm nha mấy chị. Chốt con này màu real giùm em nha mấy chị ơi. Màu real thật sự nó rất là trắng động đó mấy bà. Lên lên liền giùm em nha. Màu này em bán rất là nhiều. Mọi người chốt liền giùm em con này là real 50 nha mấy chị ơi. Hàng đẹp một lắm luôn á. Hàng phải gọi là siêu đẹp mấy chị. Nó real giùm em 50 nha. Đây cơ mà. Lê Thị Mai Lan ơi, chưa lên số điện thoại á em ơi. Không em lên cái số điện thoại trên live giùm chị đó, chị lưu thông tin thôi, còn em nhắn tin địa chỉ là riêng nữa. Hai Mai Lan lên chị cái số điện thoại cái mới để đơn. 50 cho Nghi Phương. Mai Lan ơi phải có số điện thoại nha, không có số điện thoại chị không để đơn được đâu. Xanh đen giúp em hồi hình như nãy có cái xanh đen này phải không? Yeah. Đây một cặp nữa nè, đây. Thấy hả? Sao hôm nay dễ quá. Không. Mẹ con chốt cặp đi cho ấy cho mình trường mặt luôn. Đây chốt một cặp giùm em nha mấy chị. Một áo 50, một cặp giùm em là đẹp nha mấy chị. Một áo 50, một cặp thì mặc đôi với người yêu được. Một áo 50 giùm em. Một áo 50 ghiêu 50 có chưa? Ghiêu 50 có được rồi. Rồi chốt một áo 50 hoặc là một cặp giùm em 100k. Một áo 50 giùm em, một cặp 100.000. Rất là hiếm mấy cái áo này. Một áo 50, một cặp 100 nha. Lấy cặp không? Không biết. Lấy cặp đi. Dễ muốn chết. Rồi chốt màu hồng guốc giùm em nha, trời hơi bị đẹp. Hồng guốc giùm em 50 nha, anh em chuẩn bị qua màu khác rồi mấy chị ơi. Hồng guốc giùm em 50 nha, tìm máu thun này không dễ đó mấy bà. Hồng guốc giùm em 50, xem kỹ giùm em nha mấy chị rồi chốt đơn nha. Hồng guốc 50, hàng rất đẹp. Hồng guốc 50 giùm em. Rồi, màu xám. Nó dày cũng xỉu, ủa màu xanh xa, xanh xanh đen nó dày cũng xỉu. Ôi, nó dày quá. Nó dày quá dày luôn á. Lấy hồng cho em, ok Lê Thị Mai Lan.
Ok, hồng cho Lê Thị Mai Lan. Rồi, chốt màu xanh đen giùm em nha, 65 giùm em nha mấy chị ơi. Chị Lát Kim chuyển tiền cho chị Lát Kim. Ok, chúc Quỳnh, ok, chúc xuống chiếc coi cho, em chuyển cho. Rồi, chốt liền nha em, con này là xanh đen nha mấy chị, 65. Chất của nó dày như hàng tàu vậy á. Và mình chốt liền nha em, con này là xanh đen 65, nó dày quá dày luôn á. Nó dày so với mức tưởng tượng mấy bạn ơi, rất là đẹp. Rồi, chốt màu xanh đen giùm em 65 nha mấy chị ơi. Xanh đen giùm em 65. Xanh đen là xanh đen giùm em là 65 nha. Rồi comment mã giùm em là màu xanh nhạt giùm em 65. Xanh nhạt hoặc xanh đen giùm em nha, 65 phía sau có chữ to giùm em rất là xịn. Xanh nhạt hoặc là xanh đen giùm em nha, 65. Ở ngoài sau nó có chữ to nha mấy chị. Rất là xịn nha. Xanh nhạt hoặc là xanh đen giùm em nha, 65. Con này là xanh nhạt nha mấy chị. Chốt liền em, con này là xanh nhạt nha, 65. Ủa pyjama còn ghi nữa hả? Còn một ghi pyjama nữa mấy bà. Trời ơi. Hàng đẹp không luôn á. Rồi cái này comment mã là xanh giùm em nha. Xanh đen á. Rồi comment cho em là xanh đen. 65 cho Nguyễn Phúc Hoài. Trời ơi, hàng Latin, cao tin, cao cấp nữa. Rồi 60 giùm em được chưa? Chốt mã giùm em là xanh đen nha. Cổ là xanh đen giùm em 60. Nè, Latin cao cấp luôn mấy chị. Rồi xanh đen giùm em nha, 60. Hàng đẹp quá luôn, chắc phải mức ruột rồi mấy bà. Xanh đen giùm em nha, 60 nghìn hơi bị dễ thương. Xanh đen giùm em 60 hơi bị dễ thương luôn mấy bà. Quá dễ thương, xanh đen 60. Có áo hồng cho lên thì Mai Lan rồi em. Bộ này á đang bán trăm mấy thôi, không bao giờ có giá 60. Chốt liền mã là xanh đen 60. Bởi xanh đen 60 cho anh Thư. Chốt mã xanh đen 60 cho anh Thư nè. Rồi chốt mã xanh đen giùm em 60 còn 2. Xanh đen giùm em nha, 60 em còn 2. Đỏ em có 1 rồi mấy ơi. Màu đỏ mặt tớ thấy cưng nè. Màu đỏ đi mặt tớ thấy cưng có 60 nghìn nè. Thật sự mặt tớ đẹp nha mấy ơi. Ủa màu đỏ giùm em 60. Chốt màu đỏ giùm em nha, 60k. Đây, phơm quần rất đẹp giùm em nha. Quần chắc vải mướt ruột rồi mấy bạn, này là Latin giùm em. Đỏ cho Tuyết Phương hết đỏ. Em hết đỏ, em còn xanh nhạt nha mấy chị. Comment mã giùm em là xanh nhạt 60. Em hết đỏ rồi. Em còn một bộ xanh nhạt với một bộ xanh đen. Rồi chút, trời ơi, màu xanh nhạt nè. Dễ thương quá. Màu xanh nhạt giùm em dễ thương. Màu xanh nhạt giùm em nếu chị dễ thương nha. Rồi, ok, xanh nhạt giùm em nha, 60 nha mấy bà. Xanh nhạt đi, cái màu có một bộ thôi, màu đó hiếm luôn á. Màu xanh nhạt 60 cho Dung Ngọc. Rồi chốt màu xanh đen giùm em mấy bà. Màu xanh đen này mặc rất là sạch luôn á. Rồi xanh đen giùm em nha, 60. Xanh đen 60 cho Nguyễn Thị Mỹ Linh. Khách mới lên giùm em số điện thoại nha chị. Nguyễn Thị Mỹ Linh ơi, khách mới lên giùm em số điện thoại chị ơi. Rồi chốt liền em, con này là xanh đen 60 nha mấy bà. Còn một bộ thôi. Tiểu hư quá à. Vừa tiểu hư vừa thấy cưng nha mấy bà. Đó, phơm 40-60kg qua lại giùm em. 40-60kg mới vừa nha mấy bà. Rồi chốt liền giùm em mã là xanh đen 60. Một bộ thôi, có 60 hình nè, kéo quá. Xanh đen 60 giùm em. Rồi comment mã là thun Quảng Châu giùm em 39k. Thun Quảng Châu giùm em nha. Phải gọi là thun Quảng Châu mới có giá 39k. Thường lắm bà mua này. Nguyễn Thị Mỹ Linh ơi, lên giùm em cái số điện thoại chị ơi. Nguyễn Thị Mỹ Linh khách mới mà chị chưa có số điện thoại nè. Chị lên giùm em cái số điện thoại đó chị thôi. Rồi xanh đen ok rồi. Rồi chốt liền em mã là thun Quảng Châu 39k. Mặt trước và mặt sau. Mấy bà miết cho em thêm cái quần legging lắm mấy bà. Trước mấy bà mua quần legging nhà em rồi mà mấy bà miết vô chung cái siêu đẹp. Rồi chốt liền nha em, con này là thun Quảng Châu 39 nha. Còn mà chưa có thấy nè, chút mới lên. Rồi. Set trắng giùm em 45. Set trắng giùm em 45. Thun Quảng Châu 39 cho Huyền Trang. Rồi set trắng giùm em 45 nha mấy bà. Set trắng 45 giùm em nha, quần của nó là quần siêu đẹp luôn, quần dài giùm em. Kèm một cái thun phơm rộng, set trắng 45. Không tiệm đâu gan cái set 45 ngàn luôn, hàng trăm mấy không, sale 45. Rồi lên liền em mã là set trắng 45. Set trắng 45. Xích trắng 45 Kim Ngân ơi, comment lại em chết em. Xích trắng 45 cho Kim Ngân. Rồi, trời ơi màu nâu này rất là xịn luôn. Comment mã cho em xin mã là set thiết kế 50.000 nha mấy chị. Set thiết kế 50 giùm em nha, set này đang bán 140.000. Rồi sale 50 nha mấy chị. Set thiết kế giùm em 50k, lên form siêu đỉnh luôn. Lên form siêu đỉnh giùm em luôn. Ok, thấy số điện thoại của Mỹ Linh rồi á. Trời ơi, cái form của nó nè mấy bà ơi, cái chất này của nó đúng đẹp luôn, mặc lên form cực đỉnh giùm em. Set thiết kế giùm em 50 nghìn nha mấy chị. Lên mã giùm là set thiết kế 50k. 100 mấy sale 50 nghìn, mặc lên form rất là đẹp. Mặc lên form nó sẽ vậy cho em nha mấy bà. Mặc lên form nó sẽ vậy nha, cực kỳ đẹp luôn. Chốt mã set thiết kế giùm em nha, 50k. Set thiết kế 50 giùm em nha. À, cái bộ này hồi nãy có treo phải không? Có treo một bộ phải không? Còn hình như còn một bộ nữa. Để chờ ta đi. À rồi.
Rồi chốt mã giùm em là thun Quảng Châu, em sẽ cho mọi người 39.000. Thun Quảng Châu hồng giùm em 39k. Thun Quảng Châu hồng, đúng mã thun Quảng Châu hồng mới có đơn nha mấy chị ơi. Thun Quảng Châu hồng giùm em 39.000. Thun này dễ thương. Thun này cute nha mấy chị, cute me. Thun Quảng Châu hồng giùm em 39k. Rồi comment mã lam xanh đó ok, tiếp Phương lấy cho em rồi. Rồi chốt mã cho em là bộ đen, sale cho mọi người 39.000. Bộ đen giùm em 39k. Bộ này kèm cho em thêm cái quần lip kia nha. Rồi cái áo và một cái áo tay bồng và một cái quần. Rồi gặp em mã set đen 39 giùm em. Set đen giùm em 39k. Set đen 39 cho Kim Hoa. Set đen 39 cho Kim Hoa. Rồi trời ơi, váy body nè. Trời ơi bà nào hồi nãy mà kêu lên váy body đâu. Rồi chốt giùm em phát này đi. Trời ơi cái váy 45.000. Nhúng luôn mới ghê. Xuất sắc vậy. Body nhúng, gặp em mã body nhúng em sale 45 nha. Ok chưa chắc nè. Body nhúng giùm em 45 nha mấy chị ơi, hàng rất là đẹp. Rồi chốt liền cho em mã là body nhúng 45. Quá xịn luôn á, bà chất của nó đúng đẹp luôn nha. Phải gọi là đúng xịn luôn á. 45 giùm em, màu xám này mặc lên hơi bị trắng da giùm em. Body nhúng cho canh đá nhất nhà. Trời ơi cái tên kìa, trời cái tên gì mà dễ thương vậy bà. Rồi comment mã giùm em là set cao cấp nha mấy chị. Đúng mã giùm em là set cao cấp mới có đơn nha. 49 130 sale 49 set cao cấp giùm em. Một cái quần legging giùm em nha. Hàng là hàng thun Thái giùm em nha. Nhận hàng mới biết hàng nó đỉnh cỡ nào mấy bà ơi. Rồi chốt liền giùm em mã là set cao cấp 49 giùm em. Set cao cấp giùm em nha, 49 trời ơi. Phải gọi là siêu VIP nha mấy chị, mặc lên form nó đỉnh vậy á. Chất của nó đúng xịn luôn á, 100 mấy lận mấy bà. Rồi chốt mã giùm em là set cao cấp 49k. Set cao cấp 49 nãy giờ trời ơi, nãy giờ chứ lên thun lâu lắm rồi đó. Set cao cấp 49 cho Kim nha. Nhật Khánh nãy giờ đi đâu vậy em? Chứ lên thun quá trời, em chuẩn bị lên nữa đó. Chị ơi là chốc Cà Mau à. Cái set này á, bán một cái áo thôi 140. Giờ em bán cái áo 60.000 em tặng cho 10 cái quần legging. Mình lên liền giùm em mã là set xanh min giùm em một set xanh min giùm em 60k nha mấy chị ơi. Trời ơi đẹp quá luôn á. Rồi thêm cái quần nữa nè. Set xanh min 60 giùm em nha. Cái quần legging đó mấy bà đó. Một cái quần này mấy bà biết bao nhiêu cái áo chưa. Rồi chốt mã giùm em là set xanh min 60.000 đi. Cái áo quá trời xịn nè. Cái áo vải nó quá trời xịn luôn á. Đây rất đẹp nha. Rồi chốt mã giùm em là set xanh min hoặc set xanh lá đi mấy chị. 60k xếp luôn mà siêu đẹp giùm em. Set xanh min kèm giá vô Kim Ngân ơi. Kèm giá vô em. Cái bà My Nguyễn bên bay á. Kim Ngân chưa kèm giá để xét xanh lá cho anh Thư. Rồi xét xanh lá cho anh Thư. Trời ơi. Thiết kế comment mã là váy thiết kế 60k. Mấy bà mặc lên form giùm tôi bao tiểu thư bao xinh nha mấy chị. Xét thiết kế giùm em 60 nha. Trời ơi nè tiểu thư dữ lắm. Rồi xét thiết kế 60 giùm em. Mấy con váy này siêu hot luôn. Rồi chốt mã là xét thiết kế 60 giùm em là mình có đơn nha. Hàng của nó là hàng hai lớp luôn mấy bà. Mấy bà biết cái độ hot con váy này cỡ nào ha. Đó thật sự mấy bà mà lướt xem mà cũng thấy con này rất là hot. À cái này nó thể mà cái này là chở vai nha mấy bà, chở vai gũ ở bên ngoài rất là đẹp. Lên form cực kỳ tôn da giùm em luôn nha mấy chị. Còn mấy mã là set chở vai giùm em nha. Ủa váy chở vai giùm em. À, đồ kiểm tra hàng nha em ơi, đồ kiểm tra hàng em. Cái set cao cấp hồi nãy còn set nào em đọc đi. Set cao cấp hồi nãy để cho ai nè. À, Kim Ngân ngọc phòng và Bảo Na có set cao cấp hồi nãy nha em ơi. Bảo Na có set cao cấp nha. Bên chị cho kiểm tra hàng nha. À, 60 cho Diễm Hân. Bên em kiểm tra hàng là sẽ cho mọi người kiểm tra hàng đúng mẫu thì mọi người nhận nha. Chứ bên em không kiểm tra hàng để cho mọi người thử hàng nha mấy bà. Bên em không có bao đổi chở với trường hợp là mấy bà mặc không vừa nha. Tại vì á like thì bên em sẽ like hàng thật cho mấy bà. Bên em sẽ nói rõ form và số ký mấy bà ok, thấy ok mấy bà đặt giùm em nha. Tại vì cái hàng sale em sẽ không đổi sai. Nếu mấy bà nhận hàng kiểm tra hàng đúng mẫu giùm em nha, đúng mẫu và đủ số lượng giùm em thì ok nhận hàng nha mấy bà. Chứ em không ship hàng cho mọi người thử nha, tại vì hàng sale nha mấy bà. Rồi chốt liền giùm em con này là nâu giùm em 39.000, nâu 39 giùm em, còn đồ bộ em còn nhiều lắm. Lên không biết bao giờ hết. Rồi áo kiểu nâu giùm em 39k nha mấy bà. Đây, chất co giãn nha mấy bà ơi, cực kỳ đẹp. Áo kiểu nâu giùm em 39.000, áo kiểu nâu 39k. Mã là áo kiểu nâu 39 nha. Áo kiểu nâu giùm em 39.000 cho chiếc sinh thần chồng không đông mạnh phải. Áo kiểu nâu 39, trời ơi set này set VIP mà 50 nha. Comment mã là set cao cấp giùm em 50. Ồ, set này set thun Thái luôn mấy bà. Set cao cấp giùm em nha, 50k. Chốt quá trời không biết đếm bao nhiêu cái để kiếm luôn á.
Trời ơi, chốt mã set cao cấp giùm em nha mấy chị ở thung của nó nè. Hàng cao cấp giùm em nha, chốt mã set cao cấp 50.000 đi, vải đúng xịn luôn. Set cao cấp 50 con set thôi mấy bà ơi. Set cao cấp giùm em 50.000 nha. Các bạn nhìn xem nè, em vô phát nữa là biết ngay màu đẹp liền. Màu xám lạ giùm em. Màu riêu giùm em nha mấy chị, ưng màu nào comment nhanh nha. Màu riêu, màu đen giùm em. Màu đen giùm em. Vàng bò giùm em nha mấy chị, vàng bò giùm em. Màu be giùm em nha mấy chị ơi. Màu be. Xanh đen giùm em nha mấy chị. Xanh đen, trời ơi đẹp mà. Rồi, 50.000 thôi mấy bà. Giỏ gan phát mấy bà biết ngay là hàng đúng xịn luôn. Rồi mình ưng màu nào comment liền cái mấy bà ơi, để hết nha. Thật sự rất đẹp, đừng có chần chờ. Thun nhà em là quá rẻ rồi, mấy bà nhận hàng phải biết là hàng đỉnh như thế nào nha. Đây, in của nó là dập phòng luôn. Rồi chốt liền giùm em con này là màu be 50.000. Màu be giùm em nha 50, màu be hơi bị xinh luôn mấy bà. Màu be giùm em nha mấy chị ơi, 50k, quá đẹp. Màu be giùm em 50. Toàn hàng VIP không thôi mấy bà. Rồi chờ chút đi anh Thư ơi, chờ em, chờ chị chút đi em. Màu vàng bò giùm em nha 50. Trời ơi cái màu này đẹp quá luôn, quá đáng luôn. Đẹp quá đáng luôn mấy bà. Rồi vàng bò giùm em nha 50. Vàng bò 50. Ok Tiếp Phương, ok em. Rồi màu đen giúp em nha 50 luôn nha mấy chị. Màu đen giúp em luôn 50. Màu đen 50 giùm em. Màu xám màu riêu nha mấy chị. Màu xám màu riêu 50. Màu xám giùm em 50. Trời ơi màu xám này hơi bị đẹp. Màu xám này hơi bị cưng luôn. Đen 50 cho Diệp Thư comment trước nè. Đen 50 Diệp Thư comment trước. Rồi màu xám giùm em 50. Màu xám 50 giùm em. Rồi màu này là màu riêu 50 giùm em nha. Màu riêu giùm em 50. Màu riêu hơi bị đẹp nha mấy chị. Rồi chốt màu riêu giùm em nha 50. Màu riêu 50 giùm em. Rồi chốt màu riêu giùm em nha 50. Màu nâu giùm em, trời ơi một ơi. Riêu 50 chứ kim màu. À, cái màu này hơi bị đẹp nè. À, mọi người ơi, màu riêu hết rồi Ngọc Hăng ơi. Ngọc Hăng ơi lấy cái này không? Ok báo chị em, Ngọc Hăng. Cái riêu này nè, ok báo chị có một cái. Có một cái ok báo chị. Rồi màu đen nè mấy bà. Màu đen hồi nãy bà nào hụt màu đen kia chốt màu đen này giùm em nha 50. Hàng đúng xịn luôn, phải gọi là đúng hàng cao cấp luôn á. Đúng hàng cao cấp luôn, quá trời đẹp. Đen giùm em nha 50. Đen 50. Ngọc Hăng ơi lấy cái riêu này thì comment lại giùm chị là riêu 50 nha em. Riêu 50 giùm chị nha. Lấy riêu thì comment là riêu 50 giùm em. Đen 50 cho Hăng. Rồi comment mã lên em là riêu 50. Riêu 50. Riêu 50 nha mấy chị ơi. Đẹp quá. Riêu 50 hết đen rồi mấy bạn ơi, hết đen à. Riêu 50 giùm em mấy chị ơi. Màu nâu tây nè. Lên liền giùm em mã là nâu tây nha. Riêu 50 cho Ngọc Hăng. Ok Ngọc Hăng. Mã là nâu tây giùm em 50. Ngọc Hăng khách mới lên kèm số điện thoại giùm em nha. Ngọc Hăng ơi khách mới lên kèm số điện thoại nha. Rồi chốt màu này giùm em là nâu tây 50, màu nâu tây nè trời. Kim hồng, ok nâu tây kim hồng. Nâu tay cho kim hồng luôn. Ngọc Hăng ơi lên số thoại em ơi, không có số thoại là không để đơn được em. Chia sẻ kìa. Rồi chốt màu này giùm em nha mấy chị. Màu xám lạ giùm em nha mấy chị. Trời ơi Ngọc Hăng ok có số thoại kìa. Màu xám lạ giúp em cái đi mấy chị ơi. Xám lạ giùm em nha 50. Xám lạ 50, màu này đẹp quá luôn á. Xám lạ 50 cho Ngọc Hăng. Ok Ngọc Hăng. Có một con duy nhất luôn nha mấy bà. Comment mã giùm em là xanh đen nha mấy chị, 50. Xanh đen giùm em, hình con thỏ xanh nè, trời ơi. Con thỏ xanh nó rất là hot, từ thỏ son, mấy bà biết thỏ son rồi đó. Thỏ son mà thỏ xanh nó mấy bà hot cực kỳ hot luôn. Mặc cái áo là tao biết mấy bà bắt trend liền nha. Chúc liền em con áo này. Comment mã là áo xanh giùm em 50. Xanh 50 giùm em nha, đẹp quá không? Thỏ đen mấy bà rất là hot luôn. Thỏ xanh á, và đưa chơi ừ, chồng đó. Đúng rồi. Thỏ xanh giùm em nha 50. Thỏ xanh 50 siêu đẹp. Bà nào đang xem like cho em xin một nút thả tim, một nút chia sẻ được không? Đó, khách mới cho em xin một lượt follow với nha mấy bà ơi. Chồng thun này nữa nha, làm không lên nữa nha mấy bà, nhanh tay lên nha. Chồng thun này nữa thôi nha. Để hàng like tiếp chứ like này là không có đủ hàng luôn á. Rồi, comment mã là hồng đất giùm em nha, 50. Hồng đất đi, trời ơi, đẹp quá luôn. Hồng đất 50 mấy bà ơi. Hồng đất 50, trời ơi cái màu trắng này xinh nè. Hồng đất 50, không tặng đâu Kim Thi ơi. Hồng đất 50, hồng đất 50. Rồi chốt màu này giùm em. Hết thun lên, ok em. Rồi hồng đất 50 màu trắng giùm em nha 50. Màu trắng chủ này siêu xinh luôn mấy bà. Trắng chủ giùm em 50. Có em, có Phạm Ngọc nha, có nha em ơi. Rồi trắng 50, hồng 50, trắng 50 cho Minh Ngọc.
Rồi chút này giùm em con này là Real 50 hết trắng em rồi. Con này là Gil giùm em chữ Buma là siêu hot luôn. Gil giùm em nha 50 chữ Buma siêu đẹp. Chữ Buma luôn mấy bạn ơi, siêu đẹp. Rồi chốt màu Gil giùm em nha 50. Gil 50 giùm em nha mấy chị ơi. Gil này ơi, có cái nào xám lạ chuẩn bị lên siêu đẹp luôn. Mà này màu nâu tây giùm em, comment mã là nâu tây giùm em nha 50. Nâu tây giúp em nha 50.000. Nâu tây thôi mấy bạn ơi, rẻ quá luôn á, thun nhà em là quá rẻ luôn á. Gil 50 cho Nguyễn Phúc Mai nè. Rồi nâu tay đi mấy chị, nâu tay giùm em. Thun đó hôm qua mặc like hết hả bà? Thun đỏ hết rồi em ơi, thun đỏ hết rồi. Nâu 50 cho Diễm Huỳnh. Rồi nâu 50 Diễm Huỳnh. Rồi rồi, mấy bà chia sẻ mạnh tay lên đi, tôi cũng bị lên sếp đó mấy bà. Sếp thì phải nhiều người xem mới lên sếp nha. Rồi con này giùm em là màu xám lạ nha mấy chị. Cái màu này em rất là ưng mấy bà ơi, nhìn nó sang, nhìn nó xinh sao, nó đỉnh á. Đó đẹp nha. Rồi xám lạ giùm em 50. Cái màu này không hề bị sến luôn á, cái màu nó rất là đẹp. Xám lạ giùm em nha 50. Màu xám lạ 50. Xám lạ 50. Xám lạ 50 cho Hằng. Rồi comment mã là đen giùm em nha. Màu đen chữ trắng thì best seller, bán hoài, hot hoài, đẹp hoài mấy bạn. Đó mặc lên là đẹp nha. Rồi lên liền em con này là đen chữ trắng 50. Trời ơi, cái chữ của nó là nó nổi lên luôn á. Chữ Việt, Việt Nam không phải Việt Nam, chữ Việt, chữ gì á. Xét xuông 65kg không vừa em ơi. 40-60 à. Rồi tối nay có mấy bạn 8 giờ chứ. Tối nay em sẽ dòm được cho mọi người từ bữa nay, từ hôm qua, đơn hôm qua đến tối nay nha. Trắng cái mặt hết rồi Diễm Quỳnh ơi. Rồi chốt liền giùm em con này là đen nha. Để coi trắng còn mẫu khác thôi. Rồi. Nâu tay giùm à, hồi nãy Diễm Quỳnh thuộc cái nâu tay này phải không? Lấy cái nâu tay này đi em, cái nâu này đẹp nè. Đen chữ trắng cho Minh Ngọc. À, Diễm Quỳnh ơi, cái nâu tay này đẹp nè em, như cái nâu tay nãy em hụt á. Nâu nâu này thì rất là đẹp. Đen 50 hết rồi em, hết rồi Hăng rồi. Rồi, Diễm Quỳnh lấy con này báo chị đi, nâu tay 50 hàng đẹp đó. Nâu tay 50. Nâu 50 cho Diễm Quỳnh. Ok. Còn đen em, còn đen. Đẹp quá vậy. Rồi, ghiêu giùm em đi mấy chị yêu, 50. Lấy lộn xộn đi con. Quá đẹp. Rồi màu ghiêu giùm em nha 50. Nãy bà nào hụt con ghiêu này chốt liền giùm em với. Còn màu đen. Ghiêu 50. Rồi, chốt liền em con này với mấy bà. Rồi chốt liền em con này là ghiêu 50 đi mấy bà, hàng đẹp quá luôn á. Còn trắng nè, giờ chút đi em, chờ chút đi ha, chứ lên set cho mấy bạn lựa đủ hàng cái. Rồi chút liền con này màu đen 50 nha mấy chị. Màu đen luôn luôn đẹp nha mấy bạn, màu đen luôn luôn đẹp giùm em nha. Đây, lên da là xinh. Cứ lên da là chắc, cứ không biết mặc màu gì, mix màu đen, màu trắng giùm em là đẹp nha. Dễ phối đồ mà dễ mix đồ nữa. Đen giúp em 50. Đen 50 nha mấy chị ơi. Rồi con này giùm em là màu nâu nhạt. Cái màu này giống như mấy cái áo Gucci á mấy bạn, rất là hot. Cực kỳ đẹp, mấy cái màu nâu Gucci này rất là xinh. Chữ rất đẹp luôn. 50. Gì vậy? 130. Rồi chốt liền giùm em con này là màu nâu nhạt nha mấy chị. Nâu nhạt giùm em 50 luôn. Nâu nhạt 50 rồi hết. Nâu nhạt 50 giùm em nha. Rồi toàn màu hot không mấy bạn. Lấy màu nào báo em liền để bên nhân viên em chọn nha. Nâu nhạt 50. À, màu đen này còn nữa mấy bà. Ý màu đen này đẹp nè. Bà nào nãy cần đen á, chốt mấy con này giùm em đi. Màu đen này quá đẹp luôn, màu đen chữ nhỏ nè. Minh Ngọc ơi, màu đen này đẹp nè em. Minh Ngọc ơi, cái màu đen này đẹp nè. Đây Minh Ngọc ơi, còn xem like thì báo đây. Đó chị lấy con này đi đẹp đó. Minh Ngọc ơi, lấy báo chị nha. Màu đen 50. Màu đen 50 giùm em. Thun này rất là xịn. Nhận hàng mấy bà biết ngay là hàng xịn liền. Rồi đen 50 giùm em, đen chữ nhỏ nha mấy bà, rất là hot. Đen 50 giùm em, 50.000. Đen 50 nha. Rồi cái này còn được 2 set sale không mấy bà? 40. Comment mã giùm em là set thiết kế nha, 40k. Set thiết kế giùm em 40 nha. Rồi trước mã set thiết kế giùm em 40, đen 50 cho Ngọc Hằng. Ok, đen chữ nhỏ em. Rồi set thiết kế giùm em mấy chị ơi. Trời ơi, cái form gùng mà. Set thiết kế giùm em 2 set 40.000 nha mấy chị. Set thiết kế giùm em 40k 2 set. Set thiết kế giùm em nha, 40 2 set nha mấy bạn ơi, mặc lên nó sẽ vậy nha. Dễ thương lắm. Rồi chốt mã giùm em là set thiết kế 40.000 2 set. Set thiết kế cho Bảo nha. Rồi chốt mã set thiết kế giùm em 40k. Quá rẻ luôn á. Ơi làm gì mà bán cái set này 40.000 đâu, hàng 180-190 thôi. Rồi chốt mã set thiết kế giùm em 40 nha. Set thiết kế giùm em 40, ở phía sau của nó là chun giùm em nha, ở phía trước là vậy nha mấy bạn, có nơ. Rất là đẹp. Rồi chốt mã giùm em là set thiết kế 40 còn set nha. Set thiết kế 40. Trời ơi còn 1 cam nữa. Rồi, chốt mã set thiết kế giùm em còn 1 cam nữa rồi.
Rồi comment mã giùm em là áo dài 40. Comment mã là áo dài 40, con này mặc Tết đẹp nha. Chụp hình Tết mặc đẹp nhớ rồi. Áo dài giùm em nha, là 40, áo dài của nó là cổ vậy nha, mặc kiểu cổ tiều á, rất là đẹp nha. Rồi chốt mã giùm em là áo dài 40, dễ thương lắm, Barbie doll giùm em rất là cưng. Rồi chốt mã giùm em là áo dài 40. Áo dài 40 cho em giá nhất nha. Ủa không phải, cái này là bọn ngủ tưởng chứ tưởng bọn ấy. Ủa ừ trời ơi, bộ ngủ 40 giùm em, bộ ngủ Latin cao cấp có dây tăng đưa luôn. Rồi comment mã là bộ ngủ giùm em 40.000 nha, bộ ngủ 40 xuất sắc chưa, bộ ngủ 40.000 giùm em, phơm 40 58 cái quay đầu vừa hàng nhà em hết. Ngủ 40 cho đây thì biết không. Rồi nhanh tay lên đơn. Rồi set 3 món giùm em 49. Rồi một áo dậy giùm em nha, một áo dậy, một cái quần đùi, một cái quần đùi giùm em và một cái áo khoác 49k. Set 3 món giùm em 49.000, set 3 món giùm em 49, một cái áo khoác nha mấy bạn. Rồi set 3 món giùm em 49k, một áo 2 dây, một quần và một cái áo khoác giùm em 49.000. 49 cho Bảo nè. Rồi comment mã là thun Quảng Châu giùm em nha, 39k. Chốt mã thun Quảng Châu giùm em 39 nha. Thun Quảng Châu giùm em 39k. Mã thun Quảng Châu giùm em 39.000. Thun Quảng Châu mới có đơn nghe rồi. Chốt mã thun Quảng Châu mới ba cái bỏ dài nãy á, coi coi chốt không mà bỏ luôn đó chốt. Thun Quảng Châu giùm em 39k, thun Quảng Châu 39. Thun Quảng Châu 39 giùm em. Thun Quảng Châu anh Thư kèm giá kèm số điện thoại giùm chế anh Thư ơi. Rồi, comment mã là set cao cấp giùm em, sale mấy bà 49 nha. Rồi. Thun Quảng Châu 39 cái Mỹ Hạnh. Chốt mã set cao cấp giùm em, sale 49 cái vải đúng xịn luôn á. Rồi chốt mã set cao cấp giùm em quần ống rộng có túi. Rồi chốt 49k, len xanh ngoài sau nhiêu ký vừa 40-65 nha Phạm Ngọc. Rồi chốt mã giùm em là set cao cấp 49k. Hàng siêu VIP nha mấy chị. Hàng phải gọi là siêu VIP mới bán nha, cái cổ áo nè. Đúng xịn chưa? Rồi chốt mã giùm em là set cao cấp 49. Set cao cấp 49 giúp em nha. Rồi chốt set cao cấp 49 giùm em. Set cao cấp 49 cho Kim nha. Ok, còn một nha mấy bạn, lấy báo em. Set cao cấp em còn một. Set cao cấp cho Ngọc, Ngọc Anh Trương kèm giá vô, Ngọc Anh Trương ơi kèm giá vô mọi người ơi. Chốt hàng phải kèm giá. Rồi chốt mã giùm em là váy thiết kế xe cho mọi người. Chốt mã váy thiết kế sale 50 luôn đi, trời ơi cái váy này siêu đỉnh luôn á. Ồ siêu hot. Mã là váy thiết kế sale 50. Váy thiết kế giùm em nha, sale 50. Có dây điều chỉnh ở phía sau nha các bạn. Set váy thiết kế giùm em nha, 50. Váy 50 giùm em. Cái này còn hai phải không? Nãy mới còn. Váy 50 với kim màu. Rồi váy 50 một cái rồi. Một cái nha mấy bạn. Rồi comment mã giùm em là set cao cấp nha mấy chị. Comment liền cho em mã là set cao cấp, trời ơi set Dior luôn á. Đẹp quá. Comment mã là set cao cấp giùm em. Cái set này nó bị cái set này nó bị dính màu mấy bạn ơi, bị dính màu về giặt giùm em nha, set hàng cho mấy bạn 9k. Comment mã giùm em là set set cao cấp nha mấy bạn, này nó bị dính màu rồi về giặt lại được. 9k giùm em nha. Set này 9k thôi. Về giặt là được. Hay mặc ở nhà cũng được. Xếp 9k cho Thanh Tâm. Ôi ôi, comment mã xếp đỏ đi 29. Xếp đỏ giùm em nha 29k. Đây, xếp đỏ giùm em 29, tớ thì mặc đỏ nha mấy bà. Tớ thì mặc đỏ giùm em nha, chốt mã xếp đỏ giùm em 29k. Cái tay của nó sẽ vậy nha mấy bà. Xếp đỏ giùm em 29 nè. Xếp đỏ 29. Đỏ 29 cho Thanh Tâm. Cái xếp cao cấp nãy còn. Rồi cái set cao cấp hồi nãy nè, cũng còn luôn. Set cao cấp giùm em nha. Ủa phân ta hay là tại cái kiểu nó vậy chứ không có kiểu mèo đâu. Kiểu nó vậy. Không, kiểu nó vậy không có cái mèo không. Thôi kiểu tặng 9k đi, coi cái set cao cấp này 9k tặng đi. Tặng ai đi, một bạn nữa đi. Các bạn nó bị gì đâu ta, nó đâu có lỗi đâu. Nó kêu buồn á. Ừ, set cao cấp 9k cho Nguyễn Phúc Mai. Rồi comment giùm em mã là set cao cấp, set Dior sale mọi người 49k. Comment mã là set Dior giùm em nha, sale 49k. Set cao cấp giùm em Dior 49.000. Set cao cấp giùm em 49k nha. Set cao cấp giùm em Dior 49.000. Set cao cấp 49 giùm em. Set 49 cho Thanh Tâm. Rồi comment mã là set set thiết kế giùm em mấy chị. Set thiết kế giùm em, set này 39k. Set thiết kế giùm em 39.000. Set thiết kế giùm em đi chân váy nha. Ơi cái này mít một đôi tóc cao là dễ thương nhã man. Nhiêu ký dừa ở 30 đến ở 40 đến 60 ký dừa. Set 39 cho Thanh Tâm. Ok, set cho Thanh Tâm.
Rồi cầm mấy mã là áo dài 40 giùm em nha. Cái này áo dài chỗ cổ thiều giùm em nha mấy chị. Cái này tết mặt chụp hình rất là cưng. Thấy cưng lắm. Rồi 40 giùm em. Dán babydoll nữa bà, rất là cưng luôn á. Rồi chốt liền giùm em mã là, chốt mã này giùm em là áo dài 40. Áo dài 40 với thanh tâm. Rồi dục ở đây nè, đưa đứa ngồi đây chết nè. Rồi cầm mấy mã là khoác giùm em 39k, khoác top rồi mấy bà. 39 giùm em nha. Khoác giùm em 39k mặc lên sẽ vậy. Khoác giùm em 39 ngàn. Khoác 39 giùm em mũ 2 lớp. Áo dài có bill rồi tôi. Rồi khoác 39. Khoác 39 giùm em nha. Khoác 39 giùm em. Mã khoác 39 rồi sale shop giá nào cũng bán nha mấy bà. Rồi comment nãy giùm em là set 40. Chốt mã giùm em là set dài 40 nha mấy chị. Set dài giùm em 40 đây. Quần của nó nha mấy bà, quần co giãn giùm em, quần legging co giãn. Chốt mã set dài 40 giùm em. Set dài 40 nha. Set dài 40 giùm em. Set dài 40. Dài 40 liệu. À cái váy này em còn nữa là cầm em mã là váy thiết kế giùm em với 50. Váy thiết kế giùm em nha mấy chị, 50, hàng không đẹp không bán luôn. Phải gọi là hàng không đẹp không bán luôn á. Set thiết kế, ủa váy thiết kế giùm em nha, 50 nghìn. Váy thiết kế 50 giùm em, siêu đẹp. Váy thiết kế đọc đi con. Váy 50 đi kim hoa. Rồi. Con này giùm em là cam 49, 45k, cam giùm em 45. Mít thêm cái quần jean giùm em đi bao đẹp nha mấy chị. Đây hàng thun này, thun thái, thun díp giùm em nha. Rồi chốt liền giùm em con này là cam 45 nha mấy chị ơi. Cam 45 giùm em. Hàng vải đẹp luôn mấy chị ơi. Cam 45 nha, hàng đẹp. Cam 45 giùm em nha, một con thôi, rất xịn luôn. Rồi chốt mã set gấu giùm em 60, 130, sale 60. Rồi cầm mấy mã là gấu đen giùm em nha, 60, còn 2. Còn 2 set gấu đen 60 giùm em. Cái gấu của nó là thiêu luôn nè mấy chị ơi, thun thái luôn á mấy bà. Rất đẹp nha. Rồi chốt mã set gấu giùm em 60, vải co giãn luôn, đúng xịn luôn. Set gấu giùm em nha, 60k. Set 60 cho Bảo nè. Đây, hàng đẹp lắm mấy bà, phơm 40 60kg qua lại giùm em. Set gấu giùm em nha, 60, Bảo Na có nè. Rồi còn một nha mấy chị, lên nâng liền giùm em set gấu 60 đi. Nổi con gấu này thôi, mua riêng một con gấu này cũng 50 nghìn rồi mấy bà. Nó nói chi là cả set luôn. Đây, tay của nó cũng là thiêu gấu nữa mấy bà. Này là xả lỗ đó mọi người ơi, set một tới 100 mấy lận. Rồi set gấu giùm em 50, 60. Xích gấu 60 nha mấy bà. Rồi cái này là gì đây? Xích vest giùm em, trời ơi, xích vest 60 nha mấy chị. Lên mã giùm em là xích vest 60 giùm em đi. Xích này hơi bị mắc tiền đó mấy bà. Gọi là hơi bị mắc tiền, quần dài giùm em luôn mấy ghê. Quần dài giùm em mấy chị ơi, form đúng đẹp luôn á. Ơi cái form đúng đẹp nha mấy chị, quần ống rộng luôn á. Rồi xích vest giùm em nha, 60 nghìn. Hơi đẹp nha mấy bà, hơi bị đẹp luôn á. Rồi chốt nha, xích này hơi sang nha mấy bà, sang lắm. Rồi xích vest giùm em 60k. Set vest giùm em nha, 60 nghìn. Chốt mã set vest 60 giùm em. Chốt mã set vest 60. Rồi tím giùm em. Con này tím giùm em luôn, 60 nghìn. Set tím giùm em nha, thun găng quần, thun găng áo phơm rộng giùm em. Set tím giùm em 60 nghìn. Set tím giùm em, đây 60 một cái áo vậy, một cái quần ôm giùm em nha, quần ôm. Set này đắt lắm. Set này tới 180 hay gì đó, 180 trên giá hay không. Rồi chốt liền giùm em mã là set tím giùm em nha, 60. Hàng đẹp lắm. Set tím giùm em 60, mặc thấy cưng giả mang luôn. Set tím giúp em nha, 60, tách riêng cáo mặc vẫn thấy cưng giùm em nha. Set tím giùm em 60 nghìn. Set tím 60. Set tím 60. Rồi cầm em mã là set thiết kế giùm em 39k, set đỏ luôn mấy bà. Cái này mặc tết đẹp, 39 ngàn. Set thiết kế giùm em 39 nha, đỏ giùm em nha, 39k. Set đỏ 39, thích mặc cướp ngực, thích không thích thì mình mặc cái quai lên cũng đẹp nữa bà. Set thiết kế giùm em 39k thôi, có set không là nhanh đi. Nhanh đi rồi, đẹp lắm đó. Chốt liền cho em mã set thiết kế 39 nha. Đây form quần của nó vậy nhớ bà, mặc lên đẹp lắm. Chốt mã set thiết kế giùm em 39k, set thiết kế 39 giùm em, một set. Set thiết kế 39 giùm em nha. Rồi set 3 món giùm em luôn. 49k 3 món. Đây, một áo hai dây, một áo hai dây giùm em. Một set. Cái quần. Đúng rồi. Rồi. Set đỏ 39 cho Mai Chi. Một cái quần giùm em và một cái khoác. 49k 3 món. Set thiết kế hết em ơi. Rồi cầm em mã giùm em set. Set 3 món giùm em 49k kèm giá vô. Set 4 món, 3 món. 3 món giùm em 49.000 kèm giá vô. Đưa tiếp thôi, đưa tiếp. Set lên tiếp. Trời ơi, cái này sale cho mấy bạn nhiêu ta? Giờ em sale cho mấy bà 49.000 giá nhất nha. Giờ em dở lên một cái nha, rồi giờ em lấy bóc màu ngẫu nhiên cho mấy bà nha. Em sale mấy bà 19.000 đồng giá nha. Em bóc màu ngẫu nhiên nha. Không biết cái mẫu gì nữa nè. Trời ơi, bộ ngủ giùm em.
bộ ngủ von giùm em bóc màu ngẫu nhiên 19k, cầm em mã là bộ ngủ giùm em 19.000 đi. Máy set ngủ mấy bà ơi, cái này máy set mặt ngủ mặt rất là mát. Cầm em mã giùm em là set ngủ 19k nha. Von giùm em, von mấy bà ơi. Mặc lên á bà nhìn thấy nó tôn da lắm, mấy bà mà ở nhà hay sức kem thì mua máy set này mặc giùm em. Mát nha mấy bà ơi, không bị bít rứt nha. Set ngủ giùm em 19k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 set hết chốt em. Chốt đi 11 set ạ. 11 set chốt đi. Cái 10 set. 10 set, 10 set. Đập đi. Bộ ngủ 19 cho Yến Liễu, 3 set 19 cho Thanh Tâm, 2 set 19 cho Lê Thị Tuyết Phương. Bộ ngủ 19 cho Bảo Nga, bộ ngủ 19 cho Ngờ Nhi, bộ ngủ 19 cho anh Thư Tạ. Rồi chốt liền giùm em mã là set kẻ giùm em 39k. Set kẻ giùm em 39 một cáo phông rộng và một cái quần legging nha mấy chị. Quần legging giùm em. Rồi comment mã giùm em là set kẻ 39k. Ờ ok, set giùm em. Bộ ngủ 19 cho Mai Chi. Rồi ok, chốt mã set kẻ giùm còn không? Kẻ 39 cho Trần Hiện Thanh Tâm em còn một. Còn một set mọi người lên liền giùm em mã set kẻ 39k. Set kẻ 39 giùm em còn một nha mấy chị. Set kẻ 39 giùm em chắc coi giảm. Set kẻ giùm em 39.000 còn một. Ây da, thích kẻ 39 giùm em. Trời ơi, cái này là nguyên một cây ống rộng nha mấy chị. Nguyên cây ống rộng thôi. Thích mẫu nào phải nổ luôn. Mà nổ cái inbox liền, rồi nổ cái comment liền nha mấy chị. Để hết nha, đẹp đó. Rất tiện luôn là đằng khác nha. Một giá là 130 nha. Em xe cho mọi người đồng giá 60.000 luôn nha. Mình comment liền nha, để hết nha mấy chị. Rồi comment liền cho em mã là xếp màu cốm 60k giùm em quần ống rộng nha mấy chị ơi. Phơm quần ống rộng giùm em. Đây, quần ống rộng giùm em và một cáo thun. Đây, set cơm giùm em 60.000 một set luôn. Xuất sắc chưa? Set cơm giùm em nha, 60. Hàng vải đúng xịn luôn á mấy bà. Thật sự 130.000 đó mấy bà ơi. Rồi chút liền em mã là set cơm 60k một set nha. Có một set thôi nha mấy bà, set cơm 60. Set cơm 60. Cơm 60 cho Phạm Ngọc. Phạm Ngọc kèm số điện thoại giùm chị em ơi. Phạm Ngọc kèm số điện thoại. Rồi comment mã giùm em là set thiết kế. Comment mã là set thiết kế, đúng mã giùm em là set thiết kế nha. 49.000. Phạm Ngọc chưa có số điện thoại em ơi. Trời ơi, cái set nó sang lắm nha mấy bà, mặc lên nó dậy giùm em nha. Hơi bị sang luôn. Rồi comment liền cho em mã là set thiết kế 49k giùm em. Set thiết kế nha, 49 giùm em đi, màu xám hơi bị sang nha. Màu xám hơi bị sang luôn. Set thiết kế 49 đồng. Set thiết kế 49 cho Nghi Hoàng. Phạm Ngọc chưa. Phạm Ngọc chưa lên số điện thoại em ơi. Ờ Phạm Ngọc ghé lấy mà. Rồi chốt mã giùm em là set nâu. Set gấu nâu giùm em 49k. Gấu nâu thiêu luôn mấy bà ơi, VIP vậy trời. Gấu nâu giùm em 49.000 nha mấy bà. Set gấu nâu giùm em 49, 40, 60 quay lại giùm em. 40, 60 kg giùm em. Hết set thiết kế em ơi. Rồi chốt liền em con này là set nâu 49. Set 49 cho Bảo nè. Rồi. Set nâu 49. Rồi. Cái set này em còn 3 set. Rồi mình coi, mình cho em xin mã là set cao cấp giùm em được không mấy bà, nhìn xem cái áo nè. Đẹp chưa? Rồi rất xịn cho em nha mấy bà, phối ghen luôn rất là đẹp. Chốt mã giùm em là set cao cấp em xe cho mọi người với giá là 45.000. Đẹp quá trời đẹp luôn á, cái quần này thấy cưng dữ luôn mấy bà. Cái quần này mặc lên là thấy cưng liền à. Quần nó rất là đẹp nha, có túi luôn á. Nè cái quần của nó bèo bèo thấy cưng quá luôn á. Rồi comment mã là set cao cấp giùm em 45. Chốt mã set cao cấp giùm em nha, 45 siêu dễ thương. Cái set này mặc siêu dễ thương nha mấy bà. Set cao cấp giùm em 45. Cho Bảo nè. Set bra đạt rồi mấy bà. Rất là hot luôn, nó phói ghen vậy nói mấy bà ơi. Đợt trước em bán cực kỳ nhiều luôn, nay bị sót thôi. Chốt mã giùm em set cao cấp 45. Rồi chốt mã liền nha mấy bà, set cao cấp giùm em 45k thôi quá rẻ. Chốt mã set cao cấp 45. Set cao cấp 45 cho Thư Thường. Ok. Rồi comment liền cho em mã là siêu VIP nha mấy chị. 50. Trời ơi áo da gà luôn mới chê. Áo da gà luôn mới ghê, chữ là cô luôn mới ghê. Trời ơi toàn là thương hiệu luôn mấy bà. Đó, chốt liền giùm em mã là set đen 50 nha. Thiệt, đọc cái tên nổi da gà thiệt mấy bà. Rồi chốt liền giùm em mã là set đen 50. Set này siêu đẹp, mặc lên form rất đẹp. Chốt mã set đen 50 nha. Set đen 50 nha. Thúy Hằng ơi, đơn của em á. Ba đơn luôn hả? Hai đơn chỉ ngoài rồi, một đơn chờ nha. Thúy Hằng ơi, em đặt bên chị ba đơn, không đơn nào em nhận chân thì em đừng vô đây em đặt hàng nữa nha em.
nha. Chị thấy cái like nào em cũng vô em comment hết trơn á. Nhiều lần rồi chị không có để đơn cho em, tại vì ba đơn em không nhận đơn nào hết trơn mà dạm vô em đặt nữa là sao? Cẩm Tú xếp đen ba, xếp đen 50 nè. Trời ơi, cha em cũng phải nhận hàng, em không nhận đơn nào hết trơn mà like nào em cũng vô em đặt hết trơn á. Chỗ này là chị buôn bán chứ không phải là chỗ đem vô em chơi đâu em. Hàng sale đó, sale lỗ mà em vô đem bơm hàng nữa. Rồi, chốt mã giùm em mà xếp nâu nha mấy chị. Xếp nâu giùm em nha. Rồi chốt xếp nâu sale 49k. Xếp nâu 49 không nói là đặt hoài luôn đó, không nói là vô comment hoài luôn đó. Rồi chốt mã xếp nâu 49 giùm em nha. Chữ không? Chữ Balenciaga giùm em nha mấy chị, rất là đẹp. Xếp nâu giùm em 49.000. Với chất vải siêu đẹp giùm em luôn nha. Chất vải siêu đẹp luôn, rất là xịn. Xếp nâu 49 đọc. Xếp nâu 49 cho Bảo nè. Nè, cái áo này nó đúng, cái chữ nó đúng như tâm trạng em bây giờ luôn á. Siêu mệt nha mấy chị. Siêu mệt luôn nha. Rồi em xem cho mọi người 39k. Comment liền cho em mã là xếp hồng 39. Xếp hồng 39 nha mấy chị. Đây, xếp hồng 39 giùm em. Xếp này mặc ngủ hơi bị thấy cương, chụp hình giùm em đây bao bén nha mấy chị. Xếp 39 cho Thanh Tâm. Chụp hình bao bén nha mấy chị ơi. Rồi còn 2. Ủa còn 1. Còn 1 thôi. Chụp hình bao đẹp đi mấy bà. Nói chung dáng người nhỏ nhỏ giùm em nha là vừa, đừng có to quá. Xếp 39 cho Nguyễn Phúc Mai. Ok có nè. Rồi. Bảo Na, lấy cái này chứ để đơn cho em nha. Bảo Na, cái này là áo màu hồng, quần hồng, lấy ok, báo bấm ok một cái chứ để cho em cái màu hồng này. Hơi bị dễ thương luôn á. Bảo Na ok, báo trên cái chứ để cho. Bảo Na ok không? Cái đó đẹp á. Ok, để cho Bảo Na luôn. Rồi, body giùm em 45. Bà nào mà tướng bén thì quất con body này giùm em với. Có mút ngực luôn, siêu bị đẹp nha mấy bà. Rồi, cái này nó khoét ngực ở bên hông nè. Để cho Bảo Na rồi em, tại nãy em có cái kìa thanh ngăn rồi, em có một set rồi. Rồi, chốt mã body giùm em 45. Có mút ngực nha mấy bà, hơi bị đẹp. Trời ơi, bén lắm đó mấy bà ơi, bén đứt tay đó, có mút ngực luôn á. Body 45 cho Nhi Huỳnh. Rồi, rồi hết set rồi, mấy đứa cho chứa thêm chầm set vô. Rồi, thêm đi mấy bà, cái này nghe hết. Trời ơi, gấu dâu còn sót con set nè. Gấu dâu còn sót set này lúc nãy chốt quá trời luôn. 60 giùm em nha, 130 trên 60 giùm em. Gấu dâu 60 đi, còn có con set nè. Siêu đẹp luôn mấy chị, gấu dâu thiêu giùm em nha. Hàng đúng VIP, đúng chuẩn luôn. Gấu dâu 60 giùm em quần le nè. Quần le giùm em nha, quá xịn. Gấu dâu 60 giúp em. Bảo Nga có gấu dâu 60. Rồi, một con váy dạ giùm em. Comment mã là váy dạ giùm em sale 45. Bà nào chốt con này chụp hình lên giùm em phát là bao xinh nha. Trời ơi, phía sau của nó là hàng thiết kế nè bà, hàng thiết kế nó xịn vậy nè. Comment mã là váy dạ giùm em. Còn hai con. Hai con 45.000, váy dạ 45 lên liền mấy bà, hàng đẹp lắm. Rồi chốt mã váy dạ 45 giùm em nha. Đây, hàng của nó siêu đẹp luôn á. Rất là xịn, váy dạ 45 nha mấy bà. Mặc cái này lên tôn da, tôn dáng nha mọi. Váy dạ 45 giùm em. Chốt mã váy dạ 45 nha mấy bà ơi, lên liền đi mấy bà ơi, đẹp lắm. 45k, hàng này 130.000 á. 130.000, 45 mấy bà ơi. Xe 45 mà chốt liền đi. Cái váy 50 em còn nữa nè. Sao mà cứ lắc nhắc hoài luôn nè mấy bà, lên lên liền nha. Trời ơi, váy thiết kế giùm em 50. Váy thiết kế giúp em nha, 50 em còn con nè, bà nào lên lên nhanh giùm em với. Váy thiết kế 50 nè, con này về mấy bà bán 100 mấy giùm em đi. Quá xịn, nó phía sau có dây chỉnh điều chỉnh đó nè. Váy thiết kế giùm em nha, 50. Chán bà ở nè. Váy thiết kế giùm em nha, 50. Mã váy thiết kế 50. Rồi bộ ngủ nè. Trời ơi, bộ ngủ satin cao cấp luôn mới ghê. Rồi bộ ngủ giùm em nha. Bộ ngủ một cái váy ngủ giùm em 45, tặng kèm thêm cái quần nữa nha mấy bà. Tặng kèm thêm cái quần nữa. Cái màu này nó lên da hơi bị sang luôn. Hàng này đó tầm 200 mấy. Sale 45k lên liền giùm em. Bộ ngủ 45 đi, liền khoét các bạn có mút ngực luôn. Ngủ 45 liền có mút ngực. Xét cơm lại. Chứ không nhớ nữa em, cái chắc là nguồn xu nó không nhớ nữa. Rồi pyjama. Nguồn xu hay sao á. Em có xét gấu dâu 60 không chế hình như. Hình như hồi nãy không có thấy đọc. Vậy chứ để cái xét gấu dâu cho hình như nha. Xét gấu dâu có ai chốt không? Có chốt rồi hả? Chị xét gấu dâu có người chốt rồi hình như ơi. Rồi, trời ơi, cái set này xe 39k. My Nguyễn ơi, chứ nói là đơn em chưa dọn xong mà em hôm qua chứ nói rồi mà. Tại vì đơn em không có báo trước là ghé lấy á, nên bên chị dọn mới lại đơn like. Là bên chị chưa dọn xong nha. Bảo nè. Chứ nói là nào chứ dọn xong chứ nhắn mà My Nguyễn.
Mi Nguyễn á, đơn của Mi Nguyễn hôm qua không bao ghé thông báo ghé lấy nên chứ đâu có để đơn cho em riêng đâu. Để chung với đơn like mà đơn like chứ chưa làm mà. Làm xong chứ báo cho. Rồi mã đen xích đen giùm em 50, xích đen 50 nha mấy chị. Xích đen quần hồng giùm em. Xích mochino hơi bị thấy cưng nha mấy bà. Rồi chốt liền cái mã xích đen 50. Xích này á em bán 99.000 không ấy mà nhìn xinh chất vải nè. Chất vải thun thái giùm em rất là xịn. Rồi chốt mã giùm em là xích hồng hoặc là xích đen giùm em 49.000 nha. Xích hồng hoặc xích đen 49 giùm em. Cái này váy đó hả? Trời ơi váy đuổi luôn á. Trời ơi hơi bị bén luôn mấy bà. Váy giùm em nha 45 đi. Váy 45 giùm em mặc lên nó vậy nè, thấy cưng. Ủa này là zoom chứ. Cái zoom mấy bà, cái zoom nha. Là quần ở dưới giùm em nha mấy bà, phía sau có dây kéo. 45 giùm em mặc hơi bị bén giùm em nha mấy bà. Mặc hơi bị dễ thương luôn á, cái dây này của nó có thể điều chỉnh mặc cực kỳ thoải mái. Đẹp lắm. Rồi chốt liền giùm em mã là zoom giùm em nha mấy chị, zoom giùm em váy. Váy 45 là nào ta? Cái này chỉ đọc 45 à. Ờ 45 nè. Váy 45 cho Ngọc Nhi. Ok Ngọc Nhi. Rồi xích gấu trắng em theo mọi người 60. Là bán cái áo em tặng cái quần nha mấy chị. Gấu trắng giùm em 60. Em bán cái áo em tặng cái quần nha. Em tặng cái quần nha mấy chị ơi. Đây cái quần của nó là quần ôm. Rồi xếp này 60 giùm em nha mấy chị ơi. Xếp gấu trắng 60 giùm em. Xinh quá xinh luôn. Gấu trắng giùm em nha 60k. Vải đúng xịn luôn mấy bà ơi. Vải nó cực kỳ đẹp. Gấu trắng giùm em 60.000. Còn 2 xếp nha. Chốt liền đi mấy bà ơi. Gấu trắng 60 vải đẹp lắm luôn á. Nè, chất vải của nó siêu đẹp. Gấu trắng giùm em 60 à. Rồi chốt liền giùm em mã là gấu trắng 60 nha. Vải đẹp lắm luôn á. Gấu trắng giùm em 60 liền mấy chị ơi, hàng đẹp không ạ. Gấu trắng 60. Rồi cái mã này hồi nãy em tặng 9k nè. Tối có like 8 giờ em ơi. Rồi nãy em tặng 9k comment lại giùm em là set cao cấp 9k đi. Nó bị loang lắm sao tí nè. Nó bị dính màu phía sau tí á. Tặng 9k comment mã là set cao cấp 9k giùm em. Gấu trắng 9k cho Trang Bi. Gấu trắng 60 cho Trang Bi. Gấu trắng 60 cho Trang Bi. Trời ơi. Set 49 giùm em. Trời ơi, set tiểu thư hồng giùm em 49. Trời ơi, mặc ngủ hay mặc đi chơi cũng đẹp nha. Mít cáo khoác lên giùm em ngoài cái mà. Set này 49, set tiểu thư hồng 49 giùm em. Đi vòng vòng á gần nhà mình thì mít cái khoác lên giùm em nha. Set tiểu thư 49 màu hồng. Màu hồng màu nu. Set 49 cho Cẩm Tú. Rồi, em có hồng. Em có nu và trắng, hồng nu trắng kèm màu giúp em. Hồng nu trắng kèm màu giúp em 49k chỗ nó tiểu thư quá. Giật cái màu nu ra mới được bất ngờ liền. Hàng đúng dày đúng tiệm luôn. Hàng là hàng hai lớp giùm em nha mấy chị ơi. Chất von mặt siêu đỉnh luôn 49k. Đẹp quá. Trắng nha chị hả? Trắng nha chị Cẩm Tú hồi nãy. Nè Cẩm Tú nè, như lại cái hồng. Xét hồng nâu 49 cho Nhi Huỳnh. Hồng nè. Nâu nè. Rồi em còn một hồng một trắng. Em còn một hồng một trắng đọc đi, trắng cho Hồng Ngọc. Ok, em còn một hồng mấy chị ơi. Em còn một bộ hồng duy nhất à, trời ơi. Em còn một bộ hồng duy nhất à. Dễ thương quá luôn á. 49k. Hàng hai lớp luôn á, trời. Xuất sắc, màu hồng dễ thương quá, dễ thương luôn. Màu hồng này lên da hơi bị dễ thương nha mấy chị. Hồng giùm em 49k. Hồng 49 cho Tuyết Phương. Rồi comment liền cho em mã là bộ ngủ nha. Bộ ngủ đỏ giùm em 40. Bộ ngủ đỏ giùm em 40. Cái này là hàng Latin giùm em. Satin hay Latin gì đó không biết nữa. Nhưng mà 40 nha. Comment mã là bộ đỏ giùm em 40. Bộ đỏ 40. Bộ này thì dành cho mấy bạn mà có em nhỏ mua về cho em mình mặc đi. Nó ha. 40 giùm em màu đỏ thì cái mấy cái họa tiết nó hơi baby chút mấy bạn. Đỏ giùm em 40. Đỏ 40 cho Mi Nguyễn. Đỏ 40 cho Mi Nguyễn. Trời ơi, xếp xanh cớm mà em còn nè mấy bà. Cớm giùm em 60 nha. Cớm 60 giùm em. Trời ơi, cái này phải nói là siêu đẹp luôn á. Vải của nó siêu đẹp luôn. 130 nè, sale 60. Comment liền cho em bảo là xếp cớm 60 giùm em mấy bà. Xếp cớm 60 giùm em. Cớm 60 cho Bùi Nhã Trang. Rồi cái bộ hồi nãy, như bộ hồi nãy mà em còn màu hồng. Em sale mọi người 40. Comment bảo là bộ ngủ hồng 40 giùm em. Baby, cái này mấy bà mặc cũng được. Mấy bà thấy cưng quá thì mấy bà mặc nha. Còn không, bà cho em mấy bà mặc đi, tầm mười mấy tuổi đó. Nó thấy cưng lắm. Nó baby lắm mấy bà. Nè, hồng giùm em 40. Hồng 40 cho Dung Ngọc.
Rồi set này em sale cho mọi người 130 phải không? Em sale cho 130, em sale cho mọi người 55k. Trời ơi nó rẻ gì đâu. Nó rẻ chấn động, nó rẻ nhất 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 Facebook luôn. Thật sự. Rồi comment mã là set hồng giùm em 55k. Em bán là em cam kết là rẻ nhất Facebook luôn nha mấy chị nha. Rồi không ai bán set này 55.000 luôn á. Rồi bà nào mà thấy ai bán set này 55 ta tên em vô em tặng cho mấy bà set này luôn nha. Ai bán set này 55.000 đâu, 130.000 là bán 55.000. Comment mã cho em là set trắng 55 nha mấy chị. Còn được 3 set. Chất vải nè siêu đẹp luôn á. Nè, cái chất vải của nó là quần ôm giùm em nha. Trời ơi, mít thêm cái áo trắng lên là nổi bật hẳn, đẹp hẳn luôn mấy chị. Rồi mít thêm một đôi dép trắng giùm em nha. Thật sự rất đẹp. Đây, cái áo tay dài này siêu hot luôn mấy bà. Đây, set cùn này mặc rất là xinh, cực kỳ đẹp luôn. Set trắng 55. Rồi trắng 55 cho Bảo Na nè. Rồi chốt liền em mã là trắng 55. Bùi Nhã Trăng có để đơn riêng không? Rồi chốt liền em mã là set trắng 55 nha mấy chị ơi. Hàng rất là đẹp, rất là xịn luôn á. Trắng giùm em nha 55. Còn được 2 set lên đơn thì báo em trắng 55 quá rẻ luôn. Rẻ nhất Facebook luôn á mọi người. Có mình em bán luôn. Rồi set này siêu phẩm rồi. Comment liền cho em mã là set xanh dương 55k. Một cái dáng áo crop top nè. Rồi kèm thêm cho em một cái quần ống rộng nữa. Trời ơi xuất sắc, set xanh dương 55 giùm em. Set xanh dương nha mấy chị ơi, 55, form 40, 50, 40, 60 kg vừa giùm em. Set xanh dương giùm em nha, 55k, vải đúng xịn chưa? Đúng xịn chưa? Rồi chốt mã set xanh dương giùm em nha, 55. Set xanh dương giùm em 55. Chốt mã set xanh dương 55 giúp em nha. Xanh dương 55 cho nhiêu hình? Ôi là trời. Ôi là trời luôn đó mấy bà. Nè nó chiến vậy nè mấy bà, mặc lên hơi bị chiến giùm em luôn. Comment liền cho em mã là set comment mã là váy ngủ giùm em. Hàng satin cao cấp em tặng cho mọi người. Xanh dương 55 còn không Cưng? Xanh dương 55 còn không? Rồi em tặng cho mọi người 45 nha, mặc hơi bị chiến giùm em với mấy bà. Mặc hơi bị chiến giùm em. Một cái váy kèm cho mình cái quần nữa. Trời ơi có mút ngực luôn, có dây tăng đưa nữa. Trời ơi mặc hơi bị bán, nhức nách giả mang nhức nách luôn. Mặc lên tự nhiên cái nách mình nó giật 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 á. Hiểu không mấy bà? Đẹp. Rồi chốt liền giùm em nha. Xét đỏ giùm em nha mấy chị, 45 ngàn. Quá đỉnh. Không ai chốt là nhân viên em nói chốt mấy bà ơi, hàng đẹp lắm. Ôi, gấu dâu hồng giùm em. Gấu dâu hồng giùm em nha mấy chị, làm phát luôn nha, 49k. Trời ơi, gấu dâu hồng 49 giùm em con này, hồi tối bán tao nó khủng khiếp thiệt luôn á. Hồi tối bán đỉ gấu dâu với bà, bán chốt lia lịa luôn, không kịp chốt luôn á. Đẹp giả mang luôn, cái hình in này siêu nét giùm em. Hồng 49 cho Lê Tiết Phương nè. Không được nhiêu hình ơi. Ờ đơn có nhiêu hình mấy đứa làm chưa? Làm đơn nhiêu hình chưa? Hả? Chưa phải không? Chưa nhiêu hình ơi, chưa có làm đơn em. Nào làm xong là bên chị nhắn là tại vì đơn quá tải, không thể nào làm kịp trong ngày được đâu ha. Có làm xong chứ nhắn cho thì xuống lấy nha Nhiêu Hình. Đi chơi Tết đi em, về rồi lấy ha. Đi chơi Tết đi. Tết tay đó. Rồi shop hồng giúp em nha mấy chị, 39k hàng Quảng Châu. Shop hồng 39 Quảng Châu giùm em nha, 39. Ai cho nghỉ trời. Tôi chỉ nghỉ làm chứ tôi cho mấy bà dẫn vàng. Mấy bà chỉ nghỉ được buổi tối thôi. Mặt nó lạnh nách mới giật giật. Rồi chốt liền nha, con này là hồng 39 nha. Hồng 39 giùm em. Ai chịu? Đó chịu. Hồng 39 cho đánh đá nhất nhà. Bữa mấy bà nghỉ luôn em, giờ mấy bà còn đừng nghỉ nữa trời. Rồi chốt liền em con này là set bell nha mấy chị ơi. Set bell cho em. Hổm tôi có hỏi là nghỉ Noel hay là nghỉ thích tay. Mấy bà đừng nghỉ Noel mà. Rồi chốt mã set bell em chốt cho mọi người với giá là 55k. Em hết đó, em hết cái áo hồng rồi Hồng Nhi ơi. Rồi mọi người chốt mã set bell giùm em, xem mọi người 55.000. Set này tới 130 đó mấy bà. Set này vải đẹp lắm, 130 sale 55 nha. Comment liền cho em mã set bell 55. Bell cho Un ơi, kèm giá vô giùm em cái Un. Kèm giá vô cái mới có đơn nha em ơi. Kèm giá mới có đơn nha. Set bell 55 vải đẹp quá bà. Un có đơn nè. Hàng đúng đã luôn á. Bell giùm em nha 55. Cái quần ống rộng, mít thêm cái áo thun đen nữa, mặc lên hơi bị xinh. Mấy cái bell này mặc lên sang mấy bà ơi, đừng có kén, đẹp lắm. Rồi bell giùm em nha 55k. Bell 55 giùm em. Bell 55 cho Un rồi, ok. Đẹp quá, xuất sắc chưa? Rồi comment liền cho em mã là set xanh giùm em, sale cho mọi người 55 luôn nha. Set xanh giúp em sale 55k. Sơ mi xanh giùm em, kèm một cái quần legging dài. Kèm một cái quần legging. Rồi chốt mã set xanh giùm em nha, 55. Set xanh giùm em nha, 55 con set thôi, quá đẹp. Set xanh 55 nhanh đi mấy bà ơi, hàng đẹp không ạ? À? Set xanh 55. Xanh dương nãy chốt cho ai không nhớ đâu em ơi, nhưng mà không phải chốt cho Hồng Nhi. Xanh dương chốt 55 cho ai không nhớ nữa.
Rồi chốt liền nha, mã là set trắng nha mấy chị. Set trắng giùm em nha, 60. Cái này set là 130 sale 60. Còn em mã là set trắng 60 giùm em, hàng đẹp. Set trắng 60, một chân váy và một cái áo này giùm em nha, rất là xịn. Vải cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt liền nha, mã là set trắng nha, 60k, mặc lên hơi bị bén nha mấy bà. Mặc lên rất là bén nha, đẹp lắm. Chốt mã set trắng giùm em 60. Đây, cái form chân váy của nó vậy nha mấy bà, hàng này hàng cao cấp giùm em, hàng xịn nha. Đây, bên trong nó có quần giùm em luôn. Ở mặt trước là nó là áo giùm em nha mấy chị. Đây, rất xịn. Chốt liền giùm em mã set trắng 60. Set 60 cho Dung bỏ. Trời ơi, cái set này bao nhiêu đi đơn, bao nhiêu cũng đi đơn đó luôn ơi. Rồi chốt mã giùm em là set xanh giùm em, sale mọi người 39.000 set này. Còn mấy mã set xanh giùm em 39 nha. Form quần ôm giùm em nha mấy chị, form quần ôm và áo dáng dài. Form quần ôm và áo dáng dài nó sẽ giấu cái phần ở phía trước của mình nha mấy chị, rất là đẹp. Chốt liền giùm em con này là set xanh dương 39k. Cái này sale á, cái này tới trăm mấy lận. Hình bài ngoài sau 80 á em. Xanh 39 cho Bảo nè. Cái set ngoài sau mấy bà chốt đi, tết đi đánh bài giùm em phát nha mấy chị. Em có màu trắng với lại màu đen, 80.000, 130 sale 80.000. Xanh 39 cho Nguyễn Phúc Mai. Rồi còn màu gì nữa vậy? Tết đi đánh bài đỉnh luôn, đỉnh chớp luôn mấy bà, đẹp giả mang đẹp. Lên màu đen phát nó nằm ưng ngay nè, những cái tay áo màu đen nè. Trời ơi đẹp quá luôn á, set 60 có đen không chơi, không nhớ set 60 có gì. Ôi cái set này 80.000 giùm em nha mấy bà. Em lấy một set để mặc rồi đó mấy bà ơi. Hàng đúng đẹp luôn á nè. Cái quần của nó là quần lá bài giùm em nha mấy bà, hot nha. Siêu đẹp luôn. Rồi cái áo của nó bò viền vậy nè. Thun xịn giùm em nha mấy chị. Thun xịn giùm em. Lên mã giùm em là set đen hoặc là set trắng ở phía sau nha. Form này từ 40-60kg qua lại giùm em. Mấy cái họa tiết lá bài này siêu hot luôn mấy bà thấy không? Người ta đang bán toàn là 150 thôi đó, không ai mà bán rẻ hơn em luôn. Uy tín nha. Không ai bán rẻ như em nha mấy chị. Rồi chốt mã giùm em là set lá bài, em sẽ cho mọi người 80.000 set nha, hàng đẹp lắm. Set lá bài giùm em 80k. Em mà bán chế lên giùm cái vậy. Set lá bài 80, cái đó là mặt tết á, cái bộ đó ra là để dành mặt tết á mấy bà. Bà nào mà đen tình đỏ bạc đó thì chốt liền cái đó giùm em nha. Hết rồi, hết rồi. Hết set đó rồi, cục diện ơi. Rồi chốt liền em mã là set đỏ 45, ba len giùm em, áo ba len giùm em, quần là quần ôm nha mấy chị ơi. Quần ôm giùm em nha, rất là xinh. Rồi chốt liền giùm em mã là set đỏ 45. Set đỏ 45 giùm em. Đây chắc vải mà trời, siêu VIP vậy. Siêu VIP luôn ha mấy bà. Chốt liền giùm em là set đỏ 45 nha mấy bà ơi, đẹp lắm. Đỏ 45 cho Lê Tiết Phương, dây mà. Ủa? Để cái gì trời. Trời ơi rằng ri nữa. Rồi bà nào comment mã tặng em tặng con này nè. Nó nằm trong cái lô sale quá rồi ơi. Rồi em tặng nha. Comment mã tặng em tặng con này cho mấy bà luôn. Tặng. Cái này á bà nào mà có đam mê, có thiện chí chụp hình tết thì chốt con này giùm em phát. Chụp hình tết đẹp, tặng luôn, đi múa lăng. Tặng cho Trần Thị Thanh Tâm. Đi múa lăng được luôn đó mấy bà. Rồi. Trời ơi cái set đó bạn mà sao tao nói đỉnh gì đâu. Tôi lấy một bộ rồi đó mấy bà ơi. Tết nay tôi sẽ đánh bài cho hết tiền luôn. Năm nào cũng lấy, giờ nó cũng dụ chứ trên bài chân á. Đã không biết chơi mà cứ dụ người ta không à. Rồi chốt liền cho mấy mã bộ pyjama 45k. Pyjama 45 không biết đánh bài luôn á mà cũ chơi không, chơi cho vui mà thua muốn chết. Chốt liền cho mấy mã là bộ pyjama 45. Pyjama nha 45k, hàng này hàng thun lụa 5D. Lụa 5D giùm em pyjama 45. Lụa 5D nha mấy bà ơi. Lụa 5D giùm em. Sale luôn nha. Bây giờ nãy giờ em sale áo nhiều rồi, giờ em sẽ lên sale chung váy với mấy bà mặc chung với áo nha, để mấy bà không có đồ mặc chung. Pyjama 45 cho Huỳnh Như ok. Comment giùm em mã là chân váy tằng 19k luôn, cuối năm mình xả lỗ nha. Chân váy tằng giùm em, hình như cái pyjama đó lại chứ có còn. Không đâu. Sao mấy đứa? Bỏi ớt rồi. Comment liền cho em mã là quần ở chân váy giùm em 19k, chân váy hồng giùm em nha. 1-2 tầng và một cái quần lót bên trong giùm em, có khóa kéo nữa. Đó, rất xịn giùm em, chân váy tầng 19k giùm em, đọc đi. Chân váy 19 cho Un Un hai cái. Chân váy 19 cho Cẩm Tú. Rồi có. Chốt mã chân váy tầng giùm em nha, 19k. Xịn lắm, chân váy tầng giùm em không có trắng đâu, em còn màu hồng em mới sale. Rồi em còn màu hồng mới sale. Chân váy hồng nhạt giùm em 19k. Hồng nhạt giúp em nha, 19 form 40-50kg giùm em. Đây, bên trong có lót quần nha mấy bà, có khóa kéo giùm em luôn, chắc rất xịn. Trước bán 99.000 lận. Rồi sale cho mấy bà 19k. Còn mấy mã là hồng nhạt giùm em 19k. Rồi chốt mã hồng nhạt giùm em nha, 19.000.
hồng nhạt. Để em hồng nhạt, ok, cẩm tú một cái hồng nhạt nè. Chân váy 10. Hồng nha, chân váy 19. Rồi ok, chân váy 19 nè. Rồi comment liền cho em mã là chân váy 19 nha mấy chị ơi. Chân váy 19 giùm em nha. 19 ngàn à, quá rẻ luôn á. Đẹp quá luôn, lấy mẫu em hồng nhạt hay hồng hồng nhạt. Free size em ơi, free size đưa tiếp qua cho em. Free size thôi mấy bạn, có 19k à. Rẻ lắm, cuối năm rồi bán hết em rồi. Cái này nãy chưa chốt không? Chốt liền em mã là set gấu trắng giùm em nha mấy bạn, 55k một cái sơ mi gấu. Kèm cho mình thêm cái quần legging dài nữa mấy chị. Kèm thêm cái quần legging dài nữa. Comment liền cho em mã là sơ mi gấu trắng nha. Set sơ mi gấu trắng giùm em 55k. Set 55 cho Thanh Tâm nè. Set 55 cho Thanh Tâm. Rồi đẹp quá. Ủa set đáp luôn á mấy bà. Ủa set Gucci luôn mới ghê. Set Gucci mới ghê mấy bà. Đẹp xuất sắc nha. Rồi set này em sale cho mọi người 55. Comment mã là set Gucci 55 giùm em nha mấy chị. Hàng đẹp. Hàng đẹp em mới bán nha. Gucci 55 giùm em. Mã Gucci ra 55.000. Gucci 55, set 55. Set Gucci 55 nha. Set Gucci 55 cho luôn. Rồi chân váy trắng em sale cho mọi người 25.000 nha. Bà nào nãy giờ chưa chốt chân váy chốt giùm em phát. Chân váy này nhập tới 69 giảm bán 25. Lỗ sắp mặt luôn. Quá. Chốt liền giùm em mã là chân váy. Rồi chốt liền em mã là chân váy trắng 25 người. Trắng 25 cho Lê Thị tiếp thôi. Ok, chân váy trắng cho Thanh Tâm kèm giá vô em. Chân Thanh Tâm kèm giá. Rồi ok. Chân váy trắng giùm em, form siêu đẹp. 40 58 kg quay đầu vừa cho em nha. Có tặng và có quần có khóa kéo giùm em nha. Có quần lót và khóa kéo. Ok, rệt nha mấy bà ơi. Nhập tới 69.000 lận hàng xịn giùm em nha. Giờ xe cho mấy bà nhiêu? 25.000, rẻ xỉu luôn. Có khóa kéo bên phía sau nè. Ở bên trong nó sẽ có một cái quần lót cho mấy bà nha. Đây, không hề bị lộ giùm em. Chốt liền em con này là chân váy trắng 25.000 nha. Chân váy trắng 25 giùm em. Chân váy trắng 25 cho Ngọc không? Set này còn 3 4 set. Xe 45. Comment liền cho em mã là set trắng 45k nha mấy chị. Trời ơi, set này sale 45.000 luôn, trắng đồng thiệt. Gãi đúng đẹp luôn. Set trắng giùm em 45k, một cái quần legging màu cáo phun phun rộng. Một cái quần legging màu cáo phun 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 rộng. 45k comment mã là set trắng 45 giùm em. Chân váy trắng 25 cho Thư Thư. Rồi chốt mã giùm em là set trắng 45. Set trắng giùm em 45. Ok Thư Thư có em. Rồi chốt mã set trắng là 45, một cái quần legging màu cáo phun phun rộng. Set trắng 45, em còn 4. Set trắng 45 em còn 4 nha. Trời ơi, một cái váy Babydoll 40k. Comment mã là váy Babydoll giùm em 40k. Váy Babydoll giùm em 40.000 nha mấy bà ơi, vải đúng thấy cưng luôn. Khách mới bao nhiêu một sản phẩm vẫn đi đơn nha em ơi. Rồi chốt liền giùm em mã là trời ơi, cái váy này tết bà nào mà đi du lịch. Ôi du lịch, đi du lịch thì hốt giùm em phát nhớ mấy bà. Đẹp lắm, mít thêm cái áo khoác ở ngoài nữa là xinh. Ở cái váy này hơi bị thấy cưng luôn á. Rồi cầm em mã là váy xanh giùm em 40.000 nha, vải đúng đẹp. Cưng lấy ạ. Váy xanh 40. Rồi cầm em mã là bộ ngủ sale 40 nha. Bộ ngủ giùm em sale 40 luôn. Bộ ngủ giùm em ngủ xanh 40. Mã là bộ ngủ xanh nha 40. Mã ngủ xanh giùm em nha, quần ống rộng giùm em luôn. Quần ống rộng bộ ngủ xanh 40k. Ngủ xanh 40. À, chị mà xếp hay gì vậy á, cái mặt áo khung em. Cái mặt áo khung cho Thanh Tâm. Cái mặt áo khung. Rồi cho em xin một mã là thun xịn, em sẽ cho mọi người 40.000 được không? Cho em xin mã là thun xịn đen 40k được không mấy bà? Thun xịn luôn mấy bà ơi, hàng này đúng xịn luôn. Em nhập rất là đắt, 99.000 lận. Em sale cho mọi người 40 nha, giá là giá cuối cùng luôn á. Đó, chốt liền cho em mã là thun xịn 40.000 đi. Trời ơi, cái vải của nó là cái vải của nó không phải gọi là gì ta, gọi là bo tàu, chắc bo tàu rất là xịn. Rồi bo tàu giùm em chữ là chữ thiêu mai luôn mấy bạn. Đây, cực kỳ đỉnh luôn, hàng rất là đẹp. Đây coi dạng 40-65 kg vừa. Chốt liền em mã là thun xịn 40.000 giùm em nha. Thun xịn 40.000 giùm em phát. Thun xịn. Còn nha Mai Chi ơi, còn em lấy báo chị. Rồi comment mã là set hồng giùm em nha, 39k. Thun xịn 40 cho Cẩm Tú. Thun xịn cho Trang Bi. Thun xịn cho Trang Hồng Chi. Rồi ok. Thư Thư có thun xịn luôn. Thư Thư có thun xịn luôn. Rồi Ngọc Anh Trương có áo đen 40 luôn, ok. Rồi em còn 2, mọi người lấy báo em còn 2 nha. Thư Thư có chưa có
Rồi xếp hồng giùm em 39k. Chân váy 25 cho Mai Chi. Xếp hồng giùm em 39 cho mấy trắng. Xếp hồng giúp em nha 39 ngàn. Xếp hồng 39 giùm em nha mấy chị ơi. Xếp hồng 39k giùm em. Mã là xếp hồng 39. Xếp hồng 39 giùm em. Rồi chốt mã là xếp cargo giùm em. Chốt mã xếp cargo giùm em nha, 40k. Xếp cargo 40 giùm em, quần có túi nha mấy chị. Xếp cargo 40 quần có túi giùm em, phơm rộng. Phơm quần rộng giùm em. Xếp cargo 40. Ơ Kim Minh đi mua nước chừng chế ra mà đúng không? Xếp cargo 40. Cargo 40 cho Trần Thị Thanh Tâm. Kim Minh nhìn chế mua chế đi nước coi. Xếp cargo 40. Trời cái xếp này thấy cưng quá. Chữ của nó là cái hình này của nó thiêu mai luôn. 40. Còn em mã xếp hồng 40 giùm em. Xếp hồng 40. Quá đẹp. Xếp hồng 40 nha mấy bà. Lên đơn nhanh đi, rẻ lắm rồi đó. Xếp hồng 40 không có nào mà rẻ hơn nữa đâu. Xếp hồng 40 giùm em, hàng đúng đẹp luôn á. Xếp hồng 40. Rồi. Xếp hồng 40 cho hồng đào. Cargo giùm em xếp, ổ lộn xếp kẻ Quảng Châu. Còn mấy mã là xếp kẻ Quảng Châu nha mấy bà. Hàng mát Quảng Châu luôn. Xếp kẻ Quảng Châu sale 40. Còn mấy mã là xếp kẻ Quảng Châu giùm em 40k. Xếp kẻ Quảng Châu nha 40.000. Chốt mã xếp kẻ Quảng Châu 40. Xếp kẻ Quảng Châu 40. Rồi thun xịn, cầm mấy mã thun xịn giùm em 40k được không mấy bà? Thun kẻ 40 cho Thanh Tâm. Chốt mã thun xịn 40 giùm em được không mấy bà ơi? Hàng đẹp quá luôn, chắc coi giảng xịn luôn á. Thun xịn giùm em 40 nha mấy ơi. Mấy cái thun này rất là hot. Thun xịn giùm em 40k thôi mấy bà ơi, rẻ đẹp. Thun xịn 40 giùm em nha. Lên đúng mã thun xịn 40 mới có đơn nha. Thun xịn 40. Rồi set 2 áo lên sale 39 ngàn nha. Là giá cuối cùng luôn, là giá lỗ dữ luôn rồi đó. Một áo 2 dây và một cái áo ngoài giùm em nha. Rồi set 2 áo giùm em 39k. Chốt mã set 2 áo giùm em nha 39 ngàn. Set 2 áo giùm em 39k đúng rồi. Set 2 áo 39 giúp em nha mấy chị. Set 2 ơi được mấy cái nỉ đỏ để mặc Tết nha mấy bà. Set 2 áo giùm em 39 ngàn. 39 ngàn giùm em. Set 2 áo này nguyên chồng. Set 2 áo 39 ngàn. Ơi cái này được mấy con nỉ đỏ mặc Tết nè. Xếp hai áo cho Cẩm Tú. Comment mã là ủa màu đỏ đất chứ màu đỏ đất nha mấy bà, 49 nè. Comment mã là đỏ đất giùm em 49. Vải thì quá xịn luôn. Comment Minh vào trước không? Kêu mình chứ xếp. Comment mã giùm em là mã đỏ đất đi. Minh. Xếp hai áo cho Ngọc Anh chưa? Đỏ đất giùm em mấy chị ơi. 49 nè. Đỏ 49 cho Cẩm Tú nè. Rồi đỏ 49 cho Cẩm Tú. Rồi comment mã là đỏ gấu giùm em 49 nha. Đỏ gấu giùm em 49. Mấy con này mặc Tết rất là đẹp nha mấy bà. Mặc Tết rất đẹp nha. Đỏ gấu giùm em 49k. Đỏ gấu 49 giùm em nha. Đỏ gấu 49 giùm em. Mấy con nỉ này 101 không mà không bao giờ có giá rẻ hơn nha. Uy tín nha. Đỏ gấu 49 giùm em, phơm của nó nè mấy bà, đẹp vậy nè. Đó. Đẹp, da ngâm mặc đẹp giùm chị nha. Con này mặc đẹp nha. Rất là xịn nha mấy bà. Da em có trắng đâu mấy bà ơi. Chốt mã giùm em là da, chốt mã giùm em là đỏ. Đỏ gấu nha mấy bà, đỏ gấu mới có đơn 49 nha. Da em có trắng đâu mấy bà, em vẫn mặc được mà. Nhìn phát là biết hàng xịn liền. Đen giùm em 49 nha. Đen 49 giùm em, đưa chế tím mấy chồng lẻ qua chứ. Đen 49 giùm em. Chốt mã đen 49 nha mấy bà ơi. Đen 49 giùm em nha. Đen 49 giùm em, quá xịn. Xuất sắc luôn, đen 49. Lên một set đỏ, miếng set này set gì? Trời ơi. À, cái set này mặc Tết hơi bị đẹp luôn á nè. 10 điểm chưa? Còn mấy mã là set cargo giùm em mấy chị. Cái set này là hàng túi Jeep Quảng Châu luôn á. Quá trời xuất sắc, 60.000 có 1 set vậy. Được 2 set hả? Không có 1 set à, 60 giùm em ơi. Cái set này mặc Tết hơi bị đẹp. Mấy bạn biết cái độ hot của cái set này chưa? Hot khủng khiếp luôn. Chốt mã set đỏ giùm em nha, 60. Trời ơi mặc Tết cũng đẹp nữa. Nè vậy nè mấy bà, đẹp quá. Xếp đỏ cargo giùm em 60.000. Hàng này đang bán 150 luôn á. Hàng 150 nha mấy bà ơi. Hàng đúng đẹp luôn á. Vải đẹp quá. Bà lên đơn nhanh đi. Cái xếp này đúng xịn luôn á. Xếp đỏ 60 cho Un luôn. Cái xếp này đúng xịn luôn á. Mẫu có 1 cái, mẫu có 1 xếp thôi mấy bà. Có nhiều cũng không có đâu. Rồi chốt mã giùm em là xếp đen 55. Xếp đen 55 hàng trăm mấy không mà. Đỏ gấu cho chứ coi lại cái đỏ gấu á. Cái sweater đỏ gấu. Cái sweater đỏ gấu. Ừ. Chốt liền nha, mã là set đen nha 55 ngàn. Quần ôm giùm em, quần ôm có túi nha mấy chị. Quần ôm có túi và một cái thun phơm rộng.
rất là xịn. Rồi chốt mã giùm em một set đen 55.000 nha. Vải nè, vải Thái giùm em nha, rất là xịn, rất là dày. Chốt mã giùm em là set đen 55. Gì? Set đen 55 nha mấy chị ơi, set đen giùm em 55. Rồi đỏ gấu nè em ơi. Đen 55 chị Bảo nè. Đỏ gấu nè em. Đây đỏ gấu nè. Đỏ gấu nè, siêu đẹp luôn, nét cực kỳ nét luôn, 49k. Siêu đẹp, vải đúng dày luôn á. Rồi chốt mã giùm em là set gấu 49. Gấu 49. Set hồng 39 này nãy lên rồi. Rồi chốt mã set xám giùm em nha. Set xám 39 giùm em. Xám 39 giùm em nha mấy chị ơi, xám 39 giùm em. Quần có túi hai bên luôn, rất là xịn. Xám giùm em 39k. Xám 39 giùm em một set. Xám 39 một set. Bỏ vô bọc chứ lên cái nào cái ship bỏ bọc liền nha. Anh mua nước giùm em ơi, mệt quá à. Anh mua nước cho em nha. Xám 39 cho Nguyễn Phúc Mai. Em muốn cà. Trời ơi cái áo này đẹp vậy. Đâu rồi, có mút ngực không mấy bà? Cái set này là set sườn xám. Không phải cái set này để đi mấy bà đi đâu ta? Đi chụp hình. Rồi chốt liền nha em, set này 39k nha. Còn mấy mã là set đen 39 này, set đen hoặc set nu 39k. Set đen hoặc set nu 39 giùm em. Set đen hoặc set nu nha, 39 cái set này có mút ngực luôn mấy bà. Set này có mút ngực luôn á. Set này có mút ngực giùm em nha. Set này có mút ngực giùm bà, đẹp quá. Set nâu đen hoặc set nâu hoặc set đen giùm em 39k. Set nâu hoặc set đen 39 giùm em nha. Set 39 giùm ui ui. Rồi trắng giùm em 19k. Trắng giùm em 19.000. Trắng 19 giùm em, đặt giờ dòm tối đi đơn. Đúng rồi, đặt hôm nay, đặt từ đơn từ hôm qua là em đã dòm đơn với tối nay rồi. Rồi chốt liền giùm em con này là trắng 19, set nu hết à. Trắng 19 cho tổng số. Rồi set hồng giùm em 40. Set hồng 40 giùm em mấy chị. Hồng 40 giùm em. Chốt mã set hồng 40 nha mấy bạn. Rồi chốt mã set hồng 40. Chốt mã set hồng 40 anh chị Thiêu. Set hồng 40 còn 2 set chữ Thiêu. Mặc ôm body giùm em rất là dễ thương. Set hồng 40 chữ Thiêu giùm em nha mấy bạn. Dễ thương lắm. Set hồng 40 giùm em. Hết set đen đó rồi em. Set hồng 40. Em bộ sườn xám hết trơn rồi em. Hết trơn rồi. Rồi comment mã giùm em là set to thiết kế nha mấy chị. Mặc lên sang lắm mấy bà. Nếu mà mấy bà mà hơi cứng đứng tuổi tí mặc lên rất là sang. Tầm hai mấy ba mấy á thì chốt set này giùm em. Set đỏ giùm em nha 45. Set này set thiết kế rất là đắt tiền nha mấy bà. Chắc vải mấy bà nhìn thấy cũng biết rồi đó. Còn mấy bà mình trẻ trẻ mua về cho mẹ em mặc cũng ok nha. Chốt mã set đỏ giùm em 45. Đây, mấy set thiết kế này rất là sang mấy bà ơi. Set thiết kế giùm em 45k. Form 40 đến 50 kg qua đầu giùm em. 40 50 kg qua đầu giùm em nha. Ở phía sau nó có chun mấy bà. Đây, set đỏ 40. 45. Hồng Trần Hồng Nhi lên kèm giùm chị là set đỏ 45 mới có đơn em 45k lận. Set đỏ 45. Set đỏ 45 cho Trần Hồng Nhi. Rồi comment liền cho em mã là set Dior 45. Trời ơi set Dior. Set này set lụa mấy bà, set lụa mát rượi à. Set lụa luôn á. Rồi chốt mã set Dior 45 form 40 65 kg vừa. 40 65 kg vừa cho em. Set Dior 45 nha mấy chị. Set Dior 45. Chốt mã set Dior 45. Set Dior 45. Lên liền mã là set Dior 45. Rồi khoác xám giùm em 40 nha. Trời ơi. Khoác xám đáp không mới ghê. Khoác xám 40 giùm em, mũ hai lớp. Hàng phát nhìn phát biết xịn liền. Xám 40. Xám 40 giùm em. Em không có giao đồ chị Kim Phụng ơi, chị ơi, ghé shop em lấy nha, hoặc là em nhờ shipper giao á chị thì 20.000 nha. Rồi chốt liền em con này là khoác xám nha. Khoác xám giùm em 40. Khoác xám 40. Bên em không có giao nha chị ơi, đặt thì em gọi shipper giao cho chị nha. Váy rất kéo không? Chân váy rất kéo không? Gì nữa? Rồi chân váy này sale 50 là hết hàng nha mấy chị. Cực kỳ xịn luôn á, chân váy 50 giùm em, vải co giãn giùm em nha. Bà nào mà chưa săn được cái chân váy hay cái quần này mấy bà chốt đi về mặt tốt bao đỉnh luôn. Tôi bán vậy là quá rẻ rồi. Chốt liền giùm em mã là chân váy nha mấy chị. Chân váy giùm em 50.000. Chân váy 50 giùm em. Còn được nhiều mấy bà chốt thì báo em nha, chân váy 50. Để ghi cho chân váy 50. Chân váy 50 giùm em là có đơn. Chân váy 50 có đơn nha. Rồi set Dior giùm em 29k. Set Dior 29 giùm em.
Mã là set Dior 29. Chân váy đó 35kg hơi rộng tí em. 35kg hơi rộng. Rồi chốt mã set Dior 29 nha. Set Dior 29 giùm em. Size gì hả? Cái đó đủ shop mà lò mai chia lấy size gì báo chị. Set Dior cho Bảo nè. Trời ơi, bộ ngủ nữa. Cái bộ này phải mặc lên người mới được mấy bà ơi. Phải mặc lên được. Rồi set đỏ giùm em nha. 30.000. Set đỏ. Mấy bà comment mã là bộ ngủ 30 giùm em đi, nó có đủ màu. Nó có đủ màu, nhiều màu quá à. Mọi người comment mã là bộ ngủ 30 đi. Bộ này mặc rất là mát. Mặc rất là mát giùm em luôn, bộ ngủ 30. Có 3 màu, hai màu. Rồi, ngủ giùm em nha, 30.000. Bộ ngủ 30k giùm em. Mặc rất là mát nha mấy bà, bộ ngủ 30. Chốt mã ngủ comment mã ngủ 30 giùm em. Rồi comment mã giùm em là thun ôm 29k. Thun ôm giùm em, chữ thiêu giùm em nha. Thun ôm giùm em 29.000. Thun ôm 29 giùm em. Bộ ngủ có màu đen nữa. Comment mã vào bộ ngủ giùm em 30. Bộ ngủ 30 giùm em. Rồi comment mã giùm em là áo ôm 19 nha. Áo ôm giùm em 19. Mấy con áo này mặc chúng với lại quần trắng rất là đẹp nha mấy chị. Áo ôm giùm em 19k. Áo ôm giùm em 19. Thun ngủ 30 cho Bảo nè. Thun ôm nè, thun ôm trang bi comment kèm giá giùm em. Thun trang bi comment kèm giá giùm em nha. Bộ ngủ cho Bảo nè. Ok. Rồi, cái này là 19 nha mấy chị, còn cái này là 29 nha. Rồi, chốt liền em đỏ 29 còn 7 màu là 19. Đỏ 29 con này là 19 nha mấy chị. Đỏ 29 con tập là 19. Đỏ 29 tập 19 thì em. Rồi comment mã là quần 29 cho Bảo nè. Quần trắng giùm em, quần trắng 29k nha mấy chị. Quần trắng 29 giùm em là có đơn. Mã là quần trắng 29 tối nay 8 giờ nha mấy bà. Quần trắng 29 giúp em nha. Chốt mã là quần trắng 29k. Đúng mã mới có đơn nha. Quần trắng 29 đúng mã mới có đơn. Quần trắng 29, Tuyết Phương có 2. Cái này còn 2 hết. Quần trắng 29 cho Lê Thị Tuyết Phương. Cái này còn 1. Rồi lấy báo em quần trắng 29. Quần trắng 29 cho Bóng Như ơi. Hết quần trắng. Cái xếp ngoài sau đẹp quá mấy bà ơi. Cái gì? Muối gì vậy? Trời ơi, có trà sữa đâu. Comment liền. Anh Minh mua trà sữa hả? Ai mua vậy? Minh. Rồi trước mã xếp đỏ đi 45. Quần trắng cho ai vậy? Quần trắng nha. Trà sữa này. Cái sữa gì vậy? Cái gì? Lâm Anh là bán trà sữa Lâm Anh. Xếp đỏ 45. Chứ nó đọc cho Bảo Na đâu em. Chứ đâu có đọc cho Bảo Na đâu. Chứ đâu có đọc cho Bảo Na đâu em. Rồi, xếp đỏ cho Dung Ngọc nè. Chứ đâu có chốt cho em đâu Bảo Na. Chốt xếp ngủ cho em nè Bảo Na. Rồi comment liền cho em mã là nỉ đen 49 nha mấy chị. Trời ơi, cái chắc nỉ nó dày nè. Nó dày xịn luôn á bà. Nỉ đen giùm em 49k. Nỉ đen 49 thêm đồ cơ. Nỉ đen 49 giùm em nha mấy chị ơi. Nỉ đen 49 hả? Rồi. Nỉ đen 49 giúp em nha, hàng đẹp. Nỉ đen 49 giùm em. Xếp đây, xếp đâu. Nỉ đen 49 nha. Nỉ đen 49. Xếp đây. Nỉ đen 49 cho Hồng Luyến nè. Rồi cái này còn có xanh lá, xanh dương, tím, vàng, đen, đỏ. Xanh lá, xanh dương, tím, vàng, đen, đỏ nha mấy chị. Rồi em chốt cho mọi người với giá là 39.000 nha. Comment liền cho em mã là xanh lá, xanh dương, vàng, đen, đỏ nha. 39k. Xanh lá, xanh dương, vàng, đen, đỏ giùm em. Phơm này 40-60kg mặc ngủ giùm em nha. Mặc ngủ giùm em nha mấy chị ơi. Mặc ngủ mới được nha. Rồi chốt liền giùm em. Cái này là hàng lụa 5D giùm em. Chất của nó rất là mát nha mấy chị. In 5D giùm em nha, cực kỳ xịn luôn. Rồi chốt liền giùm em con này xanh lá, xanh dương, tím, vàng, hồng, đỏ giùm em và đen nha. 39k giùm em lên liền nha. 39.000. 39.000 giùm em nha. 39k giùm em. Ê, cái set này đẹp. Cái set này đẹp lắm luôn. Đỏ 39 ok cho Dung Ngọc. Ok chứ Hồng Nhi nào nào xong anh nhắn chế nha chế ơi. Nào em dọn xong anh nhắn cho chế. À cái set này 45.000 nha mấy bà ơi. Set này hàng xịn luôn á. Một cái áo thun nâu giùm em nè. Rồi set 39 tím ok trang bi nè. Rồi một cái chân váy giùm em. Ôi ôi set này hơi bị xinh nha mấy bà. Đây bên trong của nó sẽ có lót quần luôn. Quá trời đẹp.
Rồi chốt liền giùm em 45k nha. Nâu 45. Set nâu 45. Xanh lá 45 giùm em. Đỏ 45. Đỏ 45 và xanh dương 45 giùm em nha. Hàng nhận hàng phải biết là cái chất nó siêu đẹp nha mấy bà ơi. Cái chất nè. Đúng đẹp luôn á. 45k set giùm em nha. Mặc lên form rất là thấy cưng nha mấy bà ơi. Đẹp lắm luôn á. 45 giùm em. Rồi chốt màu giùm em là màu nâu. Nâu giùm em nha, xanh lá đỏ. Và màu xanh dương, nâu xanh lá đỏ và xanh dương giùm em. Cái màu đỏ mấy bà mặc Tết rất là thấy cưng luôn á. Mặc Tết rất là thấy cưng giùm em luôn. Màu nâu này thì siêu trắng da, siêu tôn da luôn. Rồi chốt màu nào thì báo em nha. 45k. Cái set này gặp nổ rồi nè. Hồi nãy bà nào mà hụt cái set này giờ lên lưng liền giùm em cái màu nu 45. Hồi nãy bà nào hụt thì giờ chốt liền giùm em cái nu 45 nha mấy trời ơi mấy bà ơi. Nu 45 hồng và trắng giùm em. Nu hồng trắng 45 giùm em nha mấy bà. Nãy bà nào hụt thì chốt liền giùm em cái set này, nó tiểu thư, nó vừa tiểu thư vừa sang nữa. Còn hồi nãy bà nào hụt thì giờ chốt liền giùm em với. 45 cho Dương nào. Đẹp giả mang đẹp luôn, hồi nãy bán nhiêu 60 hay nhiêu đó không nhớ luôn. Rồi nu 45 giùm em nha, cái này là sale lắm rồi, nó sale lỗ lắm rồi đó bà. Hàng rất là đẹp luôn á. Rồi mặc lên cái nó trắng da, cực kỳ trắng da, rất là xinh giùm em. Rồi mấy bà mặc ở nhà thì ok nha, mấy bà mặc đi đâu cũng mix thêm cái khoác giùm tôi đi. Trời ơi đẹp lắm. 45.000 giùm em mình có đơn. Rồi chốt nha mấy bà ơi, nu trắng đen giùm em 45. Nu trắng đen 45 giùm em. Áo lên tập ngoài sau 1.15 nha. 1.15 phút may rồi. Rồi cái bộ ngoài sau rất là đẹp nha mấy bà ơi. Bộ ngoài sau mua mặc Tết được nha, đẹp lắm. Nên là chỉ like mấy tiếng rồi mấy đứa. 2 giờ. Rồi chứ mấy tiếng rồi? Hồi lúc 11 giờ. 12 giờ. 3 tiếng. 3 tiếng rồi hả mọi người? Em lên chồng áo hung cho mấy bà săn mặt Tết nha. Áo hung cái mặt chốt rồi phải không? Ừ. Trắng giùm em nha. Lên liền em con này là mã trắng nha mấy bà ơi. Hung phơm rộng giùm em, phơm dưới 65kg. Mặt đẹp nha. Bộ phía sau có 80.000 là da hăng ơi, hàng đẹp em. Rồi chốt liền con này là trắng nha, 50. Khung trắng giùm em, phơm dưới 65kg vừa. Trắng giùm em 50, cái hình in của nó siêu chắc luôn. Cái hình in này rất là chắc luôn nha mấy bà ơi. Trắng 50, có chân váy đen không, còn trắng không mà dưới rồi. Cái hồng trắng không mà. Trắng 50 Trang Bi, comment kèm giá với giùm em nha Trang Bi rồi. Kèm giá với giùm em nha. Trắng 50 cho Trang Bi. Rồi màu be này. Màu be này hơi bị đẹp luôn á. Màu be này nam nữ mặc được giùm em nha. Cái hình in của nó nè, ngầu vải luôn mấy bà, đẹp. Chốt liền giùm em con này màu be 50. Màu be giùm em nha 50. Màu be giùm em nha 50. Thùy Linh Nguyễn Thị nè. Em ơi, cái đơn của em á là chị có nhắc với em á là bây giờ em có nhận hàng hay không em. Tại vì chị nhắn tin cho em không có trả lời. Mà ship gọi cho em thì em không nghe máy. Rồi bây giờ chị biết giao sao cho em. Em ba đơn luôn em không nhận. Rồi sao giờ chị em đặt hàng nữa. Nhận hàng đi rồi chị mới chốt đơn được cho em nha em ơi. Rồi con này giùm em nha mấy bà, màu vàng giùm em nha. Vàng giùm em nha. 50 giùm em luôn, vàng 50. Vàng 50 giùm em. Rồi, màu riêu giùm em nha 50 luôn. Màu riêu 50 giùm em. Xuất sắc. Màu riêu 50 giùm em. Ôi trời, cái chủ dập phòng nè, xuất sắc chưa? Ok Di Đào, ok em. Có em ơi, hồi sáng luôn, lúc hồi sáng là chị có gọi luôn á em, chị gọi luôn á chứ ship gọi gì, chị gọi cũng đâu có nghe máy đâu. Rồi chốt mạo giùm em là màu riêu 50. Chị gọi em không nghe máy luôn nha Thùy Linh ơi. Nói chi là ship nó giao lại mà em không nghe máy thì sao mà phát được. Chị có kêu em là giữ máy để cho ship giao lại mà chị báo rồi em không nghe máy. Đó nên không có giao được đơn cho em luôn. Của em là 3 đơn luôn á. Rồi chốt mã giùm em. Ok Di Đào nè, ok em. Rồi chốt mã giùm em là Gil 50 Phương Nga. Gil 50 cho Phương Nga. Trời ơi sáng em ngủ. Sáng em ngủ thì đâu phải có lấy cái lý do đó là được đâu em. Trời ơi lấy lý do đó là chết chị luôn rồi. Ship nó đi giao lại cho em mấy lần rồi mà em cứ lấy lý do là em ngủ rồi em không nhận hàng được là thua luôn. Thua thiệt luôn. Cái này còn một đôi nha mấy bà ơi, còn một đôi nha. Lấy báo em nha. Cái này còn một đôi vàng luôn. Lấy báo em. Con này còn một đôi. Một đôi giùm em một cặp 100.000 thôi mấy bà ơi. Mặc đôi với bạn thân hoặc là với người yêu cũng xinh đó nha mấy bà. Rồi chốt liền giùm em một đôi áo nha mấy bà ơi. Một đôi áo giùm em. Có 100.000 nữa mấy bà ơi. Form này rất là to, nam mặc được giùm em nha. Rồi, một hả? Một đôi áo, một đôi. Cái này màu xanh, màu nghiêng về màu xanh. Một đôi giùm em. Rồi chốt liền giùm em con này là màu đen nha mấy chị. Đen giùm em 50. Màu đen giùm em nha 50.000. Đen giùm em 50. Cái này thun phơm dưới 65kg vừa giùm em nha. Màu đẹp nha mấy chị. Đen giùm em 50. Chốt màu đen giùm em nha 50.000.
đen 50 giùm em nha, đẹp lắm, phơm rất là đẹp. Rồi ok, chốt đen 50 giùm em nha mấy chị ơi. Đen 50 giùm em nha. Đen 50. Đen 50 giùm em nha. Rồi màu này giùm em là màu real 50. Màu real 50 giùm em luôn, phơm rất là to, rất là xinh. Rồi chốt màu real giùm em nha, 50.000. Real 50, đen 50 và trắng 50 giùm em. Lấy hàng rồi, dán chim mi lại lấy hàng hả? Chim mi lấy hàng hả? Rồi màu trắng giùm em nha, 50 luôn. Rồi, nhanh nha mấy chị ơi. Nhanh nha, mình chốt màu nào thì báo em liền nha. Rồi có đồ lam không? Không rồi, đi đâu ơi. Hình như có một bộ sáng chỉ chụp ấy, nhưng mà không nhớ còn không. Lấy bộ đó thì báo chết. Rồi chốt liền em mã là màu trắng 50. Rồi ok chưa báo. Rồi bây giờ mọi người lấy nào báo em liền nha mọi người. Lấy màu nào thì báo em liền để mọc nha. Em mọc 8 tối giờ live tiếp nha mấy bạn nha. Khách mới thì inbox giùm em số gọi địa chỉ nha mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn lấy màu nào nữa thì báo em nha. Bộ đó hình như là 60 với em, bộ đó 60 á. Rồi vậy nha mấy bạn, bye bye mấy bạn nha. Đúng rồi, em thì link của em 3 đơn đó. Là bây giờ em có nhận hay không để bên chị biết luôn, chị gọi lại cho em xác nhận một lần. Ok Di Đào nè, cái đó để chứ coi còn chứ để cho nha. Nhắn tin giùm chế liền cái Di Đào ơi, gửi cái bộ đó vô tin nhắn giùm chế đi. Có thì chứ chừa cho. Rồi vậy nha mọi người, bye bye mọi người nha.